Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 10. Không nói thật cũng được, hắn có biện pháp khiến người ta nói thật. Thôi thần châm này là một trong số đó. Chỉ cần châm vào huyệt phong trì, huyệt thiên trụ, huyệt đại truy và mấy huyệt khác trên cổ, có thể sản sinh hiệu quả như thôi miên. Hỏi ông ta cái gì, ông ta sẽ đáp đó. Đây là khi hắn ở tu chân giới, nghiên cứu thuật thôi miên mà phát hiện ra châm thuật này. Khóe miệng Lữ Hữu Tài nhếch lên, cười khinh thường. Suy nghĩ hão huyền, dùng mấy cây châm mà muốn người ta nói thật sao? Thực sự cho rằng mình là thần y, không đúng, cho dù là thần y cũng không làm gì được. Ngay từ đầu ông ta đã không nghe nói, trong đông y có y thuật khiến người ta nói thật, chỉ có thuốc nước khiến nói thật. Bác sĩ Mạc, sao cậu dùng ngân châm châm chuyên gia Hoàng, còn không mau rút châm ra, nói xin lỗi với chuyên gia Hoàng? Thật sự muốn chuyên gia Hoàng nói thật sao? Khóe miệng Trần Húc nhếch lên, cười như không cười. Trong mắt anh ta Mạc Phàm đang vùng vẫy giấy chết, nghĩ một lúc lâu mới nói người bệnh bị rút quá nhiều máu, thực biết nói đùa. Lúc trước hung hãn như thế, hiện giờ đợi bị bắt đi. Trong mắt Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân đều là phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ. Không cướp được thuốc của Mạc Phàm, lại muốn đoạt phương thuốc của Mạc Phàm. Lúc trước Mạc Phàm có thể giữ được phương thuốc, chắc lần này sẽ không ổn, dù sao cũng là người trong tỉnh. Thế giới này đúng là càng ngày càng loạn. Bác sĩ Mạc, cậu chuẩn bị lấy phương thuốc cho chúng tôi kiểm tra, hay tôi bảo người mang cậu đi? Lữ Hữu Tài đắc ý nói. Đúng lúc này, vừa rồi Hoàng Đào Nhiên còn vui sướng như uống rượu cười si. Ngốc! Lấy phương thuốc ra đây, không hợp tác với tôi sẽ khiến cậu không chiếm. Được gì? Hoàng Đào Nhiên mới mở miệng, vẻ mặt không ít người khiếp sợ, nhìn Hoàng Đào Nhiên đầy khác thường. Đây là sao vậy, Hoàng Đào Nhiên sao thế? Ông ta đang nói gì? Không có khả năng bị châm mấy châm là sẽ nói thật chứ? Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân cũng sửng sốt, hai người đều là lão đông y, Thường Ngộ Xuân lại truyền mấy đời, nhưng chưa bao giờ nghe nói ngân châm có thể khiến người ta nói thật. Hai người nhìn Mạc Phàm đầy khiếp sợ, kinh ngạc vui mừng đan xen. Tươi cười trên mặt Lữ Hữu Tài cứng đờ, sắc mặt trầm xuống, vội vàng đẩy Hoàng Đào Nhiên. Chuyên gia Hoàng, ông đang nói gì thế, hợp tác gì? Lữ Hữu Tài, nhanh như vậy mà ông đã quên rồi, không phải chúng ta cùng ép. Tên nhóc thối Mạc Phàm hợp tác sao? Hoàng Đào Nhiên vỗ bả vai Lữ Hữu Tài, cười ngớ ngẩn nói. Trong chớp mắt sắc mặt Lữ Hữu Tài khó coi hơn, giống như nuốt phải Hoàng Liên, mắc kẹt ở trong cổ họng. Mạc Phàm, cậu đã làm gì chuyên gia Hoàng, khiến ông ấy hầu môn loạn ngữ ở? Đây, nếu Hoàng Đào Nhiên cứ tiếp tục nói như vậy, ông ta cũng xong đời rồi. Mạc Phàm không để ý đến Lữ Hữu Tài, tiếp tục nói với Hoàng Đào Nhiên. Vì sao những người bệnh này lại bị suy tim? Hình như Hoàng Đào Nhiên nghe ra giọng Mạc Phàm, sắc mặt có chút hung dữ. Không phải bởi vì cậu không hợp tác với tôi chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Nếu bọn họ đã khỏi hẳn, chắc chắn trong cơ thể có kháng nguyên, tôi bảo người của tôi rút máu một người bệnh, không biết cậu dùng thuốc gì mà giết chết virus, còn không có kháng nguyên. Tôi cho rằng lượng máu quá ít, liền rút nhiều máu của một người bệnh, ai biết tuy người bệnh này khỏi hẳn, nhưng thân thể suy yếu nên bắt đầu suy tim, tôi thấy không lấy được kháng nguyên, nên rút máu mỗi người bệnh đã được chữa khỏi, để tất cả bọn họ đều xuất hiện tình trạng suy tim, không hợp tác với tôi. Tôi sẽ lấy phương thuốc của cậu, những chuyện này đều là cậu ép tôi, là cậu ép buộc tôi. Hoàng Đào Nhiên cắn răng nói, trong giọng nói tràn đầy oán hận với Mạc Phàm. Những lời này mới nói ra khỏi miệng, cả phòng bệnh đều yên tĩnh lại. Cho dù Mạc Phàm giải thích thế nào, chắc chắn bọn họ sẽ không tin. Nhưng Hoàng Đào Nhiên tự mình nói ra, bọn họ không tin đó chính là kẻ ngốc. Người nhà người bệnh, Lạc Anh, Lạc Minh còn cả Hạc Lão. Thường Ngộ Xuân cùng với đám sở kinh ngữ đều lạnh lùng nhìn Hoàng Đào Nhiên, Hoàng Đào Nhiên không nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh không ai trách ông ta. Nhưng thuốc của Mạc Phàm dùng được, Hoàng Đào Nhiên giấu giếm không báo, cố ý lấy lượng máu lớn của người bệnh, khiến người bệnh suy tim, nhờ chuyện này hãm hại Mạc Phàm. Chuyện không bằng cầm thú như vậy, Hoàng Đào Nhiên thân là bác sĩ mà làm ra được. Lúc này, ngay cả Trần Húc cũng nhíu mày lại, ước gì có thể đánh Hoàng Đào Nhiên một trận. Lần này anh ta tới là vì loại trừ bệnh dịch, anh ta tưởng rằng chuyện này do thuốc của Mạc Phàm có vấn đề,
lúc này mới cố ý gây khó dễ cho Mạc Phàm, sau đó lấy lòng Hoàng Đào Nhiên. Ai biết kết quả là Hoàng Đào Nhiên dở trò quỷ, bây giờ anh ta muốn đứng về phía Mạc Phàm cũng rất khó. Hoàng Đào Nhiên, không ngờ ông lại làm ra chuyện như vậy, tôi đúng là mắt mù nên nhìn lầm ông rồi. Lữ Hữu Tài thấy Hoàng Đào Nhiên nói ra chân tướng, biết không thể cứu vãn, vội. Vàng chỉ Hoàng Đào Nhiên nói, bộ dạng vì đại nghĩa diệt thân. Đừng có gấp, hai người không kém nhau chút nào đâu. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lữ Hữu Tài, cười khinh bỉ, tiếp tục hỏi Hoàng Đào Nhiên. Có người cùng làm chuyện này với ông không? Chuyện này sao? Hoàng Đào Nhiên dừng một lát, cười ngây ngô, lùi về phía sau. Mặt Lữ Hữu Tài lập tức không còn chút máu, vừa rồi Hoàng Đào Nhiên không có giải thích rõ, nếu Hoàng Đào Nhiên nói ông ta ra, ông ta thật sự xong đời rồi. Ông ta nhìn ngân châm phía sau cổ Hoàng Đào Nhiên, bỗng nhiên trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Mượn cơ hội Hoàng Đào Nhiên lui về phía sau, chân của ông ta vô ý dẫm lên đệm lót dưới chân Hoàng Đào Nhiên. Hoàng Đào Nhiên dẫm lên chân ông ta, lảo đảo một cái, trực tiếp ngã về phía vách tường phía sau. Khóe miệng Lữ Hữu Tài nhếch lên. Chỉ cần Hoàng Đào Nhiên đụng vào tường, ngân châm dài hơn một ngón tay sau gáy sẽ đâm thủng cổ ông ta, cho dù không chết cũng sẽ không nói thật. Thấy Hoàng Đào Nhiên sắp đụng vào tường, Mạc Phàm lắc đầu nắm lấy bả vai Hoàng Đào Nhiên, thân thể cao lớn của Hoàng Đào Nhiên được hắn kéo ra. Giở mánh khóe trước mặt tôi, ông nghĩ rằng ông có thể thành công sao? Vẻ mặt Lữ Hữu Tài ngẩn ra, tâm tình chìm vào đáy cốc. Lúc này Hoàng Đào Nhiên cũng mở miệng. Cười si ngốc vui vẻ nói. Người hợp tác với tôi rất nhiều, có mấy học sinh đều nghe lời tôi, rút máu là bọn chúng làm giúp, còn cả Lữ Hữu Tài, tự cho rằng mình rất có tài, thực ra là một tên đần độn. Đừng cho rằng tôi không biết, thân thiết với tôi như vậy, giúp tôi đẻ ép tin. Tức thuốc của Mạc Phàm có tác dụng, còn giúp tôi nghĩ biện pháp uy hiếp Mạc. Phàm, không phải là muốn chia chút công lao giải trừ bệnh dịch, sau này trèo. Lên cao hơn sao, đùa giỡn gì thế, công lao của tôi có thể chia cho người khác. Được chắc, đều là của tôi hết, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đi, khà khà. Lúc này Lữ Hữu Tài hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khó mà tin. Nếu không phải Hoàng Đào Nhiên tự mình nói ra, chỉ sợ cuối cùng ông ta cũng không biết. Ông ta mạo hiểm lớn, trăm phương ngàn kế lấy lòng Hoàng Đào Nhiên như thế, vậy mà chỉ biết rơi vào kết quả này. Trước ông ta còn không tin tưởng lúc lắm, cuối cùng bây giờ cũng hiểu rõ một câu, ác giả ác báo. Còn chưa có được lợi ích gì, đã không còn gì. Hoàng Đào Nhiên, tên súc sinh này, tôi giết ông. Ông ta nắm lấy cổ áo Hoàng Đào Nhiên, ước gì có thể xé rách Hoàng Đào Nhiên ra thành hai mảnh. Mạc Phàm không để ý đến Lữ Hữu Tài, tay đặt sau gáy Hoàng Đào Nhiên, rút ngân châm trên cổ ông ta ra. Hoàng Đào Nhiên nhíu mày. Lúc này thần trí mới khôi phục bình thường. Ông ta xoa xoa gáy, thấy mắt Lữ Hữu Tài gần như phun ra lửa, nhíu mày. Cục trưởng Lữ, ông sao thế? Đều là chuyện tốt ông làm. Bốp, Lữ Hữu Tài nổi giận gào lên, một quyền đánh mạnh vào mặt Hoàng Đào Nhiên. Sớm biết như vậy, ông ta không cần bám vào tên lang tâm cẩu phế Hoàng Đào Nhiên, thậm chí không cần phải làm gì, chỉ cần không trêu chọc Mạc Phàm, ba ngày trước bệnh dịch đã được giải trừ. Ông ta không chỉ có thể giữ được vị trí, thậm chí còn có cơ hội thăng chức. Bây giờ thì hay rồi, bởi vì sơ sót của ông ta, tình hình bệnh dịch tăng lên gấp 5,6 lần, hơn trăm người vì vậy mà tử vong, còn kinh động đến thủ đô và tỉnh Giang Nam. Ông ta có thể giữ được mạng hay không còn không biết, càng đừng nói đến chức. Chuyện tốt gì? Hoàng Đào Nhiên che mặt, vẻ mặt mơ màng, hỏi. Chuyên gia Hoàng, đi theo chúng tôi một chuyến. Mấy cảnh sát đi tới, lạnh lùng nói. Đi một chuyến, không phải các cậu muốn bắt cậu ta sao? Hoàng Đào Nhiên chỉ vào Mạc Phàm. Nghi ngờ nói. Vừa rồi thiếu chút nữa là cậu ta, bây giờ là ông, bắt lấy hai người họ. Trần Húc lạnh lùng nói. Lúc này lại đứng sai hàng, anh ta sẽ có kết cục như Lữ Hữu Tài, anh ta không ngu xuẩn như thế. Sắc mặt Hoàng Đào Nhiên trầm xuống, cảm thấy có gì đó không thích hợp, vội vàng quát. Đợi một chút, tôi là chuyên viên thủ đô phái tới, các cậu có tư cách gì bắt tôi? Cho ông ta hiểu rõ. Trần Húc liếc mắt ra hiệu với một cảnh sát trong đó. Một cảnh sát trong đó lấy ra máy ghi âm, ấn xuống một cái, lời Hoàng Đào Nhiên vừa nói vang lên. Mắt Hoàng Đào Nhiên mở to,
cả khuôn mặt không còn một chút huyết sắc. Không, chuyện đó không có khả năng, không có khả năng, chắc chắn là cậu ta sử dụng yêu thuật gì đó với tôi, chắc chắn tên nhóc này là yêu quái. Hoàng Đào Nhiên lắc đầu không thể tin, chỉ Mạc Phàm nói. Những lời này đều là những lời trong lòng ông ta, cho dù uống say mềm, cũng chưa bao giờ để lộ lời thật lòng, sao hôm nay lại nói ra. Chắc chắn là vì mấy châm của Mạc Phàm, chắc chắn là yêu thuật. Mạc Phàm cười lắc đầu. Yêu thuật, ông từng thấy yêu thuật chưa? Tôi, Hoàng Đào Nhiên lập tức không nói được gì, sao ông ta có thể từng thấy yêu thuật? Ha ha, Mạc Phàm cười. Hoàng Đào Nhiên là một người bình thường lại nói châm thuật của hắn là yêu thuật, đúng là buồn cười. Bắt lại, Trần Húc trầm giọng nói. Mấy cảnh sát đi lên bắt Hoàng Đào. Nhiên và Lữ Hữu Tài, còng tay hai người lại. Hoàng Đào Nhiên không vùng vẫy, hai mắt tỏa ra hung quang, hung dữ nhìn Mạc Phàm. Dinh điêu túi, ba lô độc quyền chuyện đã đến nước này, ông ta không cần thiết phải che giấu. Nhóc con, xem như mày lợi hại. Đừng tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, mày phá hỏng chuyện tốt của tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày, không chỉ có mày, người nhà của mày, xưởng dược nhà mày đều đợi hoàng gia ở thủ đô tới trả thù đi. Lần này ông ta tự mình dẫn đội giải quyết bệnh dịch, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, về thủ đô lĩnh thưởng, ai biết xảy ra chuyện này, tất cả mọi chuyện đều do Mạc Phàm ban tặng. Làm hỏng chuyện tốt của ông ta có thể bỏ qua dễ dàng sao? Hoàng gia ở thủ đô không dễ bị bắt nạt như vậy. Hoàng gia ở thủ đô. Ở đây, Hạc Xuyên Niên, Thường Ngộ Xuân và Lạc Anh đều nhíu mày. Hạc Xuyên Niên và Thường Ngộ Xuân là nhà y học, Lạc Anh từng ngồi phi cơ quân dụng đến thủ đô tham dự quốc yến, có chút hiểu biết về hoàng gia ở. Thủ đô, hoàng gia, thế gia truyền thừa ngàn năm của Hoa Hạ, tổ tiên từng có mười mấy ngụ y. Dinh điêu túi. Ba lô độc quyền cho dù bây giờ còn mấy bác sĩ hoàng gia thường xuyên làm việc ở thủ đô, nhưng thực lực không thể khinh thường. Dinh điêu túi, ba lô độc quyền không ngờ Hoàng Đào Nhiên này thực sự là người hoàng gia, chuyện không đơn giản như vậy rồi. Lạc Anh đang muốn đi lên tát Hoàng Đào Nhiên mấy cái xả giận thay Tần Kiệt, lần này phải suy xét lại. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hơi híp lại, ánh mắt lập tức sắc bén. Thế ra sao? Thế gia cổ xưa thần bí ở Hoa Hạ hắn muốn trêu chọc không chỉ một cái, thêm hoàng gia thì tính là gì? Nếu dám uy hiếp người nhà hắn, liền để lại mạng đi. Không bỏ qua cho tôi, ông cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho ông sao? Nói xong Mạc Phàm nhấc chân lên đạp. Tốc độ vô cùng nhanh, không đợi những người khác phản ứng kịp, chân hắn đã đạp mạnh vào ngực Hoàng Đào Nhiên. Rầm, một tiếng vang lên, Hoàng Đào Nhiên đánh mạnh vào vách tường trong. Phòng bệnh. Phốc, thân hình Hoàng Đào Nhiên chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Mạc Phàm giơ tay nắm lấy một giọt máu trong đó, lam quang trong mắt lóe lên, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Đào Nhiên, thần niệm vô cùng lạnh lẽo truyền vào trong đầu ông ta. Không phải ông nói tôi dùng yêu thuật sao, tôi đây sẽ dùng yêu thuật cho ông xem, gia tộc của ông có bản lĩnh trả thù tôi, xem bọn họ có bản lĩnh giải trừ không. Vẻ mặt Hoàng Đào Nhiên khiếp sợ, khó mà tin được đây là tình huống gì. Vì sao giọng nói của Mạc Phàm không truyền vào tai ông ta, mà trực tiếp truyền vào trong đầu? Cậu ta làm như thế nào vậy? Mày, Mạc Phàm không trả lời, khẽ di chuyển tay, tạo ra một chỉ pháp cổ quái, miệng yên lặng niệm chú ngữ yêu tộc. Pháp thuật này tên là Hóa Mộc Quyết, là một yêu thuật chân chính. Người chúng Hóa Mộc Quyết, lục phủ ngũ tạng sẽ dần dần mộc hóa, cuối cùng biến thành cọc gỗ hình người. Thường được yêu tộc dùng để trừng phạt người xâm phạm yêu tộc. Là một pháp thuật cấp thấp của yêu tộc. Lúc hắn mới tu luyện đến trúc cơ kỳ, ra ngoài rèn luyện cứu được một con bạch hồ này vì cảm ơn đã dạy hắn Hóa Mộc Quyết, tránh để hắn bị yêu tộc biến thành cọc gỗ. Pháp thuật này phối với một giọt tinh huyết, đang niệm là Hóa Mộc Quyết. Phản niệm là giải mộc quyết, có thể giải trừ chuyện hóa mộc. Hắn dùng giải mộc quyết cứu không ít người. Nếu Hoàng Đào Nhiên này nói hắn dùng yêu thuật, vậy thì dùng yêu thuật một. Lân. Yêu thuật hình thành trong chớp mắt, văn tự yêu tộc cổ mắt thường khó mà nhận ra bay về phía lông mày Hoàng Đào Nhiên, trong chớp mắt biến vào trong mi tâm. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng, lúc này mới cách xa Hoàng Đào Nhiên. Hoàng Đào Nhiên hơi sững sờ, ngoại trừ ngực hơi đau đớn, hình như không có chỗ nào khác không thoải mái, trong lòng chấn động mừng như điên. Yêu thuật gì chứ, nhất định vừa rồi nghe lầm, thiếu chút nữa bị tên nhóc này dọa.
Sợ rồi. Nhóc con, chúng ta đợi coi. Tự giải quyết cho tốt đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hóa mộc quyết này mới đầu không có cảm giác, sau khi bắt đầu mộc hóa sẽ. Sống không bằng chết, đợi xem. Đối phó Hoàng Đào Nhiên xong, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Lữ Hữu Tài. Ông muốn trả thù tôi sao? Lữ Hữu Tài hơi ngẩn ra, trực tiếp lắc đầu. Nếu được lựa chọn lần nữa, ông ta chắc chắn sẽ không làm kẻ địch của Mạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phàm, tên nhóc này quá khủng bố. Y thuật có thể chữa bệnh, còn có thể trị người. Ông không muốn nhưng tôi muốn, ông làm quan không lo làm cho tốt, chỉ nghĩ đến chuyện thăng chức, làm cho hơn 5.000 người bị nhiễm, 100 người tử vong, ông không để ý đến sống chết của nhiều người như vậy, vậy thì chịu dày vò cả đời đi. Mạc Phàm nói xong, cầm lấy máy châm châm Hoàng Đào Nhiên lúc trước nhanh chóng châm Lữ Hữu Tài vài cái. Châm này tên là loạn thần châm, nhiễu. Loạn tâm thần Lữ Hữu Tài. Người chúng châm này thường xuất hiện các loại tình huống gần chết, khó thở, cơm không nuốt trôi, toàn thân đau nhức. Với y thuật hiện giờ ở địa cầu không có khả năng chữa khỏi, rất thích hợp trừng phạt Lữ Hữu Tài. Cậu làm gì tôi vậy? Lữ Hữu Tài cảm thấy đau đớn, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói. Sau này ông sẽ biết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Không đợi Lữ Hữu Tài hỏi lại, hai người bị cảnh sát mang đi. Ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm đã toàn thay đổi. Hoàn có xấu hổ, có kính nể, có cảm kích, có hâm mộ, cũng có lo lắng, cũng có phẫn nộ. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài được mang đi, đám người nhanh chóng tản ra. Mạc Phàm cũng rời khỏi phòng bệnh, Sở Kinh Ngữ và Trần Húc theo sát phía sau. Bác sĩ Mạc, về thuốc của cậu. Trần Húc nói, nếu thuốc của Mạc Phàm có tác dụng, bây giờ còn đợi gì, sớm sản xuất thuốc giải trừ bệnh dịch, anh ta cũng được quay về báo cáo kết quả công tác. Không phải anh cảm thấy thuốc của tôi có độc sao, không phải tốt nhất đừng để anh điều tra ra được gì à? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt Trần Húc trầm xuống, cũng không tức giận. Anh ta vừa tận mắt nhìn thấy Mạc Phàm dùng mấy ngân châm, khiến Hoàng Đào Nhiên nói ra lời thật. Một chuyên gia thủ đô phái tới, hoàn toàn bị hủy hoại trong tay Mạc Phàm. Một cục trưởng, cũng cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đối mặt với nhân vật như vậy, sợ một chút có gì không tốt, cẩn thận có thể cùng thuyền vạn năm. Tôi bị hai người kia dẫn sai đường, tôi cũng vì chuyện vừa rồi xin lỗi bác sĩ Mạc, mong bác sĩ Mạc nể mặt những người bệnh bị lây nhiễm, đừng so đo với tôi, giải trừ bệnh dịch mới là chuyện lớn trước mắt. Trần Húc cười nói, hoàn toàn như hai người khác. Mạc Phàm lắc đầu cười, cũng chẳng muốn so đo với Trần Húc. Thuốc thì có, còn rất nhiều, nhưng thủ tục xưởng dược nhà tôi chưa được phê chuẩn, không bán được, bán ra sẽ phạm pháp. Xưởng dược Mạc Thái đúng không? Phê, tôi lập tức chê chuẩn cho người mang sang. Sở Kinh Ngữ vội vàng nói. Chỉ là một thủ tục mà thôi, kém xa tình hình bệnh dịch. Bây giờ có hơn 6.000 người bị nhiễm bệnh, còn tiếp tục lan rộng ra, chức thị trưởng của ông ta cũng gặp nguy hiểm. Mạc Phàm gật đầu. Tôi lập tức đi làm. Lát nữa sẽ đến nhà nói cảm ơn. Chuyện rất trọng đại, Sở Kinh Ngữ và Trần Húc nhanh chóng rời đi. Cuối cùng Mạc Phàm nhẹ nhàng thở ra, chuyện xưởng dược cũng được ra. Quyết, bệnh dịch cũng được giải quyết rồi. Hắn nghĩ một lát liền gọi cho Bàn Tử, điện thoại nhanh chóng kết nối. Bàn Tử, nhà cậu bán thế nào? Mấy kho hàng lớn nhà tôi sắp bán hết. Rồi, lão phụ bà kia đang giục cha tôi mau nhập hàng. Bàn Tử bất mãn nói. Nói với cha cậu, đừng nhập nữa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một khi tứ tham thang bắt đầu bán rộng rãi, trong vòng 1-2 ngày, bệnh truyền nhiễm sẽ được khống chế, bệnh dịch cũng được giải trừ, lúc này nhập thêm nhiều hàng sẽ lỗ vốn. Tôi và cha tôi cũng có ý này, Vương gia tích trữ không ít, giá cũng tăng lên quá nhiều, hiện giờ nhập hàng căn bản không kiếm được tiền, hoàn toàn là giúp Vương gia kiếm tiền. Bàn Tử oán hận. Hàng hóa siêu thị nhà bọn họ nhập vào. Đều thông qua đại lý của Vương gia. Vậy thì càng không được nhập, để bọn họ tích trữ đi. Mạc Phàm cười nói. Tiểu Phàm, có phải chỗ cậu có tin tức nhỏ gì đó không? Bàn Tử tò mò hỏi. Tin tức nhỏ sao? Không có, tin tức lớn thì có, bệnh dịch sắp kết thúc rồi. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói chi tiết cho Bàn Tử. Không thể nào. Không phải bây giờ là lúc nghiêm trọng nhất sao, cậu đừng nói linh tinh, bịa đặt là bị bắt đó.
Bàn tử sửng sốt, nhắc nhở. Mấy ngày Supercell đang lan truyền. Mạc Phàm lại nói bệnh dịch sắp kết thúc. Nếu không phải anh ta có quan hệ tốt với Mạc Phàm, chắc chắn cho rằng Mạc Phàm đang nói đùa. Lập tức không phải rồi. Mạc Phàm cười nói. Chẳng lẽ nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh rồi sao? Vaccine phòng bệnh thì không có, tôi nghiên cứu ra một loại thuốc, sắp bắt đầu bán rồi. Ôi trời ơi! Giọng của bàn tử trong điện thoại cao hơn, đều là khó mà tin. Mạc Phàm là bác sĩ, nhưng bệnh truyền nhiễm này còn kinh khủng hơn xác, lại được thuốc của Mạc Phàm chữa khỏi. Cho dù là bạn tốt, lúc này anh ta cũng hoài nghi có phải Mạc Phàm bị sốt hay không. Cậu đến xưởng thuốc nhà tôi thì biết, Mạc Phàm cười nói. Chỉ là thuốc chữa một bệnh truyền nhiễm khiến bàn tử kinh ngạc như thế, nếu ngày nào đó để bàn tử biết hắn là y tiên bất tử, không biết bàn tử sẽ có biểu cảm gì. Đi, tôi lập tức mang cha tôi đi xem, không nhập hàng, chúng tôi muốn nhập thuốc. Bàn tử kêu lên. Đúng như lời Mạc Phàm nói, siêu thị đã không kiếm được nhiều tiền rồi. Lúc này còn bán được thứ gì nhiều tiền hơn bán thuốc chữa bệnh truyền nhiễm? Mạc Phàm không nói gì, đây không phải lần đầu tiên hắn quen bàn tử. Bàn tử nhìn thật thà phúc hậu, thật ra rất có đầu óc kinh doanh. Kiếp trước anh ta biến chuỗi siêu thị lớn thành cửa hàng tiện lợi xinh xắn, mở chi nhánh đến tận tỉnh Giang Nam, buôn bán tốt hơn siêu thị nhiều. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, không lâu sau bàn tử vì hắn mà xảy ra tai nạn xe. Cô, đi đi, tốt nhất làm chút thủ tục, tiêu thụ thuốc khác với những thứ khác. Mạc Phàm nhắc nhở. Yên tâm đi, tôi biết chuyện này rõ hơn cậu, ha ha. Bàn tử cười gian nói. Mạc Phàm không nói tiếp nữa, lại hàn huyện với bàn tử vài câu, tắt điện thoại muốn rời khỏi bệnh viện. Lạc Anh đi tới, lạnh lùng nói, nể mặt cậu cứu Tiểu Kiệt nhà tôi. Nhắc nhở cậu một câu cẩn thận Hoàng gia một chút. Mạc Phàm nhướng mày, có chút bất ngờ, Lạc Anh cao ngạo như thế lại chủ động nói chuyện. Hoàng gia còn đáng sợ hơn Lạc gia bà sao? Mạc Phàm tò mò hỏi. Ha ha, cậu ngay cả Hoàng gia là ai cũng không biết, liền đẩy Hoàng Đào. Nhiên đến đường cùng, thật sự không biết lá gan cậu quá lớn, hay chỉ số thông minh quá thấp. Lạc Anh hơi sững sờ, lập tức cười mỉa nói. Bà biết rõ con trai bà bị ông ta rút máu, khiến con trai bà suy tim thiếu. Chút nữa mất mạng, bà không tìm ông ta báo thù, đây là sáng suốt của bà sao? Mạc Phàm cười hỏi ngược lại. Biết rõ đúng sai, lại vì bối cảnh đối phương sợ hãi lùi bước, đây là sáng suốt sao? Đùa gì vậy? Cậu! Lạc Anh nhíu mày, hàm răng cắn chặt, hung dữ chừng Mạc Phàm. Tên Mạc Phàm này, bà ta tốt bụng nhắc nhở, tên kia lại thảo luận đúng sai với bà ta. Trên đời này, cường đại là đạo lý cứng rắn, đâu có nhiều đúng sai như thế. Tôi không tranh cãi những chuyện này với cậu, cậu biết Lạc hồn tán của Lạc chúng tôi đi. Lạc Anh kìm nén lửa giận nói. Bà nói cái này sao? Mạc Phàm lấy Lạc hồn tán ra hỏi. Lạc Anh nắm chặt tay thành quả đấm, trong mắt phượng lóe lên hàn quang. Liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm giải được Lạc hồn tán nhà bọn họ, tất nhiên bà ta biết, đúng vậy, phương thuốc này vốn lấy từ Hoàng gia, là đồ Lạc gia tỏa trấn ở Bắc Xuyên, cho nên luận về thực quyền, Hoàng gia không bằng Lạc gia chúng ta. Luận về bối cảnh và nội tình 10 Lạc gia chúng tôi cũng không so được với Hoàng gia, tự cậu cân nhắc đi. Lạc gia giống như Tần gia, đều thông qua tích lũy chiến công hiển hách trên. Chiến trường quật khỏi. Hoàng gia lại là gia tộc ngàn năm ngồi yên ở Hoa Hạ, mỗi thế hệ đều có bác sĩ. Đứng đầu, na. Mạc Phàm hơi kinh hãi, thu hồi Lạc hồn tán. Xem ra Hoàng gia là gia tộc giống như Bạch gia, Lâm gia. Chuyện này tôi đã biết. Bà muốn biết chuyện gì từ chỗ tôi, nói đi. Cho dù thuốc của hắn cứu Tần Kiệt, Lạc Anh cũng sẽ không tốt bụng đến mức. Đến nhắc nhở hắn, chắc chắn có chuyện gì đó cần cầu. Sốt của cậu muốn lấy thứ gì trên người tôi? Lạc Anh bị Mạc Phàm vạch trần, hai gò má hơi đỏ lên, cắn răng hỏi. Vấn đề này làm bà ta 3 ngày không ngủ ngon, trong đầu vẫn là gương mặt thần bí của Mạc Phàm. Bà nợ tôi một ân tình, đây là bí mật. Không thể trả lời, tạm biệt. Mạc Phàm cười, xoay người rời đi. Cậu, Lạc Anh tức đến mức dậm chân, lạnh lùng chừng Mạc Phàm nói. Chuyện Lạc Anh tôi muốn biết nhất định sẽ biết, cậu đợi đó. Mạc Phàm rời khỏi bệnh viện không lâu,
tin tức tứ tham thăng của hắn có thể chữa trị Supercell cũng lan truyền nhanh chóng toàn thành phố Đông Hải. Tần Doãn Nhi, Sở Gia quyết định cầm hợp đồng, nhanh chóng đi đến xưởng dược Mạc Gia. Lúc này ai có thể lấy được tứ tham thang ở xưởng dược Mạc Gia tiêu thụ dùm, sẽ kiếm được lợi ích lớn nhất. Mỗi bệnh viện lớn ở thành phố Đông Hải, thậm chí là bệnh viện ở thành phố khác nghe tin, cũng lấy tốc độ nhanh nhất đi đến xưởng thuốc Mạc Gia, sợ chậm sẽ bị cướp sạch. Trên TV radio cũng điên cuồng chiếu tin đột phá lớn về bệnh dịch. Chưa đến một ngày, Mạc Phàm và tứ tham thang truyền hơn nửa tỉnh Giang Nam, gần như tất cả mọi người đều bàn luận về Mạc Phàm. Ngay cả cha hắn cũng gọi 6 cuộc, không ngừng xác nhận. Tiểu Phàm, mẹ con bảo cha hỏi con, Mạc Phàm chữa trị Supercell trên TV không phải là con đấy chứ? Mạc Phàm đều cười, trả lời 6 lần. Lần thứ 7 vừa gọi tới, Sở Kinh Ngữ liền đến xưởng dược, lúc này cha Mạc Phàm mới bỏ qua cho Mạc Phàm, đi gặp Sở Kinh Ngữ. Lát nữa lại tìm con nói chuyện, thị trưởng tìm cha. Cùng lúc đó, những phú hào đêm đó ở hội đấu giá cũng nhận được điện thoại của Tần Trách. Alo, Lưu Tổng, tôi là Tần Trách, ông đã xem tin tức rồi chứ, khi nào ông mới đưa Khô Mộc Trâm đồng ý cho Mạc Đại Sư đây? Đúng rồi, lần này Mạc Đại Sư nói sẽ không hoàn lại, nói cách khác cho dù ông đưa Khô Mộc Trâm, cũng sẽ không giúp ông luyện chế ra bất luận pháp khí gì. Tần Trách cười mỉa nói. Vẻ mặt Lưu Quốc Đống sửng sốt, hối hận mãi không nói nên lời. Đúng là thông minh bị thông minh hại. Mấy ngày hôm trước ông ta đã nhận được tin tức, nói Tần gia cúi đầu xin lỗi Mạc Phàm. Hôm nay thuốc của Mạc Phàm có thể chữa khỏi Supercell, cho dù Tần gia muốn động vào Mạc Phàm cũng không động được, dù sao công lao lớn như thế vẫn còn đó. Nếu lúc trước đưa Khô Mộc Trâm cho Mạc Phàm, không những có quan hệ thân thiết hơn với bác sĩ Mạc, còn nhận được một món pháp khí. Đáng tiếc không có nếu, trên đời này cũng không có hối hận. Chỉ có hiện thực, bảo bối ông ta chân quý phải chắp tay tặng người ta, pháp khí cũng không có, quan hệ cũng không có. Thế nào, Lưu Tổng, ông không chịu cho sao? Tần Trách lạnh lùng thốt lên. Cho, làm sao có thể không cho, tôi lập tức đưa qua cho Mạc Đại Sư. Lưu Quốc Đống khóc không ra nước mắt nói. Không cho mà nói, sau này ông ta đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn ở thành phố Đông Hải. Ngoại trừ Lưu Quốc Đống, những phú hào ngày đó tham gia đấu giá đều nhận được điện thoại Tần Trách đòi nợ. Đường Tổng, tôi nhớ rõ Mạc Đại Sư muốn. Lý Tổng, đám người này vô cùng buồn bực, không thể không đồng ý đưa bảo bối của mình cho Mạc Phàm. Rõ ràng là tặng quà, nhưng không chiếm được bất luận lợi ích gì, chỗ tốt duy nhất là Mạc Phàm sẽ không so đo với bọn họ, không hơn. Đám người này phần lớn là thương nhân. Lần này đã mua bán lỗ vốn nhất. Khiến ruột cả đám như bị đứt. Không chỉ những phú hào này, thành phố Đông Hải, trong biệt thự số 6 Vân Trung Thự. Sắc mặt ba người Lý Hưng, Chu Trường, Hoàng và Vương Thiên Tước cũng rất kém. Lý Hưng và Vương Thiên Tước đều khiêu khích Mạc Phàm khi Mạc Phàm bị Tần gia chèn ép. Một người từ chối trả 2 triệu, một người từ chối hòa giải với Mạc gia. Bây giờ Mạc Phàm không chỉ khiến Tần gia và Lạc gia cúi đầu, danh vọng còn nâng lên một bước. Cho dù bây giờ hai người sửa chữa lại, chuyện này cũng không dễ giải quyết như thế. Lý Tổng, tôi nên làm gì bây giờ? Vương Thiên Tước lo lắng nói. Về Lý Hưng có thể phủi mông, quay thành phố Nam Sơn, Mạc Phàm có gan. Cũng không dám đi đến thành phố Nam Son. Nhưng phần lớn sản nghiệp của Vương gia ông ta đều ở thành phố Đông Hải. Ngoại trừ bán tất cả tài sản lấy tiền mặt, nếu không ông ta không đi được. Chu Trường Hoàng cũng nhìn Lý Hưng đầy chờ mong, bọn họ là châu chấu trên dây thừng, nếu Lý Hưng không có biện pháp, ông ta chỉ có thể rời đi. Lông mày Lý Hưng nhíu chặt lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Vốn tưởng rằng không cần bọn họ ra tay, Mạc Phàm sẽ bị Tần gia và Lạc gia chèn ép đến chết. Ai cũng không ngờ lúc này lại có Supercell, còn được Mạc Phàm chữa. Chi? Đừng có gấp, không phải cao thủ nước ngoài phái tới còn chưa tới sao? Đến lúc đó chỉ cần cao thủ ở nước ngoài giết chết Mạc Phàm, chúng ta còn sợ cậu ta. Sắc mặt Chu Trường Hoàng và Vương Thiên Tước chuyển biến tốt hơn chút. Khi nào cao thủ ở nước ngoài đến, gần đây có tin tức không? Vương Thiên Tước vội vàng hỏi. Nếu có thể đợi được cao thủ ở nước ngoài, tất nhiên an toàn hơn nhiều, vấn. Đề là sợ không đợi được, đã qua 8-9 ngày rồi, cao thủ ở nước ngoài vẫn không có một chút tin tức. Lý Hưng còn chưa mở miệng.
bỗng nhiên di động ông ta vang lên, là một dãy số nước ngoài. Hai mắt ông ta sáng lên, ý bảo hai người lạnh yên lặng, nhận điện thoại, một giọng nói như dao truyền từ trong ra. Tôi đã lên đường, 4 ngày sau đến. Nhớ rõ đón tôi, địa điểm giống như lần trước, không được muộn. Từng chữ như châu ngọc, rơi xuống đất có tiếng vang. Được, nhất định, nhất định. Lý Hưng kích động nói. Tút tút tút, điện thoại bị tắt luôn. Lý Hưng không thèm để ý, ném điện thoại di động sang một bên, hai tay xoa xoa, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Có nghe thấy không, 4 ngày, chỉ cần 4 ngày này chúng ta không đụng vào Mạc Phàm, sẽ không có vấn đề, 4 ngày sau sẽ là ngày chết của Mạc Phàm. Hai người còn lo lắng làm gì? Lúc này lông mày Vương Thiên Tước mới giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói. Cuối cùng cũng đến, để tên nhóc kia sống thêm 4 ngày, tôi nhịn tên nhóc. Kia lâu rồi. Ông ta đường đường là vương gia, phú thương số 1 Đông Hải, lại bị một tên nhóc 16 tuổi làm sợ tới mức mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm. Sắc mặt Chu Trường Hoàng cũng dịu đi chút, chỉ là trong mắt vẫn lóe lên chút lo lắng. Người ở nước ngoài đến đánh thắng Mạc Phàm thì được, không đánh lại bọn họ thật sự xong rồi. Chu Đại Sư còn lo lắng sao? Lý Hưng nhận ra được Chu Trường Hoàng còn lo lắng, hỏi. Chẳng lẽ các cậu không lo lắng người ở nước ngoài không đánh lại được Mạc Phàm? Người có thể giết Tiên Thiên Tông Sư, còn không giết được một tên nhóc 16 tuổi sao? Lý Hưng cười nói. Không phải gần đây ông ta chỉ ham mê tửu sắc, còn bảo quan hệ ở nước ngoài tra xét tin về đồ đệ thứ 9 của Vạn Thiên Tuyệt. Người này tên là Tôn Vũ, là anh họ Tôn Hổ, tuy là đồ đệ thứ 9 của Vạn Thiên Tuyệt, nhưng thực lực chắc chắn trên 9. Là người từng dựa vào thực lực nội kình đỉnh phong, giết chết một võ giả cảnh. Giới Tiên Thiên Tông Sư, thực lực không thể khinh thường. Vạn Thiên Tuyệt phái ông ta tới, chắc chắn tin tưởng ông ta có thể nắm chắc giết chết Mạc Phàm. Chết Tiên Thiên Tông Sư, Chu Trường Hoàng sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp. Nếu Tiên Thiên Tông Sư và Thiên Sư cấp bậc chân nhân tranh đấu, chân nhân đều là thắng nhiều thua ít, nhất là để Thiên Tông Sư gần người. Trên cơ tiên bản chân nhân sẽ thập tử vô sinh. Nước ngoài phái tới nội kình đỉnh phong có thể giết chết Tiên Thiên Tông Sư, thực lực không phải cường hãn bình thường, cho dù Mạc Phàm thật sự đến cảnh giới chân nhân, chỉ sợ cũng mất mạng. Nước ngoài đúng là ra tay lớn, lão hủ bội phục. Lúc này băn khoăn trong mắt Chu Trường Hoàng mới được đánh tan một. Chút. Hô hô, nào, uống đi. Lý Hưng và Vương Thiên Tước nâng ly rượu lên, cười nói. 4 ngày, chỉ cần 4 ngày, không chỉ Mạc Phàm phải chết, thành phố Đông Hải cũng phải thay đổi một chút. Mạc Phàm rời khỏi bệnh viện, trực tiếp về biệt thự, dặn dò Vương Mụ không có chuyện gì thì đừng quấy rầy hắn, liền vào phòng ngủ. Hắn dừng ở trúc cơ sơ kỳ lâu lắm rồi, nếu không phải super sơ bùng nổ, có khả năng Lạc Gia đã mời cao thủ tiên thiên tới. Đừng nói cao thủ tiên thiên, hiện giờ hắn đối phó nội kình hậu kỳ cũng có chút cật lực. Đã đến lúc thăng lên một cấp bậc. Hắn lấy yêu đan ra, lại lấy lạc hồn tán từ chỗ Lạc Minh. Nếu người khác đụng phải thứ này, sẽ bị mất ngũ cảm mà chết. Ở trong mắt hắn, thêm vài loại thuốc, thanh linh tán sẽ giảm bớt tác dụng phụ của thái thượng hóa linh kinh. Hắn rót một cốc nước, cho lạc hồn tán vào bên trong, nước lập tức biến thành màu đen như mực. Hắn lấy long cốt, quỷ châm thảo và mấy thảo dược ra, cho vào trong cốc. Chất lỏng màu đen tỏa ra khói trắng, nhanh chóng biến thành màu như nước táo. Hắn uống cống nước một hơi cạn sạch, cảm giác tê dại lan truyền toàn thân hắn, hắn nhìn thoáng qua yêu đan trên tay, trong mắt đều là chờ mong. Có thể đến trúc cơ trung kỳ hay không, phải xem yêu đan rồi. Hắn há miệng nuốt yêu đan xuống, lúc này nhìn giống như hòn đá tinh thể, chui vào trong bụng, trong chớp mắt biến thành một nhóm lửa. Dù hắn phục dùng thanh linh tán, vẫn cảm thấy trong cơ thể như có hỏa lò, vô cùng thống khổ. Hắn vội vàng vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, luyện hóa linh khí yêu đan tỏa ra nhét vào trong linh đài. Hắn vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, yêu đan kia giống như tìm được chỗ phát tiết, linh khí như núi lửa trào từ trong yêu đan ra, chẳng qua lần này phun trào ra, bên trong ẩn chứa linh khí nồng đậm hơn trong biệt thự gấp mấy trăm lần. Linh khí hùng hậu như vậy tiến vào trong người, không chỉ khiến cơ thể hắn như bị lửa đốt mạnh, đau đớn như bị xé rách xuất hiện, làn da như muốn nứt ra. Tâm thần Mạc Phàm chấn động, mày nhăn lại. Cứ tiếp tục như vậy, dùng không lâu hắn sẽ nổ tan xác.
Đúng lúc này, từng đạo kim văn xuất hiện trong lục phủ ngũ tạng, kinh mạch của hắn. Kim văn chớp lóe, Thái Thượng Hóa Linh Kinh tự vận chuyển, huyệt vị toàn thân. Mạc Phàm lập tức mở ra, giống như hắc động hấp thu linh khí thừa trong cơ thể hắn, luyện hóa. Chỉ trong phút chốc, linh khí trong cơ thể hắn ổn định lại, hắn vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, chậm rãi luyện hóa. Trong linh đài, trên đạo cơ ban đầu, chậm rãi hình thành tầng đạo cơ thứ 2. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, chậm rãi luyện hóa linh khí trong yêu đan, lần ngồi xuống này là 4 ngày. Trạng vạng ngày thứ 4, sóng to gió lớn đến Đông Hải, một cái thuyền đánh cá treo ngọn đèn sáng đứng gần biển. Trong thuyền là một người đàn ông mặc đồ đen, ông ta nhíu mày, mở to mắt, tinh quang trong mắt lập tức nở rộ mà ra, còn chói mắt hơn ngọn đèn trên thuyền. Bộ dạng người đàn ông này khoảng 30-40 tuổi, dáng người không tính là cao lớn uy vũ, nhưng vô cùng sắc bén. Vết dao chém lên khuôn mặt lãnh khốc làm người ta cảm thấy vô cùng sắc bén, bên mặt trái vẫn còn vết sẹo thẳng tắp, từ trán đến cằm. Một dao như vậy, nếu sâu một chút, không chỉ đầu ông ta bị chém, mắt trái cũng bị cắt qua, vô cùng nguy hiểm. Nhưng một dao như vậy, chỉ lưu lại một vết sẹo trên mặt ông ta, không thể làm gì khác được. Thấy thuyền dừng lại, người đàn ông rời mắt, nhìn bác lái đò đang sợ hãi rụt rè đứng một bên. Vì sao dừng lại? Người đàn ông lạnh giọng hỏi, giọng nói còn lạnh hơn ông ta 3 phần. Ông chủ, chúng ta gặp phải hải tặc rồi. Thân thể bác lái đò run lên, vội vàng giải thích. Hải tặc. Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngoài mặt biển. Quả nhiên sóng dậy mặt biển, ở nơi cách thuyền bọn họ 20 mét, đang có một con thuyền nhanh chóng đi đến. Con thuyền này gấp 5-6 lần thuyền của bọn họ, bóng người lắc lư, quần áo trên người đều rách tung tóe. Nhưng hình như cầm súng ống trong tay. Ông ta nhìn thoáng qua. Ông chuẩn bị làm sao bây giờ? Ông chủ đợi một lát, dạo này thường xuyên gặp hải tặc, lát nữa tôi sẽ cho bọn họ ít tiền, bọn họ sẽ không làm chúng ta khó xử. Mặt bác lái đỏ âm trầm nói. Hải tặc đều đòi tiền, sẽ không làm hại. Đến mạng người, nhưng đụng phải hải tặc thật sự là xui xẻo của bọn họ, xem. Như một chuyến này không công rồi, đưa tiền sao? Người đàn ông nhíu mày, hàn quang lóe lên. Nếu bọn họ dám cướp, giết là được. Cái gì? Miệng bác lái đỏ há to, vẻ mặt khó mà tin được. Ông chủ, ông đừng kích động, đám hải tặc này chỉ cần tiền thôi, bình thường sẽ không giết người, giao tiền là chúng ta có thể rời đi. Bác lái đỏ vội vàng khuyên, trên chiến thuyền kia có ít nhất trên 100 hải tặc, đều mang vũ khí, cho dù là tàu hàng lớn gặp phải bọn họ cũng đầu hàng. Giết bọn họ không phải tự tìm đường chết sao? Bình thường bọn họ không đả thương người, nhưng chọc giận hải tặc, bọn họ sẽ chết ở trên biển. Người đàn ông cười không để ý đến bác lái đò, đứng dậy, đi ra khỏi khoang. Thuyền. Ông ta đứng trên đầu thuyền, hai chân hơi cong, thân thể hơi cong, nội kinh rót vào hai chân, thân tàu khổng lồ hơi chìm trong nước theo cơ thể ông ta ngồi xổm xuống. Tôi nói giết, là có thể giết, các ông đi đi, không cần đợi tôi. Quãng đường còn lại tôi tự đi. Nói xong hai chân ông ta dùng lực, đầu thuyền vốn cao hơn nước biển rất nhiều, hoàn toàn bị đè vào trong nước, nước biển lập tức chui vào, người đàn ông cũng biến mất ở đầu thuyền. Một tiếng, đầu thuyền chui từ dầm trong biển ra, đập mạnh trên nước, trong khoang thuyền sóc nảy một lúc, rất lộn xộn. Sao lại thế này, mọi người đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền vội vàng đi ra, hoảng sợ hỏi. Bác lái đò đang định khuyên người đàn ông kia. Lảo đảo một cái ngã vào khoang thuyền, té ngã nổ đom đóm mắt, ông ta cố nhịn đau, đứng lên vội vàng nhìn chỗ người đàn ông biến mất. Nhờ ngọn đèn, chỉ thấy trên thuyền hải tặc cách 20-30 mét, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Rầm, một tiếng thật lớn, người đàn ông rơi xuống thuyền hải tặc. Người đàn ông không dừng lại, thân hình như điện đi qua đi lại trên thuyền hải tặc, tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết vang lên trên thuyền hải tặc. Chuyện này... Sắc mặt bác lái đồ trắng xanh, mãi mà nói nên lời. Không, ông ta vẫn cảm thấy người này bất thường, cho nên cẩn thận chiêu đãi, sợ lầm, không ngờ lại là một cao xảy ra sai nhân như vậy. Một người giết 100 người trên thuyền hải tặc, thật sự là người sao? Nửa tiếng sau, bên bờ biển Đông Hải, đám Lý Hưng sốt ruột đến mức đi đi lại. Lại, người đâu, sao còn chưa tới? Trái lại mấy ngày nay bọn họ không gặp. Được Mạc Phàm. Nhưng 4 ngày dày vò là hành hạ lớn nhất với bọn họ. Mấy ngày nay ngoại trừ uống rượu gây tê,
bọn họ không có tâm tình tán gái. Bây giờ 4 ngày qua đi, đến thời gian hẹn, địa điểm hẹn nhưng không ai tới. Lý Tổng, có phải lầm rồi không? Vương Thiên Tước lo lắng hỏi. Sẽ không? Lý Hưng cũng có chút sốt ruột. Gọi điện thoại thử xem. Chu Trường Hoàng nói. Ông ấy dùng điện thoại vệ tinh, gọi thế nào? Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo truyền từ xa đến, giọng nói không lớn, nhưng như một con dao đâm vào trong màng tai bọn họ. Đừng gọi, tôi đến rồi. Sắc mặt ba người khẽ thay đổi, nhìn nơi phát ra tiếng. Chỉ thấy một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng mà đến, tốc độ vô cùng nhanh, rất nhanh đã đến trước mặt bọn họ. Con thuyền này sắp đến bờ biển, vẫn không dừng lại như trước. Dầm một tiếng thật lớn, thuyền đập mạnh vào tảng đá trên bờ, thân thuyền gỗ vì bị va đập mạnh mà thủng một lỗ lớn, nước biển kêu ùng ục chui vào bên trong, thuyền nhanh chóng chìm xuống. Sắc mặt ba người thay đổi, không đợi bọn họ chạy tới. Một người đàn ông nắm chặt tay thành quả đấm, nhảy từ trên thuyền xuống, mắt sáng như đuốc, giống chiến thần đẫm máu, đi từng bước một đến, trên người tràn đầy mùi máu tanh. Tôn đại sư, làm sao vậy ạ? Lý Hưng cung kính hỏi. Con thuyền này không phải bọn họ sắp xếp, không phải trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ? Không có gì, trên đường gặp thuyền hải tặc, tôi đã giết sạch 108 người. Người đàn ông lạnh nhạt nói, giống như đang nói vừa rồi anh ta ăn 3 cái bánh bao. Đám Lý Hưng lập tức kinh hãi không nói nên lời, đều là người từng trải rồi, nhất là Chu Trường Hoàng, ông ta là pháp sư cảnh giới trúc cơ, từng thấy không ít cao thủ võ đạo, lúc này cũng cả kinh trợn mắt há miệng. Chuyện này, Lý Hưng và Vương Thiên Tước càng cả kinh không nói nên lời, người nước ngoài phái tới đúng là lợi hại. Hải tặc đều mang theo vũ khí, 108 người cầm vũ khí ở trên thuyền đều bị Tôn Đại Sư giết chết. Ai là Lý Hưng? Tôn Đại Sư, tôi tên là Lý Hưng, lúc trước từng liên lạc với ông, vị này chính là Vương Thiên Tước Vương Tổng. Lý Hưng lấy lại tinh thần, cười nịnh nọt. Vậy bây giờ tên nhóc kia ở đâu? Tôn Vũ khẽ nhếch miệng, không thèm nhìn hai người kia, nhìn ngọn đèn đường thành phố Đông Hải xa xa hỏi. Gần đây tên nhóc kia trốn ở chỗ ở của cậu ta, vẫn chưa đi ra, Tôn Đại Sư chuẩn bị thu thập tên nhóc kia thế nào? Lý Hưng cười mỉa hỏi. Lý Hưng không thèm để ý, càng cao ngạo đến một trình độ nhất định sẽ càng cường đại. Càng cường đại, giết chết Mạc Phàm sẽ có khả năng cao hơn. Gửi chiến thư cho tôi. Tôi muốn khiêu chiến tất cả võ giả ở thành phố Đông Hải, bao gồm cả tên nhóc kia. Tôn Vũ ra lệnh. Nếu em họ ông ta chết ở thành phố Đông Hải, vậy ông ta sẽ khiến cả thành phố Đông Hải biết giết người của bọn họ, là sai lầm lớn cỡ nào. Hai mắt Lý Hưng và Vương Thiên Tước sáng lên, giết một Mạc Phàm cùng lắm chỉ báo thù mà thôi. Nhưng nếu Tôn Vũ đánh bại tất cả võ giả ở Đông Hải, không phải sau này bọn họ có thể ngang ngược ở thành phố Đông Hải sao? Bọn họ cũng không cần phải sợ hãi rụt rè, cả ngày trốn tránh người khác. Trái ngược với hội đấu giá lần trước, những phú hào Đông Hải từng đánh ông ta đều phải cúi đầu trước bọn họ. Được, tôi lập tức đi làm, nếu tên nhóc nhát gan kia không dám tới thì sao? Lý Hưng kích động nói. Không đến, bắt người nhà cậu ta, lại không tới thì giết người nhà cậu ta, sẽ tự mình đi tìm. Tôi Tôn Vũ lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Hay là bắt một người trước, để phòng tên nhóc kia biết, sau đó giấu người nhà đi. Lý Hưng cười âm hiểm nói. Mạc Phàm làm hại ông ta mất buôn bán lời một đống tiền, còn sợ đầu sợ đuôi ở thành phố Đông Hải, tóm lấy người nhà cho Mạc Phàm giáo huấn trước. Không cần, tôi đến rồi, người nhà cậu ta không chạy thoát được đâu. Tôn Vũ vô cùng khí phách nói. Đám Lý Hưng hơi sững sờ, cũng không lắm miệng nữa, nhanh chóng đi làm việc. Cao thủ đúng là cao thủ, căn bản khinh thường những thủ đoạn đê tiện mờ ám. Đến ngày thứ 5, trong linh đài của Mạc Phàm, 4 ngày trước đạo cơ chỉ. Có một tầng tháp cơ, lập tức xuất hiện thêm 2 tầng. Không chỉ như vậy, tầng thứ 3, tầng thứ 4 cũng hình thành. Tuy chỉ là một tầng mỏng nhạt, nhìn như một lớp băng mỏng dựng thành, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần dựng tầng này thành công, sẽ có ý nghĩ hắn đã tiến vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Chỉ là tầng đạo cơ này hắn đã xây 9 lần, cũng thất bại 9 lần. Linh khí trong yêu đan nhanh chóng bị tiêu hóa hết, nếu lần này thất bại nữa. Hắn chỉ có thể dừng ở trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Hắn cũng không sốt ruột,
nín thở ngưng thần, tìm kiếm cảm giác của kiếp trước. Không lâu sau, một cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Yêu đan trong cơ thể hắn còn sót lại được hấp thu sạch sẽ trong chớp mắt. Cửu chuyển hỗn nguyên vận chuyển, thân công tự động thể hắn lập tức biến thành một cái hắc động, điên cuồng hút linh khí nồng đậm trong biệt thự. Chỉ trong chớp mắt, mây mù bao phủ cả tòa biệt thự biến mất không còn, biệt thự nhanh chóng lộ ra. Không chỉ như vậy, linh khí trong vòng 5 km quanh biệt thự cũng bị hắn nạp vào trong bụng, thấm nhuận đạo cơ. Một lát sau Mạc Phàm mở to mắt, cười nhẹ. Tầng thứ tư đạo cơ hình thành, cuối cùng cũng đến trúc cơ trung kỳ. Tâm niệm hắn khẽ động, cảm ứng như nước khuếch tán ra ngoài. Trước kia lực cảm ứng của hắn chỉ bao trùm cả căn biệt thự này, lần này hắn khẽ cảm ứng, một vài hình ảnh rõ ràng xuất hiện trong thức hải của hắn. Trong biệt thự số 8 gần nhà hắn, một mỹ phụ thân thể đẫy đà mặc bikini màu đen, lộ ra dáng người xinh đẹp đang bơi trong bể bơi. Cơ thể uyển chuyển, da thịt trắng nõn, tư thế duyên dáng, nhất cử nhất động đều lộ ra gợi cảm. Trong phòng bếp biệt thự, một người đàn ông bằng tuổi mỹ phụ lúc trước chỉ mặc một chiếc quần cộc, cười dâm đãng ôm một mỹ nữ mặc trang phục hầu gái, hai bàn tay to xoa trước ngực và mò mẫm dưới váy mỹ nữ. Ra, đừng như vậy, phu nhân vẫn còn ở bên lão ngoài. Ha ha, cô ta đang bợi lội, trong chốc lát sẽ không tiến vào, sáng sớm tinh mơ. Này, chúng ta trước. Sau đó hình ảnh không thể miêu tả xuất hiện trong mắt hắn. Mạc Phàm lắc đầu, cảm ứng khuếch trương ra ngoài, cảm ứng dừng ở nơi cách hắn 1000 mét. Trong 1000 mét này, cho dù là người, động vật, hay là hoa cỏ cây cối, đều vô cùng rõ ràng, giống như ở ngay bên cạnh hắn, nhưng không cảm ứng ra được ngoài nữa. Hắn cười thu hồi cảm ứng, đi lên ban công, tâm niệm khẽ động, một quyền đánh ra ngoài. Băng sơn. Linh khí trong cơ thể lập tức ngưng tụ trên nắm tay hắn, một lực mạnh điên. Cuồng xoay tròn xuất hiện, như một mũi khoan có thể xuyên qua trời đất, lực hủy diệt khủng bố lan ra. Mạc Phàm nhớn mày, vội vàng thu hồi linh khí, cưỡng ép dừng lại chiêu thức này. Băng sơn này chính là chiêu thức đầu trong Thái Thượng Phá Diệt Kinh. Tiên hắn ở trúc cơ sơ kỳ không thể thi triển, bây giờ đến trung kỳ cuối cùng cũng có thể sử dụng. Lần trước hắn đánh một quyền chính diện với tần cừu dùng 5 phần lực bị hắn đánh lui, nếu tần cừu dùng toàn lực, có khả năng người bị đánh lui là hắn. Nhưng với thực lực hiện giờ cộng thêm băng sơn này, không biết tần cừu có thể ngăn cản được hắn không? Cảm ứng và thực lực đều tăng lên rất nhiều, Mạc Phàm cười nhẹ. Lúc này một giọng nói cứng cáp có lực truyền từ ngoài biệt thự đến. Vị đại sư đoạt linh khí tu luyện của tôi. Mời ngài nhanh đi ra gặp mặt, cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lập tức giãn ra. Vừa rồi vì củng cố đạo cơ tầng thứ tư, hắn đã hút hết linh khí xung quanh, bây giờ người ta tìm tới cửa. Hắn không thèm để ý, nhưng nhìn hai người tới cửa, mí mắt khẽ nâng, vẫn ra khỏi biệt thự. Ở trước cửa biệt thự có một người đàn ông trung niên uy vũ khoảng 40-50 tuổi, mặc trang phục luyện võ màu trắng, gương mặt hình chữ quốc, mặt như dao chém gọt, không có một chút sẹo lồi, ánh mắt như điện, giữa trán còn vài phần nộ khí. Ở bên cạnh người trung niên là một cô gái dáng người cao gầy cột tóc đuôi ngựa, cũng mặc trang phục luyện võ màu trắng. Tuổi tương đương với Mạc Phàm, cùng là trang phục luyện võ. Mặc trên người cô gái không chỉ không ảnh hưởng đến dung nhan cấp bậc gây hỏa và dáng người nóng bỏng, còn khiến cô gái có thêm vài phần khí chất nữ hiệp. Cô gái này không phải ai khác, đúng là Đường Giảo Giảo tiểu Lạt Tiêu Mạc Phàm từng gặp. Đường Giảo Giảo thấy Mạc Phàm đi từ trong biệt thự ra, lông mày khẽ nhướng lên. Là anh à? Giảo Giảo, con quen cậu ta sao? Người đàn ông trung niên ở bên cạnh cô gái hỏi. Cậu ta là Mạc Phàm, người phi lá như dao. Còn đánh Tần Kiệt bị thương nữa. Ha! Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Mạc Phàm từ trên xuống dưới. Vài ngày trước ông ta cũng có nghe nói đến chuyện này. Có thể đánh Tần Kiệt bị thương, còn bình yên vô sự ở trong biệt thự, xem ra sư phụ của Mạc Phàm rất lợi hại. Nghĩ đến đây, lửa giận trên mặt người đàn ông trung niên yếu đi vài phần. Người có thể khiến Tần gia cúi đầu, chắc chắn thực lực trên ông ta. Mạc Phàm nhìn thấy Đường Giảo Giảo, cũng có chút bất ngờ. Lúc này mới một tháng không gặp, hình như Đường Giảo Giảo mạnh hơn một tháng trước không ít, qua một khoảng thời gian nữa có thể trùng kích nội kình rồi.
hai người có việc sao? Vừa rồi là sư phụ anh hút linh khí trong khu biệt thự sao? Đường Giảo Giảo hỏi. Cô đang ở biệt thự nhà mình thử trùng kích cảnh giới nội kinh, cha cô hộ pháp cho cô, ai biết vừa rồi linh khí còn vô cùng nồng đậm, vậy mà lập tức biến mất không còn, may mà cô còn chưa chính thức bắt đầu, còn đang thử trùng kích nội kinh, nếu không trùng kích nội kinh thật, trái lại sẽ tẩu hỏa nhập ma trước. Vì thế cha cô mang cô đến đây, tìm đối phương lý luận. Sư phụ tôi sao? Mạc Phàm nhíu mày, lập tức cười. Xem ra Đường Giảo Giảo tưởng sư phụ hắn tu luyện ở đây. Sư phụ tôi không ở đây. Không ở đây, ý của anh là vừa rồi anh đang luyện công. Đôi mắt to ngập nước của Đường Giảo Giảo mở to, kinh ngạc nói. Cô biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng không ngờ Mạc Phàm lợi hại như thế, lập tức hút đi linh khí cả khu biệt thự, điểm ấy cha cô cũng không làm được đi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Nhóc con, cậu bảo vệ sư phụ cậu tôi có thể hiểu, nhưng cậu không cần vì ông ta mà che giấu như thế. Người đàn ông trung niên nói, ông ta đã là nội kình trung kỳ, cũng không thể nuốt khí như biển, làm được chuyện đó ít nhất phải là nội kình đỉnh phong, thậm chí là tiên thiên tông sư. Mạc Phàm nói là cậu ta làm, đùa giỡn gì thế? Cho dù Mạc Phàm có thể phi lá như dao, cùng lắm chỉ là nội kình sơ kỳ. Cảnh giới này đừng nói hút không được nhiều linh khí như thế, cho dù có thể hút, cũng khiến cả người nổ mạnh rồi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, lắc đầu cười. Lúc này mới chỉ là 5 km, nếu để bọn họ biết lần đầu tiên hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, liền hút khô linh khí 10 dặm xung quanh, không biết hai người họ sẽ có cảm nghĩ gì. Hai người không tin thì thôi, nếu không còn chuyện gì tôi về đây, hai người cứ tùy tiện. Mạc Phàm nói xong muốn xoay người quay trở về. Ham, người đàn ông trung niên nhíu mày trong mắt hiện lên sắc lạnh. Nhóc con, sư phụ cậu đoạt linh khí của chúng tôi, khiến con gái tôi trùng kích nội kình thất bại, thiếu chút nữa làm con gái tôi tẩu hỏa nhập ma, sư phụ cậu không định cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng sao? Nếu sư phụ Mạc Phàm đi ra, ông ta còn kính sợ vài phần, có thể một hơi hút khô linh khí cả khu biệt thự, chắc chắn là nhân vật khó lường. Nhưng Mạc Phàm chỉ là đứa trẻ như con gái ông ta. Vậy mà dám nói chuyện với ông ta như thế. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một cái. Ông là Đường Khôn, cha của Đường Giảo Giảo, vậy hơn phân nửa là Đường Khôn gia chủ Đường gia võ đạo thế gia ở Đông Hải, cũng là số một Đông Hải. Nhóc con, sư phụ cậu không dạy cậu phải tôn kính trưởng bối sao? Đường Khôn nhíu mày, trầm giọng nói. Bên cạnh, Đường Giảo Giảo nhíu mày, nhìn Mạc Phàm đầy bất mãn. Người này mở miệng liền không khách sáo, cho dù là thị trưởng thấy cha cô cũng phải vô cùng khách sáo, Tần gia cũng kết giao với Đường gia bọn họ. Mạc Phàm ý vào có sư phụ lợi hại, vô lễ với cha cô như vậy, chính cô cũng hận đến nghiến răng. Xin chào trưởng bối. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu Đường Khôn khách sáo, tất nhiên hắn sẽ lấy lễ đối đãi. Đường Khôn đến như hắn bá vương ngạnh thượng cung con trai ông ta vậy, hắn chỉ có thể dựa vào tâm đối đãi. Hơn nữa nếu không phải vì Đường Giảo Giảo, hắn căn bản không đi ra. Cậu! Mắt Đường Khôn nheo lại, hàn quang trong mắt lóe lên. Nhóc con, tôi vốn nể mặt cậu và Giảo Giảo là bạn học, không muốn so đo với. Cậu vừa nói cậu lấy linh khí trong khu biệt thự, vậy cậu cho tôi lời giải thích đi. Mạc Phàm cười nhẹ, không thèm quan tâm. Linh khí này vốn là vật vô chủ, tôi dựa vào bản lĩnh để lấy, vì sao phải trả? Linh khí vốn vô chủ, tất nhiên phải dựa vào bản lĩnh riêng rồi. Vậy linh khí trong biệt thự nhà tôi, anh giải thích thế nào? Hai Đường Giảo Giảo vòng quanh bộ ngực cao ngất, nhếch môi nói. Mạc Phàm nhìn Đường Giảo Giảo, nhíu mày. Kiếp trước có lần hắn bị mấy tên côn đồ ép vào trong góc đòi tiền, Đường Giảo Giảo cứu hắn một lần. Có cửu báo cửu, có ân báo ân. Cho nên lúc này mới tiếp tục nói. Cô muốn thế nào? Đường Giảo Giảo và Đường Khôn cùng lộ ra chút bất ngờ, sao bỗng nhiên tên. Nhóc kiêu ngạo này dễ nói chuyện thế, Đường Giảo Giảo không quản nhiều như vậy, gãi gãi má. Đền linh khí, đền phí tổn thất tinh thần cho tôi, còn nhận lỗi với cha tôi nữa. Mạc Phàm nhíu mày, đúng là nhiều điều kiện. Hai người ngay cả linh khí nhà mình cũng không bảo quản được còn không. Biết xấu hổ đòi, phí tổn thất tinh thần và xin lỗi thì không có khả năng, nể mặt. Chúng ta là bạn học, như vậy đi, tôi đề nghị cô rèn luyện thân thể một thời gian nữa,
một tháng sau hãy trùng kích cảnh giới nội kình, đến lúc đó cô có thể tới biệt thự của tôi trùng kích, linh khí ở đây nồng đậm, tỷ lệ trùng kích của cô sẽ cao hơn nhiều. Mạc Phàm cười nói, Đường Giảo Giảo chỉ cách nội kình một chút, vừa rồi thật may là hắn hút hết linh khí, nếu không cho dù cô tới cảnh giới nội kình, cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhắc nhở cô xong, để cô tới biệt thự số 9 trùng kích nội kình, coi như báo đáp ân tình kiếp trước đi. Ai muốn anh chỉ điểm, ai thích nơi rách nát của anh. Đường Giảo Giảo cắn răng nói, Đường Khôn đang định mở miệng, bỗng nhiên di động vang lên, ông ta nghe điện thoại, sắc mặt thay đổi, nghiêm trọng hơn. Đường Giảo Giảo thấy sắc mặt cha không đúng lắm, cô chừng Mạc Phàm một cái, cũng không nói gì thêm. Phàm cười không thèm để ý, Mạc, cô suy xét đi, lời nói của tôi có hữu hiệu lâu dài, còn nữa tốt nhất bây giờ cô đừng trùng kích cảnh giới nội kình. Nói xong hắn không để ý đến Đường Giảo Giảo nữa, xoay người quay về biệt. Thự, hắn đã trả ân tình xong, Đường Giảo Giảo muốn hay không là chuyện của cô. Hắn vừa quay về biệt thự, di động cũng vang lên, là Bàn Tử gọi tới. Hắn nghe máy, giọng Bàn Tử truyền từ bên trong đến. Tiểu Phàm, cậu ở đâu thế, ngày mai đi học rồi, có thể cùng nhau ăn bữa cơm không? Bệnh dịch đã được giải trừ, trường học cho nghỉ mấy ngày cũng bắt đầu đi học lần nữa. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bên trong biệt thự, linh khí đã bị hắn hút sạch, còn cần một khoảng thời gian khôi phục, cứ ngây ngốc trong biệt thự tu luyện, không bằng ra ngoài tìm cơ duyên. Bây giờ pháp bàn, trận linh của tụ linh đại trận vẫn chưa có tin tức. Còn nguyên liệu tu luyện, tuy Tần Trách đưa tới mấy thứ, nhưng ngoại trừ khô mộc châm ra, những thứ khác không có tác dụng với hắn máy. Pháp khí, bây giờ hắn cũng chỉ có một kiếm phù trên người, ngọc phù dùng để phòng ngự cũng không còn. Với thực lực hiện giờ của hắn, xem như là có năng lực ở thành phố Đông Hải. Nhưng một năm rưỡi sau, Vạn Thiên Tuyệt sẽ tự mình đến thành phố Đông Hải, hắn sẽ là một khối thi thể. Có lẽ không đợi được lâu như vậy, nước ngoài sẽ phái người đến đây. Đi ra ngoài một lát, nói không chừng có thể gặp được thứ gì tốt. Có thể, đi đâu ăn đây? Mạc Phàm hỏi. Mấy ngày nay cửa phía đông trường chúng ta có một quán món cay tứ. Xuyên mới mở, tôi và Giao Giao từng ăn một lần, ăn rất ngon, bà chủ cũng rất đúng giờ, tên Phi gì đó, bốn chữ. Bàn Tử trầm ngâm nói. Phi Nhi Mạc Thục. Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Là tên này, mẹ kiếp, sao cậu biết? Bàn Tử kinh ngạc nói. Quán này mới khai trương không lâu, anh ta cũng là tình cờ mới phát hiện ra. Được. Mạc Phàm cười, kiếp trước hắn làm thêm ở quán này. Bà chủ tên Thư Băng Tuyết, không chỉ có bộ dạng siêu xinh đẹp, nấu đồ ăn cũng rất ngon, đối với người khác cũng tốt. Khi hắn làm việc ở đây, bà chủ Thư Băng Tuyết thấy hắn quá gầy, sau khi đóng cửa buổi tối liền nấu cơm cho hắn ăn. Kiếp trước, hắn nhìn thấy cơ thể nữ tính thành thục của Thư Băng Tuyết đầu tiên, bình thường Thư Băng Tuyết đều ở sau cửa hàng. Một buổi tối nào đó thời tiết vô cùng nóng, trong quán không có người, Thư Băng Tuyết nói đi tắm rửa một cái. Chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy phía sau có tiếng phù phù, nên vội vàng chạy đến, chỉ thấy cửa phòng tắm hơi mở ra. Thư Băng Tuyết nằm trong bồn tắm sương mù mênh mông, chân như nhộng, thân thể trắng nõn như băng tuyết lộ ra ngoài, đôi chân thon dài trụm vào nhau, nơi lỗi làm người ta nhìn chăm chú, nơi lõm làm người ta mơ màng. Vòi nước vẫn đang mở, nước không ngừng xối lên cơ thể cô. Hắn gọi vài tiếng, không thấy Thư Băng Tuyết trả lời, cũng không quản nhiều như vậy liền xông vào. Tắt vòi nước trước, mặc lung tung cho Thư Băng Tuyết bộ quần áo, liền đưa cô đến bệnh viện. Sau đó trong mấy ngày hắn nằm trên giường, trong đầu luôn nghĩ đến bóng dáng Thư Băng Tuyết, cùng với xúc cảm khi mặc quần áo cho cô, trong đầu liền suy nghĩ bậy bạ. Tính thời gian, quán ăn cũng mở rồi. Kiếp trước quán ăn của Thư Băng Tuyết mới khai trương liền dính phải Super Sơ, thiếu chút nữa đóng cửa. Bây giờ được Bàn Tử phát hiện sớm như vậy, lần này sẽ bán được hơn trước. Nhưng mà, mấy ngày trước tôi đi ngang qua, thấy được bảng hiệu này. Mạc Phàm giải thích. Vậy lát nữa gặp nhau ở cửa phía đông trường học, tôi mời khách, không được cướp trả với tôi. Bàn Tử hào phóng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không cướp với cậu. Mạc Phàm cũng không khách sáo. Đợt Super Sơ này qua đi, nhà Bàn Tử buôn bán lời một số tiền lớn, trái lại trên người hắn chỉ còn chút tiền, không làm thịt Bàn Tử thì làm thịt ai. Khi hắn ra cửa biệt thự,
không biết vì sao hai cha con kia đã rời đi. Hắn cũng không để ở trong lòng, rời khỏi tiểu khu Vân Trung Thự. Nửa tiếng sau, cửa phía đông trường học. Bàn Tử mặc trang phục thoải mái, đeo kính mắt, trên cổ còn có thêm dây chuyền vàng, nếu ôm cô gái quán ba, thật sự không khác gì nhà giàu mới nổi. Tiểu Phàm, sư phụ cậu còn nhận đồ đệ không? Bàn Tử khoác một tay lên vai Mạc Phàm, hỏi. Cậu muốn bái sư sao? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Đương nhiên, sư phụ cậu có thể cho cậu phương thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, tôi bái ông ấy làm sư phụ, ông ấy tùy tiện thưởng một chút, sau này bàn. Tử tôi sẽ phát đạt, trở thành Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không biết chừng. Bàn Tử nghĩ miên man nói. Mạc Phàm có chút giở khóc giở cười, cả Bàn Tử cũng nghĩ rằng phương thuốc là sư phụ cho hắn. Tần phụ gia bỏ qua cho hắn, cũng là vì có sư hắn. Như vậy cũng tốt, đỡ mất công hắn phải giải thích. Nếu cậu đọc thuộc lòng bảng tuần hoàn các nguyên tố, trái lại tôi có thể. Suy xét đến chuyện tiến cử cậu cho sư phụ tôi. Bảng tuần hoàn các nguyên tố sao? Vừa rồi Bàn Tử còn đầy hứng thú, lập tức không muốn nữa. Cậu bảo tôi ký sổ sách còn được, để tôi học bảng tuần hoàn các nguyên tố thì. Tha cho tôi đi. Quả nhiên thiên tài không thích hợp với tôi, sau này tôi làm thuộc hạ của cậu kiếm miếng cơm tốt hơn. Anh ta ghét nhất là học bảng tuần hoàn các nguyên tố, còn khó chịu hơn việc anh ta giảm béo. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái, hai người cùng đi đến Phi Nhĩ Mạc Thục. Mới vừa tới cửa, tiếng tranh cãi truyền từ trong ra. Tôn Ngọc Trụ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ở trong quầy quán cơm, một mỹ nữ thành thục tức giận nói. Người phụ nữ này khoảng 27-28 tuổi, làn da trắng nõn như băng tuyết, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng khỏi phải nói. Tuy kém hơn Lưu Nguyệt Như một chút, nhưng toàn thân tỏa ra hơi thở mê người, cũng là cấp bậc gây tai họa. Bên ngoài, Tôn Ngọc Trụ là tên mập mạp hói đầu, mặc áo may ô quần cộc, thịt béo trên người đều lộ ra ngoài, ít nhất phải hơn 100 cân, đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn chằm chằm mỹ nữ trong quầy. Không muốn làm gì cả, ông đây không có tiền. Cho ít tiền đi, thư băng tuyết. Tôn Ngọc Trụ không chút xấu hổ giơ tay ra. Không phải hôm qua tôi mới cho anh 2.000 sao, anh lại lấy đi đánh bạc à? Thư băng tuyết tức giận nhìn chằm chằm Tôn Ngọc Trụ, trong đôi mắt đẹp. Gần như muốn phun ra lửa. Cô quản ông đây làm gì, ông đây lấy tiền đi chơi gái thì sao, nhanh đưa tiền đây, không cần nhiều, đưa tôi 1 vạn là được. Tôn Ngọc Trụ vỗ lên quầy nói. Anh! Vẻ mặt Thư Băng Tuyết ấm ức. Tôi cũng không có tiền. Cô chỉ kinh doanh một quán ăn nhỏ, mấy ngày hôm trước còn gặp phải bệnh. Truyền nhiễm, mấy ngày nay mới chuyển biến tốt hơn. Dù vậy bị Tôn Ngọc Trụ đến lấy tiền mỗi ngày, sao còn có tiền, cho dù có cô cũng. Không muốn cho tên khốn nạn này. Không có tiền thì thôi, bán cái quán này đi, về nhà kết hôn với ông đây. Tôn Ngọc Trụ đúng lý hợp tình nói. Anh nằm mơ đi. Tôi sẽ không quay với anh. Về không quay về cũng được, chỉ cần đưa tiền cho tôi, cô tìm Tiểu Bạch Kiểm ở bên ngoài tôi cũng không quản. Tôn Ngọc Trụ cười dâm nói. Anh vô liêm sỉ. Thư Băng Tuyết cắn răng nói. Tôi vô liêm sỉ, ha ha. Tôn Ngọc Trụ cười không biết liêm sỉ. Tôi chỉ tìm cô lấy chút tiền, cô thì sao, tìm Tiểu Bạch Kiểm sau lưng tôi không vô liêm sỉ à? Anh nói linh tinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Băng Tuyết đều bắt đầu trắng bệch, ánh mắt bất lực nhìn người xem náo nhiệt ở cửa, những người này đều né tránh ánh mắt. Tôn Ngọc Trụ không tới đây gây sự lần một lần hai, vì thế Thư Băng Tuyết còn gọi cảnh sát, nhưng vì quan hệ của hai người đặc biệt, cảnh sát cũng không giải quyết được gì. Cảnh sát không quản chuyện này, cộng thêm Tôn Ngọc Trụ này nổi tiếng vô lại, đám người xem náo nhiệt càng không dám tham dự vào. Ha ha, không ai giúp cô đâu, nhanh đưa tiền đây. Nếu không hôm nay cô đừng nghĩ đến chuyện buôn bán. Tôn Ngọc Trụ cười đắc ý nói. Anh! Trong đôi mắt đẹp của Thư Băng Tuyết lóe sáng lệ quang, lộ ra khổ sở và không cam lòng. Vì sao lại như vậy, vì sao? Lúc này một giọng nói truyền từ bên cạnh đến. Tôi cho anh tiền anh muốn không? Cậu là ai hả? Tôn Ngọc Trụ không kiên nhẫn quay lại nhìn. Không ít người xem náo nhiệt cũng nhìn qua, không khỏi lắc đầu. Hai đứa bé 16, 17 tuổi đứng ở cửa, đúng là Mạc Phàm và Bàn Tử. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, liếc mắt nhìn Thư Băng Tuyết một cái, sau đó ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Tôn Ngọc Trụ. Tôi là ai không quan trọng, không phải anh đòi tiền sao?
hắn từng thấy người đàn ông này rồi, người nhà Thư Băng Tuyết cầm 20 vạn nhà Tôn Ngọc Trụ, bán cô cho anh ta. Thư Băng Tuyết vì đào hôn, tới thành phố Đông Hải mở quán cơm, ai biết vẫn bị Tôn Ngọc Trụ tìm được. Tôn Ngọc Trụ luôn đến trong quán đòi tiền, không trả tiền sẽ ở lại quán không đi. Có một lần hắn không quan tâm nữa, tranh chấp với Tôn Ngọc Trụ, bị Tôn Ngọc Trụ dẫn người đánh một trận. Quán cơm này mở chưa tới một năm, vì Tôn Ngọc Trụ thường xuyên đến đòi tiền mà không duy trì được nên đóng cửa. Thư Băng Tuyết bị mấy anh em của Tôn Ngọc Trụ mang về nhà, ép vào động phòng. Chuyện này không tính là gì, sau đó Tôn Ngọc Trụ vẫn không thay đổi thói mê cờ bạc. Có một lần đánh bạc với người ta, vậy mà đặt cược ngủ với Thư Băng Tuyết một đêm, mấy người kia đã sớm thèm muốn Thư Băng Tuyết, ba người đặt bẫy, kết quả Tôn Ngọc Trụ bị thua thảm hại. Đêm đó mấy tên cờ bạc mang theo Tôn Ngọc Trụ xông vào phòng Thư Băng Tuyết, sau đó hắn nghe nói Thư Băng Tuyết tự sát. Tôn Ngọc Trụ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trên mặt lộ ra vui mừng. Thư Băng Tuyết, hóa ra khẩu vị của cô nặng như vậy, thích trâu già gặm cỏ non, tìm một đứa nhóc nhỏ như vậy, còn là vị thành niên, như vậy là phạm pháp đó. Thư Băng Tuyết nhìn Mạc Phàm, lúc trước còn vui vẻ, nhưng nhìn thấy một đứa con nít đi ra khỏi đám người giúp cô, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra chút lo lắng. Cảnh sát đều không giúp được cô, tên nhóc này đứng ra chỉ biết rước họa vào thân đi. Tôn Ngọc Trụ, anh nói linh tinh, tôi căn bản không biết cậu ta. Lúc này còn bảo vệ cậu ta, muộn rồi, khà khà. Tôn Ngọc Trụ rời mắt nhìn Mạc Phàm. Nói đi, cậu chơi vị hôn thê của tôi, chuẩn bị cho tôi bao nhiêu tiền giải quyết chuyện này. Anh muốn bao nhiêu? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi, hàn quang trong mắt lóe lên. Tôn Ngọc Trụ sờ cằm, đôi mắt chuột đánh giá Mạc Phàm. Quần áo của Mạc Phàm vô cùng bình thường, không giống tên nhóc nhà có tiền. Nhưng tiểu mập mạp bên cạnh hắn có bộ dạng nhà giàu mới nổi, chỉ riêng chiếc dây chuyền vàng to bằng ngón cái trước ngực, có giá trị không ít tiền. Như vậy đi, tôi còn chưa chạm vào vị hôn thê của tôi, người có khuôn mặt và dáng người như vậy, cho dù cậu đến Hoàng gia cửu hào tìm cũng không có. Tôi cũng không cần nhiều, tôi đặt xính lệ là 20 vạn, cậu cho tôi 30 vạn được rồi, thế nào, không nhiều lắm đúng không? Tôn Ngọc Trụ cười âm hiểm nói. Ngày mai thành phố Đông Hải có đại hội luận võ, nghe nói là cao thủ nước ngoài khiêu chiến mỗi đại cao thủ ở thành phố Đông Hải. Có thi đấu thì có đánh cược, anh ta đã nhận được chút tin tức, 100% có thể thắng tiền. Nếu có thể dùng Thư Băng Tuyết đổi 30 vạn, thắng đặt cược 30 vạn có thể biến thành hơn 100 vạn, anh ta cũng thành phú ông 100 vạn. Đến lúc đó không chỉ mua được mấy Thư Băng Tuyết hầu hạ anh ta, còn có rất nhiều tiền. Đến lúc đó lại tìm vài người mang Thư Băng Tuyết về nhà, một được ba. Tôn Ngọc Trụ, anh nói linh tinh, 20 vạn xính lễ đó, tôi đã trả nhà anh 10 vạn, bình thường anh lấy tiền ở chỗ tôi, cũng đã hơn 2 vạn rồi. Thư Băng Tuyết nói, tôi muốn 30 vạn thì sao, tiền xính lễ tôi cho cô, không biết tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền, 30 vạn đã tiện nghi cho tên nhóc này rồi. Tôn Ngọc Trụ không biết vô liêm sỉ nói. Tôn Ngọc Trụ, anh vô liêm sỉ. Thư Băng Tuyết tức giận nói. Tôn Ngọc Trụ không để ý đến Thư Băng Tuyết, híp mắt, nói với Mạc Phàm, nhóc con, thế nào, suy xét kỹ đi, nếu cậu không lập tức lấy ra được nhiều tiền như vậy, chúng ta có thể trả theo giai đoạn, lãi sao, chúng ta sẽ tính khác, sẽ không cao đâu. Anh ta thường xuyên đi vay nặng lãi, trước lạ sau quen, cũng biết một chút. Tiểu tiên sinh, cậu đừng để ý đến anh ta lừa gạt cậu đó, nhanh rời đi đi. Cậu cứ mặc kệ chuyện này đi, Thư Băng Tuyết nói, với hiểu biết của cô về Tôn Ngọc Trụ, cho dù Mạc Phàm đưa tiền cho Tôn Ngọc Trụ, chắc chắn anh ta cũng sẽ không bỏ qua. Tôn Ngọc Trụ bị vạch trần, khuôn mặt dữ dằn, giơ tay định tát Thư Băng Tuyết. Tiện nhân, cô nói gì, có tin ông đây giết chết cô hay không? Tay anh ta còn chưa chạm vào Thư Băng Tuyết, đã bị một bàn tay nắm lấy. Đánh phụ nữ thì tính là có bản lĩnh gì, hai chúng ta nói chuyện. Mạc Phàm lạnh lùng nói, đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp Tôn Ngọc Trụ, đương nhiên biết Tôn Ngọc Trụ là ai. Nhưng là ai thì sao chứ? Tôn Ngọc Trụ thấy Mạc Phàm không đi, còn muốn tiếp tục bàn bạc với anh ta, khóe miệng anh ta nhếch lên, cười đắc ý. Đương nhiên có thể, chúng ta bàn bạc, mặc kệ người phụ nữ này, cậu chuẩn bị đưa tiền cho tôi thế nào, chuyển khoản hay là tiền mặt. Đều được, nhưng mà tôi cảm thấy 30 vạn quá ít. Mạc Phàm buông tay ra, cười mỉa nói. Cái gì?
Thư Băng Tuyết nhìn Mạc Phàm đầy khác thường, đừng trúng kế của anh ta là một tên lừa gạt đó. Tôn Ngọc Trụ vui vẻ, chẳng lẽ nhìn nhầm, hôm nay gặp được Phú Nhị Đại. Vậy cậu cảm thấy bao nhiêu tiền thì thích hợp? 1.000 van. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bà chủ mỹ nữ như vậy, sao có thể có giá trị 30 vạn? 1.000 vạn, cho dù là Thư Băng Tuyết, hay là người xem náo nhiệt xung quanh đều sửng sốt. Tên nhóc này là ai vậy, có tiền như thế? Không phải là nói khoác đấy chứ? Vì phụ nữ, tốn 1.000 vạn, tên kia phá của à? Ở đây chỉ có Bàn Tử coi như bình tĩnh, không lo lắng chút nào. Nhưng anh ta cũng có chút nghi ngờ, không phải Mạc Phàm nhìn chúng bà chủ quán này đấy chứ? 1.000 van. Tôn Ngọc Trụ không khỏi nuốt nước miếng, anh ta không nghĩ nhiều tiền như vậy. Nếu có nhiều tiền như vậy, sau này mỗi ngày đổi một phụ nữ cũng không thành vấn đề. Có thể, có thể. Tôn Ngọc Trụ vội vàng gật đầu. Vậy trả tiền đi, 1.000 vạn. Mạc Phàm vươn tay ra với Tôn Ngọc Trụ nói. Xung quanh lập tức ngây ngốc, vốn rằng Mạc Phàm cho Tôn Ngọc Trụ. Tưởng 1.000 vạn, ai biết Mạc Phàm đòi Tôn Ngọc Trụ 1.000 vạn. Nhóc con, mày đang đùa giỡn tao sao? Tôn Ngọc Trụ nhíu mày, phẫn nộ nói. Muốn chơi người phụ nữ của anh ta, còn bắt ông đây đưa 1.000 vạn, đùa ông đây. Sao? Đùa giỡn anh? Mạc Phàm cười nói. Anh bắt nạt bà chủ lâu như vậy, phí tổn thất tinh thần là 999 vạn, cộng thêm. Mấy vạn anh lấy ở đây, 1.000 vạn đã tiện nghi cho anh rồi. Cô ta là vị hôn thê của tao. Tao muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt thế đó, mày. Quản được sao? Vị hôn thê của anh, có chứng cứ không? Mạc Phàm cười hỏi, sắc mặt Tôn Ngọc Trụ trầm xuống. Vị hôn thê còn cần chứng minh sao? Không có chứng minh, có phải tôi có thể nói anh là cháu tôi không? Bàn Tử xen miệng vào nói. Tên mập đáng chết, mày nói cái, ai là cháu mày? Tôn Ngọc Trụ nhìn chằm chằm Bàn Tử, hung dữ nói. Đương nhiên anh không phải là cháu tôi không bị ổi giống như anh. Bàn Tử cười nói. Tên mập đáng chết, mày muốn chết có phải không? Khuôn mặt Tôn Ngọc Trụ dữ dằn, cầm lấy một chai rượu muốn đập Bàn Tử. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên muốn chết chính là ông đi. Không đợi chai rượu đập vào người Bàn Tử, một chưởng của Mạc Phàm đập vào ngực Tôn Ngọc Trụ. Nhóc con, mày chỉ có chút lực ấy à, có thể đánh mạnh hơn nữa không? Tay giơ lên của Tôn Ngọc Trụ dừng lại, nhìn tay Mạc Phàm đầy khinh miệt. Một tên nhóc con mà dám ra tay với anh ta, tuy anh ta không học võ, nhưng nặng hơn 100 cân đặt ở đâu, há có thể để một tên nhóc con đánh bại. Người xem náo nhiệt vốn không coi trọng hai người, bây giờ lại ra tay, bọn họ lại càng lắc đầu thở dài. Tôn Ngọc Trụ, anh dừng tay, đừng bắt nạt bọn họ. Thư Băng Tuyết kêu lên. Ha ha, cô cố bảo vệ bản thân trước đi. Đợi bắt nạt bọn chúng xong, tôi sẽ bắt nạt cô. Tôn Ngọc Trụ đắc ý nói. Thư Băng Tuyết cắn chặt răng, cô biết khuyên Tôn Ngọc Trụ cũng vô dụng, liền nói với Mạc Phàm và Bàn Tử. Hai người mau chạy đi, các cậu không quản được chuyện này đâu. Chạy, không quản được. Mạc Phàm cười. Hắn định một chưởng đánh chết Tôn Ngọc Trụ, xong hết mọi chuyện, Thư Băng Tuyết sẽ không tiếp tục vận mệnh kiếp trước, thành phố cũng sạch sẽ hơn. Nhưng nghe mấy lời này, hắn liền thu lại lực. Anh cảm thấy lực đạo của tôi nhỏ đúng không? Vậy anh thử lực đạo chưa đến một phần của tôi trước xem. Hắn di chuyển tay đánh về phía ngực Tôn Ngọc Trụ, mạnh mẽ lập tức bùng nổ. Một phần, mày vẫn nên ăn một chai của ông đây đi, về nhà ăn mẹ mày. Tôn Ngọc Trụ bỏ qua Bàn Tử, đánh về phía Mạc Phàm. Hai tên danh con, không cho anh ta tiền còn chưa tính, còn muốn ra tay với anh. Ta, không biết sống chết. Thu thập thằng nhóc này, anh ta xem sau này còn ai dám chõ mõm vào. Nhưng không đợi anh ta nói hết câu, cơ thể cao lớn của anh ta như con diều bay ra ngoài. Rầm, Tôn Ngọc Trụ đập mạnh vào tường, đầu đầy máu. Mọi người xung quanh ngoại trừ Bàn Tử ra đều sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Một đứa bé, một chưởng đánh bay một người trưởng thành hơn 100 cân. Đứa bé này là ai? Thư Băng Tuyết giơ tay che miệng, vô cùng kinh ngạc. Trong đôi mắt đẹp lóe lên kỳ lạ nhiều lần. Chuyện này, phụ nữ nào mà chẳng hy vọng có anh hùng mặc chiến giáp, lúc gặp phải nguy hiểm sẽ theo gió vượt sóng, bước trên mây mà đến vì cứu giúp mình. Nhất là cô, càng cần một anh hùng như vậy. Cô
cô luôn bị Tôn Ngọc Trụ quấn lấy, sớm muộn gì cũng bị Tôn Ngọc Trụ mang về quê kết hôn. Nếu Tôn Ngọc Trụ không ham mê cờ bạc thì cũng được, cô sẽ không trốn. Nhưng Tôn Ngọc Trụ ham bài bạc thành tính, ở bên anh ta sau này xảy ra chuyện gì cũng không biết được. Mạc Phàm nhìn chưa đến 50 cân, nhưng lại có sức lực mạnh như thế, là anh hùng của cô sao? Ý niệm này chỉ thoáng qua mà thôi, vẻ lo lắng lại hiện trong mắt cô. Tôn Ngọc Trụ ôm ngực đứng dậy, trên khuôn mặt là âm u, anh ta bị một đứa con nít đánh. Nhóc con, mày chơi người phụ nữ của tao, còn dám đánh tao, mày biết ông đây là ai không? Anh là ai, có liên quan gì sao? Mạc Phàm cười nói. Được, đây là mày nói đó, nếu mày có gan thì đừng chạy. Tôn Ngọc Trụ chỉ Mạc Phàm, giận dữ hét. Anh ta còn sợ Mạc Phàm không dám ra tay, nếu làm anh ta bị thương, không đòi tên nhóc này mấy chục vạn, thì việc này chưa xong đâu. Một mình anh ta không đánh lại tên nhóc này, anh ta không tin mười mấy tên cũng không đánh lại. Chạy sao, anh chạy tôi sẽ không. Mạc Phàm cười nói. Tôn Ngọc Trụ quen đám du côn, đương nhiên hắn biết, kiếp trước hắn đã bị đám du côn kia đánh một trận. Nếu đều đến đây thì bắt hết bọn họ bằng một lưới. Thứ nhất là báo thù, thứ hai cũng giúp bà chủ một tay, tránh để đêm dài lắm mộng. Lắm, nếu mày có gan mày đợi đó được cho tao. Trong mắt Tôn Ngọc Trụ lóe lên ngoan độc, xoay người rời khỏi quán cơm. Người xem náo nhiệt thấy Tôn Ngọc Trụ bị đánh chạy, không chỉ không vui vẻ, trái lại lo lắng hơn. Nhóc con, cậu nhanh đi đi, không đi sẽ không đi được nữa đâu. Đúng vậy, nhanh đi đi, tên kia quen không ít du côn lưu manh. Thư Băng Tuyết cũng lắc lắc mông đi từ trong quầy ra, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đều là lo lắng. Tiểu tiên sinh, các cậu nhanh đi đi, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm. Không phải lúc trước không có ai giúp cô, ngày đầu tiên khai trương có người thanh niên tuổi không kém cô nhiều không nhìn được, ra mặt bảo vệ cô. Kết quả bị Tôn Ngọc Trụ mang người đến đánh, bây giờ người kia vẫn còn đang nằm viện. Mạc Phàm dù mạnh cũng chỉ có một mình, đánh không lại nhiều người như. Vậy. Có vết xe đổ, cô không muốn Mạc Phàm nằm viện vì cô. Yên tâm đi, Tiểu Phàm rất lợi hại, mười mấy người đều không phải đối thủ của cậu ấy. Bàn Tử cười nói, không lo lắng chút nào. Ái ra, không nghe người lớn dạy bảo, chịu thiệt ngay trước mắt. Không ít người lắc đầu. Cậu bé, nghe bác gái một tiếng, nhanh rời đi đi, cháu đi rồi bọn họ sẽ không làm gì đâu. Một bác gái hơi mập đeo tạp dề thân thiết nói. Mạc Phàm cười với bác gái này bán ma là thang ở bên cạnh, lúc trước hắn và chị họ thường xuyên đến ăn, cũng là người nhiệt tình, thường xuyên nói với bọn họ chuyện đám lưu manh hết nhân tính. Mất cảm ơn bác gái, đợi cháu thu thập đám người này, sẽ không có người thu phí bảo kê với mọi người. Đám người Tôn Ngọc Trụ tìm tới là côn đồ quanh đây, thường xuyên đến các quán thu phí bảo kê, không đưa mà nói, trên cơ bản là không có biện pháp buôn bán. Vẻ mặt bác gái sừng sốt. Đang định mở miệng khuyên Mạc Phàm nữa, một đám người liền chạy đến. Tránh ra, kẻ nào bắt nạt anh em của tao, không muốn sống nữa à? Một tên mặc áo may ô đầu bóng kêu lên. Tên đầu bóng này cao khoảng hơn 1m9, còn cao lớn thô kệch, bắp thịt toàn thân như miếng sắt dán lên, bả vai lộ ra bên ngoài đầy hình xăm, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng hung hãn. Sau tên đầu bóng loáng, mười mấy tên côn đồ dáng vẻ lưu manh. Không phải mặc trang phục kỳ lạ, thì cắt kiểu tóc bắt. Mát, vẻ mặt bất thiện, Tôn Ngọc Trụ mới bị hắn đánh chạy cũng ở trong đó, đang hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhiều người như vậy, còn không thu thập được hai tên này sao? Đám người này vừa tới, trên mặt những người khác lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao tản. Ra, không dám nói gì. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám người này một cái liền nhận ra mấy người, ánh mắt hơi phát lạnh. Là tôi. Tên đầu bóng loáng nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Người bình thường thấy bọn họ đều sớm sợ tới mức hai chân như nhũn ra toàn. Thân phát run. Vậy mà tên nhóc này dám thừa nhận là cậu ta làm, đối mặt với nguy hiểm mà. Không sợ hãi, có tiềm chất theo chân bọn họ. Nhóc con dũng cảm đó, xem như lá gan mày lớn như thế, tao không gây khó dễ cho mày, mày đánh anh em tao bị thương. Cho anh em tao 20 vạn cộng thêm dây chuyền vàng trên cổ tên mập kia là được, hai người có thể cút đi. Tên đầu bóng loáng nâng cằm, chỉ Bàn Tử Diễu Võ Dương Oai nói. Anh ta mang người đến đây tất nhiên không phải đến không, Mạc Phàm và Bàn Tử không chịu đưa tiền sẽ thu thập bọn họ một trận,
phải trả tiền, 20 vạn và vòng vàng đều là của anh ta, nhiều tiền như vậy đủ để anh ta vui vẻ một lúc. Còn Tôn Ngọc Trụ, cao hứng thì chia một chút, mất hứng không chia một đồng, Tôn Ngọc Trụ cũng không dám nói gì. Vẻ mặt Thư Băng Tuyết và người xem náo nhiệt đều trầm xuống, tên đầu bóng này là Lê Sơn, nổi tiếng là lưu manh ở đây, có mấy chục thuộc hạ, chuyên thu phí bảo kê của những quán quanh đây. Anh ta đều đã đến, nếu Mạc Phàm không trả tiền, có khả năng sẽ bị đánh một trận. Từng đôi mắt lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm và Bàn Tử. Có thể, nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên đổi nơi bàn bạc tốt hơn. Mạc Phàm không thèm để ý nói. Mạc Phàm mới mở miệng, mọi người sửng sốt. Cái gì, đổi nơi, tên nhóc này không lầm chứ, người ta tự mình muốn chết, chúng ta không cần lo lắng cho cậu ta rồi. Không ít người xem náo nhiệt còn tưởng rằng mình nghe lầm, mãi mới phản ứng kịp. Trong quán cơm có camera, cho dù Lô Sơn hung hãn cũng không dám quá phận, một khi giao video clip cho cục cảnh sát, anh ta sẽ bị bắt. Vậy mà Mạc Phàm muốn đổi chỗ khác, không phải đúng ý Lê Sơn sao? Thư Băng Tuyết sốt ruột đến mức dậm chân. Tiểu Phàm, cậu đừng kích động. Cô mới nghe Bàn Tử gọi Mạc Phàm, liền nhớ tên này. Nhiều người ở đây có không ít người có con lớn như Mạc Phàm, không có khả năng nhìn Mạc Phàm bị đám Lê Sơn đánh cho tàn phế. Người thanh niên đứng ra giúp cô lần trước bị người của Lô Sơn khích tướng vài câu, ra ngoài với đám người kia, kết quả bị đánh gần chết. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười với Thư Băng Tuyết. Không sao đâu, bà chủ. Lông mày Thư Băng Tuyết nhíu lại, tuy vẫn không yên tâm, nhưng cô luôn có cảm giác, hình như Mạc Phàm quen cô. Lỗ Sơn nhếch miệng cười. Anh ta vốn đang lo lắng không dễ làm việc ở đây. Dù sao ở đây có nhiều người, còn có camera, nhỡ đầu đầu người kia nóng lên liều mạng, đứng ra làm chứng cho hai tên này, bảo anh ta đánh người bị thương, vậy thì phiền phức rồi. Cho dù anh ta có người quen ở cục cảnh sát, cũng phải ở trong này vài ngày, mất nhiều hơn được. Tên nhóc này yêu cầu mình đổi nơi, anh ta cầu còn không được. Nhóc con, tao càng ngày càng thưởng thức mày, mày nói đi, đổi nơi nào, tùy. Mày lựa chọn. Ra cửa quẹo trái, ngõ cụt kia, ở nơi đó đi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Kiếp trước hắn bị người của Lô Sơn thu thập ở đây, té ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó đi. Thư Băng Tuyết hơi ngẩn ra, bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, đi lên ôm lấy cánh tay Mạc Phàm. Tiểu Phàm, đừng đi vào đấy, chỗ đó nguy hiểm lắm. Cô cũng biết ngõ nhỏ kia, trời vừa tối ngay cả đèn đường cũng không có, thường xuyên có người trốn bên trong chặn đường cướp bóc, còn có một số học sinh đánh nhau ở đó. Ai dám không giao phí bảo kê, người của Lỗ Sơn sẽ mang người đến đó thu thập. Có thể nói đơn giản, chỗ đó là nơi làm chuyện xấu. Bình thường có cảnh sát đi ngang qua, thấy có người đánh nhau ở bên trong không quản liền rời đi. Thư Băng Tuyết, cô gọi thân mật, ôm. Chặt như thế, còn nói hai người không có quan hệ gì. Tôn Ngọc Trụ híp mắt, cười dâm nói. Lúc này Thư Băng Tuyết mới nhận thấy ngực mình đã đè chặt lên tay Mạc Phàm, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, vội vàng buông Mạc Phàm ra, không ngừng lắc đầu với Mạc Phàm. Đừng đi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhẹ. Bàn Tử, cậu gọi món trước đi, lát nữa tôi quay về ăn, đúng rồi, cho tôi mượn. Dây chuyền vàng của cậu. Được rồi, đừng quên mang về đó, tôi cầu xin cha tôi 3 ngày, mới mua cho tôi. Bàn Tử cười nói, gỡ dây chuyền ra ném cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy dây chuyền vàng, không để ý đến Bàn Tử, đi ra cửa trong khi mọi người đang kinh ngạc. Dây chuyền vàng ở chỗ tôi, các anh muốn không? Mạc Phàm quay đầu hỏi. Lô Sơn cười, nhìn thoáng qua dây chuyền vàng trong tay Mạc Phàm, anh ta. Từng thấy người gan lớn, nhưng chưa thấy ai gan lớn như Mạc Phàm. Chỉ là cũng không thèm để ý, một đứa bé thì lợi hại bao nhiêu. Nếu dê béo đưa đến cửa, đâu có đạo lý không nhận. Anh ta quay đầu cười dâm đãng liếc mắt nhìn Thư Băng Tuyết một cái, anh ta sớm đã nghe nói Tôn Ngọc Trụ có nàng dâu rất được, không chỉ vóc dáng đẹp, khuôn mặt cũng xinh, không ngờ lại là thật. Đợi thu thập tên nhóc thối này xong, về lại đùa giỡn mỹ nữ này. Quay gì? Anh ta khoát tay, một đám người đi theo Mạc Phàm đến ngõ nhỏ. Chỉ trong phút chốc, một đám người chặn Mạc Phàm trong ngõ cụt. Nhóc con, mày có quan hệ gì với cô gái kia, có phải nhìn chúng cô gái kia không? Nếu mày đồng ý với điều kiện của tao,
đợi anh em tao cưới cô gái kia rồi, nói không chừng sẽ cho mày chơi một chút, có phải không, Ngọc Trụ? Lô Sơn vỗ bả vai Tôn Ngọc Trụ, liếc mắt ra hiệu nói. Đưa tiền chuyện gì cũng dễ nói, ha ha. Tôn Ngọc Trụ hiểu ý, cười nói theo. Lừa tiền tới tay trước đã, sau này còn không phải tùy bọn họ sắp xếp. Mạc Phàm cười, sao không nhìn ra tâm tư của hai người. Tôi và cô ấy có quan hệ gì, chắc các anh nghĩ nứt đầu cũng không tưởng tượng ra được. Xem ra vị hôn thê của tao bị mày đè rồi, vậy mày còn không nhanh trả tiền, có tin chúng tao biến mày thành thái giám, khiến nhà mày đoạn tử tuyệt tôn không? Tôn Ngọc Trụ cười nói, trong mắt hiện lên oán hận. Mẹ nó, người phụ nữ anh ta dùng tiền mua được, mình còn chưa sơ múi được gì, đã bị tên nhóc này buôn bán lời chiếm tiện nghi, đợi cầm được tiền. Không phế tên nhóc này anh ta sẽ làm cháu cậu ta. Mạc Phàm hơi híp mắt, Mạc Phàm giơ tay đưa dây chuyền vàng, lạnh lùng nói. Tiền thì tôi không có, chỉ có một sợi dây chuyền vàng, mới mượn từ chỗ bạn. Tôi, các anh muốn cứ tới mà cướp, cướp được thì của các anh. Lô Sơn nhíu mày, cười lạnh lùng, tên nhóc này bị bọn họ bao vây còn mạnh. Miệng như thế, đánh gãy tay nó trước, xem miệng nó cứng hay xương cốt cứng hơn. Năm người phía sau lấy ống tuyếp ra, lập tức đi tới, trên khuôn mặt tràn đầy khinh thường, một người trong đó nói. Nhóc con, nghe nói một trưởng của mày đánh bay Ngọc Trụ, sức lực không? Nhỏ đâu, chúng tao chơi với mày. Ầm ĩ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, không đợi người này nói hết câu. Chân khẽ dùng lực, ngay cả linh khí cũng không dùng, bóng dáng nhoáng lên một cái đến giữa năm người. Lực lượng thuần túy bùng nổ, chân như một sợi roi dài. Không đợi năm người này phản ứng kịp, đập mạnh lên người bọn họ. Năm người còn không kịp giơ ống tuyếp lên, giống như đạn bay ra khỏi nòng súng, đập mạnh vào vách tường. Rầm rầm, vách tường trong ngõ nhỏ run lên, năm người còn chưa phát ra âm thanh, mùi máu tanh tràn ngập ngõ hêm. Đám Lê Sơn lập tức sửng sốt, tươi cười trên mặt cứng ngắc. Ai cũng không ngờ tới, một đứa nhóc đánh dễ như trở bàn tay, lại lợi hại như. Vậy. Thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ, năm người này ngã xuống thế nào. Nhất là Tôn Ngọc Trụ, sắc mặt vô cùng khó coi, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Anh ta, chẳng lẽ tên nhóc này là cao thủ võ thuật? Thu phục năm người, ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm đảo qua đám người còn. Lại, các anh cùng lên đi, tôi còn phải ăn cơm. Lô Sơn nuốt nước miếng, biết hôm nay đụng phải gốc giả cứng, ý nghĩ chạy trốn xuất hiện. Đám người nghe Lô Sơn ra lệnh, cho dù hơi sợ hãi, nhưng có dây chuyền vàng làm tiền thưởng, lá gan đám người lớn hơn tiến lên đánh Mạc Phàm. Lô Sơn thấy đám người này nhào tới, không chút do dự chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Người như vậy, anh ta từng thấy rồi, cho dù nhiều người cũng vô dụng, bây giờ không chạy thì chỉ có chờ chết. Nhưng anh ta còn chưa chạy được vài bước, liền cảm thấy lạnh lẽo từ lưng dâng lên, xông thẳng đến gáy, sau đó giọng nói vang lên trước mặt anh ta. Không đánh lại còn muốn chạy, tôi cho anh chạy sao? Sau đó anh ta chỉ cảm thấy bóng người chớp lóe, một chân đá vào ngực anh ta. Cơ thể cao lớn của anh ta không phản kháng được, bay về phía sau, đập mạnh. Vào cột điện trong ngõ hẻm. Rầm, Lô Sơn trượt trên cột điện xuống, đỡ lấy lưng đau nhè răng nhếch miệng. Cũng may trên người anh ta có nhiều thịt, nếu không chắc chắn lưng sẽ bị gãy. Anh ta nhìn thoáng qua đám thuộc hạ của mình. Chỉ trong thời gian anh ta chạy hai bước, mười mấy người không một ai đứng, không phải lăn lộn trên đất thì bất tỉnh nhân sự, không biết sống chết. Sắc mặt anh ta rất khó coi, trong lòng vô cùng hối hận. Trong thời gian ngắn đánh bại nhiều người như vậy, rốt cuộc anh ta trêu chọc. Ai? Anh còn gì ngôn gì? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Lê Sơn, hỏi. Sắc mặt Lê Sơn xám như cho tàn, mắt đảo rất nhanh, bỗng nhiên mắt anh ta tỏa sáng, vội vàng nói. Đừng giết tôi có tin tức kiếm tiền nói cho cậu, chắc chắn có thể khiến cậu kiếm được nhiều tiền. Mí mắt Mạc Phàm khẽ nâng, lộ ra một chút tò mò. Quả thật hiện giờ trên người hắn không có tiền, nếu thật sự có thể kiếm tiền, nghe một lát cũng không tệ. Tin tức gì? Hôm nay có cao thủ ở nước ngoài tới Đông Hải, khiêu chiến cao thủ võ đạo thành phố Đông Hải, đã bắt đầu đặt cược, chỉ cần cậu đặt cao thủ nước ngoài thắng, chắc chắn sẽ kiếm được không ít. Đặt càng nhiều thắng càng nhiều. Lô Sơn chịu đựng đau nhức ở eo, nói thật. Người như Mạc Phàm, chắc chắn anh ta không thể trêu vào, nói không chừng nói thật còn có con đường sống.
cao thủ ở nước ngoài. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt khẽ thay đổi, Thanh Bang, Vạn Thiên Tuyệt phái tới. Tôn Hổ đã chết lâu như vậy, người báo thù cũng nên đến rồi. Ông ta khiêu chiến những người nào? Đường Khôn gia chủ Đường gia, Tần Cừu nhị thiếu Tần gia, còn cả Mạc đại sư, tối ngày mai đấu trên lôi đài, bây giờ cậu đặt cược vẫn không muộn, đến ngày mai sẽ không kiếm được tiền. Lô Sơn nói chi tiết. Long Khiếu đâu, vì sao trong số người khiêu chiến không có ông ta? Mạc Phàm nhướng mày, hỏi. Cao thủ ở nước ngoài này hơn phân nửa là tới báo thù cho Tôn Hổ, nếu không sao cao thủ nước ngoài này không khiêu chiến những người khác, lại cứ khiêu chiến cao thủ thành phố Đông Hải. Còn Mạc đại sư này, hơn phân nửa là hắn rồi. Nhưng Đông Hải có ba cao thủ nổi danh, là Đường Khôn, Tần Cừu và Long Khiếu, sao lại thiếu đi Long Khiếu, mà thêm hắn? Sáng hôm nay Long sư phụ đã bị cao thủ kia một chiêu chí mạng, bây giờ còn đang chữa trị ở bệnh viện. Lô Sơn dè dặt nói. Một chiêu chí mạng sao? Mắt Mạc Phàm nheo lại. Dù gì Long Khiếu cũng là cao thủ nội kình sơ kỳ, còn có thể đánh Tôn Hổ mấy chiêu, có thể một chiêu chí mạng, chắc chắn thực lực của đối phương hơn Tôn Hổ nhiều. Sao anh biết cao thủ nước ngoài sẽ thắng? Mạc Phàm hỏi. Một người anh em của tôi làm việc cho vương gia, nhìn thấy cao thủ nước ngoài kia, thỉnh thoảng nghe được bọn họ nói chuyện, nói cao thủ nước ngoài này là nội kình đỉnh phong. Đường Khôn và Tần Cừu đều là nội kình trung kỳ, nhưng phần lớn mọi người đều muốn Đường Khôn và Tần Cừu báo thù giúp Long Khiếu, vì tên tuổi của thành phố Đông Hải, đánh cược hai người họ thắng nhiều gấp 5 lần hai người họ thua. Lỗ Sơn giải thích, anh ta cũng không biết nội kình đỉnh phong và nội kình trung kỳ là gì, nhưng chắc chắn đỉnh phong phải lợi hại hơn trung kỳ. Vương gia, nội kình đỉnh phong. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, tiếp tục hỏi. Mạc đại sư kia thì sao? Tôi cũng không biết Mạc đại sư kia, chưa ai từng thấy, nghe nói là một cao nhân ẩn sĩ, am hiểu pháp thuật, bởi vậy thực lực cụ thể không rõ, không có danh tiếng gì ở thành phố Đông Hải, đánh cược người đó thua gấp 18 lần người đó thắng. Mạc Phàm cười chua xót, tên tuổi của hắn còn kém xa Đường Khôn và Tần Cừu nhiều. Tin tức của anh có chút tác dụng với tôi. Vậy có phải tôi có thể rời đi hay không? Trong lòng Lê Sơn vui vẻ, cười nịnh nọt đứng dậy. Đi thì có thể, nhưng để lại hai chân anh đã. Người này không tạo thành uy hiếp gì với hắn, nhưng giữ lại là tai họa đối với Thư Băng Tuyết. Ha! Sắc mặt Lê Sơn lập tức trầm xuống, không có một chút huyết sắc. Đừng, sau này tôi có thể nghe lời cậu, chuyện gì tôi cũng có thể làm, đừng đánh gãy hai chân tôi. Mạc Phàm không thèm để ý, Đường Long đại lão Đông Hải hắn đều không để vào mắt, một tên côn đồ muốn theo. Chân hắn sao? Ánh mắt hắn phát lạnh, một cước đá mạnh vào hai gối Lô Sơn. Rắc rắc, tiếng xương cốt bị gãy nát vang lên, Lô Sơn kêu thảm một tiếng, quỳ trên mặt đất chết ngất. Mạc Phàm đi đến trước mấy gương mặt quen thuộc. Rắc rắc, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay chân những kẻ kiếp trước đánh hắn đều bị giẫm nát. Cuối cùng Mạc Phàm đi đến trước Tôn Ngọc Trụ đang hôn mê. Không phải vừa rồi anh muốn giết chết tôi sao, sao bây giờ lại giả chết rồi? Hắn đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, ngất thực và ngất giả còn không cảm nhận được. Vẻ mặt Tôn Ngọc Trụ ngẩn ra, trên mặt không có chút huyết sắc, vội vàng mở to mắt, sợ giả chết bị Mạc Phàm giết chết thật. Tôi đâu dám, tôi chỉ nói linh tinh thôi. Nói linh tinh, nhưng tôi nghĩ là thật, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đừng, đừng giết tôi, đại hiệp, không phải cậu có quan hệ với bị hôn thê của. Tôi sao, cậu cứ việc mang đi là được. Tôi đảm bảo sau này không đến tìm cô ta. Gây phiền phức nữa, tặng cho cậu luôn. Tôn Ngọc Trụ cầu xin. Một người phụ nữ thì tính là gì, mạng của anh ta quan trọng nhất. Tôn Ngọc Trụ còn chưa dứt lời, mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, ánh mắt trở nên sắc. Bén. Thư Băng Tuyết là một người phụ nữ tốt, nhưng chỉ là công cụ trong mắt tên cầm. Thú Tôn Ngọc Trụ, có thể tặng bất cứ người nào, người như vậy để anh ta sống. Làm gì? Tôi cảm thấy anh chết mới không đến gây chuyện với cô ấy, cho nên anh đi. Chết đi. Không, giết người là phạm pháp, cậu không thể giết tôi. Tôn Ngọc Trụ cuống quýt kêu lên. Phạm pháp thì phạm pháp. Mạc Phàm không thèm để ý nói. Nếu hắn không làm vậy, rất có khả năng Thư Băng Tuyết còn bị Tôn Ngọc Trụ mang về nhà, Tôn Ngọc Trụ lại thua bởi đám dân cờ bạc, dẫn đến Thư Băng Tuyết bị lăng nhục, cuối cùng lựa chọn tự sát. Nếu như vậy. Vậy thì phạm pháp đi, kẻ giết người phải đền bằng mạng của.
mình. Nói xong Mạc Phàm nắm lấy cổ Tôn Ngọc Trụ, trên tay hơi dùng lực. Rắc rắc, cổ Tôn Ngọc Trụ nghiêng sang một bên, không cam lòng và sáng rực trong mắt nhanh chóng mất đi. Mạc Phàm buông cổ Tôn Ngọc Trụ ra, mới cầm điện thoại, di động vang lên, là Đường Long gọi tới. Mạc tiên sinh, người tư nước ngoài tới khiêu chiến với cậu. Đường Long trầm giọng nói. Tôi đã biết, địa điểm ở đâu? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. 8 giờ tối mai ở đỉnh Hồ Tâm, nhưng Mạc tiên sinh, chúng ta có cần chạy trốn không? Người này rất lợi hại, Long sư phụ đều bị ông ta một chiêu chí mạng. Đường Long có chút lo lắng nói. Nếu Long khiếu có thể đỡ mấy chiêu với cao thủ nước ngoài, anh ta sẽ không có gì phải lo lắng. Dù sao một quyền của Mạc Phàm thật sự quá cường hãn, một quyền phế đi Tôn Hổ. Nhưng cao thủ nước ngoài càng hung tàn, một chiêu thiếu chút nữa giết Long khiếu, nếu không phải vận khí Long khiếu tốt rơi vào trong nước, tránh được một kiếp, có khả năng bây giờ chết rồi. Mạc Phàm và cao thủ nước ngoài ai mạnh ai yếu, cũng khó biết được. Trốn sao? Mạc Phàm nhướng mày. Lại đây xử lý mấy tên côn đồ giúp tôi, sau đó anh muốn trốn thì trốn. Đường Long thấy Mạc Phàm tự tin như vậy, cũng không dám nói chuyện trốn tránh nữa. Mạc tiên sinh ở đâu, tôi lập tức dẫn người qua đó. Mạc Phàm nói địa chỉ với Đường Long, lắc đầu tắt điện thoại. Hắn mới đến trúc cơ trung kỳ, đang cần một đối thủ kiểm tra rốt cuộc sức chiến đấu của hắn thế nào, hắn vốn có chút nhàm chán, cao thủ nước ngoài này tới thật đúng lúc. Một nội kình đỉnh phong, ai mạnh ai yếu còn chưa biết, cần hắn trốn sao. Chỉ sau thời gian hút một điếu thuốc, Mạc Phàm quay về nhà ăn. Người xem náo nhiệt còn chưa tản đi hết, nhìn thấy Mạc Phàm bình yên trở về, cả đám vô cùng khiếp sợ. Đám người vừa rồi có ít nhất hơn 10, 20 người, đều là người trưởng thành cả. Mạc Phàm vào ngõ nhỏ với đám người này, Mạc Phàm đi ra, đám người này còn chưa ra. Chuyện này, cậu không sao chứ? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thư Băng Tuyết là vẻ khó mà tin, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Phàm, kinh ngạc nói. Quá khó tin, một học sinh có thể đánh nhiều người như vậy. Cho dù là người trưởng thành, một đánh hai ba người đều vô cùng khó khăn. Càng không nói đến mười mấy người, nhưng Mạc Phàm làm được rồi. Tôi không sao, bọn họ có sao, sau này sẽ không có người quay về gây phiền phức và thu phí bảo kê nữa. Mạc Phàm cười nhạt nói. Có Đường Long quan tâm bên này, cho dù Lô Sơn có tiểu đệ khác, cũng không lật nổi cành hoa. Mọi người sửng sốt, mãi mới phản ứng kịp. Việc buôn bán của bọn họ không dễ dàng, vốn là buôn bán nhỏ, giao này giao kia, giao xong không còn nhiều tiền lắm. Tiền ít đi còn chưa tính, còn bị đám lưu manh này bắt nạt, chuyện này thật sự khó có thể chịu được. Nghe Mạc Phàm nói không có người quay về thu phí bảo kê, không ít người vui vẻ, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Bọn họ nhịn đám Lê Sơn này đã lâu, cuối cùng không cần nhịn nữa. Thật tốt quá, Tiểu Tuyết, cô làm đồ ăn chưa, nếu chưa thì để bọn họ đến chỗ tôi ăn, tôi cho ăn miễn phí. Bác gái bán ma lạt thang hào phóng nói. Tôi cũng cho ăn miễn phí. Tôi cũng vậy. Một đám người tranh nhau cướp, muốn mang Mạc Phàm qua ăn cơm. Mặt Thư Băng Tuyết hơi đỏ lên, tay nhỏ nắm chặt góc áo. Đồ ăn đã nấu xong, lập tức mang lên, lần sau sẽ để bọn họ đến nhà mọi người ăn. Được rồi. Đám người này không cướp với Thư Băng Tuyết nữa, mỗi người tản ra, Mạc Phàm theo Thư Băng Tuyết vào quán com. Cậu ngồi trước đi, tôi ra sau nhìn xem. Thư Băng Tuyết mang Mạc Phàm tới bàn nhỏ Bàn Tử ngồi, đi về sau bếp. Bàn Tử thấy Thư Băng Tuyết rời đi, mắt không lớn híp lại, vẻ mặt hèn hạ biểu cảm để tiện. Tiểu Phàm, có phải cậu nhìn chúng bà chủ hay không? Giọng điệu Mạc Phàm nói chuyện với Thư Băng Tuyết, căn bản không giống như lần đầu tiên gặp mặt. Cậu nói xem. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái. Muốn tôi nói ấy à, 100% là cậu nhìn chúng bà chủ. Bàn Tử cười nói, quả thật bà chủ này rất được, không chỉ khuôn mặt tinh xảo, dáng người cũng tuyệt, cay hơn lão phụ bà nhà anh ta nhiều, trước sau lồi lõm, khi đi đường. Như chữ S di động, tính cách cũng được, chắc chắn lấy về nhà vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiều tuổi hơn bọn họ nhiều, nhưng cũng không thành vấn đề. Nếu không phải anh ta có Hoàng Giao Giao, anh ta đã suy xét đến chuyện theo đuổi bà chủ. Vừa rồi tôi không nghe rõ lắm. Cậu lặp lại lần nữa. Mạc Phàm lấy dây chuyền vàng của Bàn Tử ra,
nắm trong tay, lạnh lùng hỏi. Tôi nói, 100% là cậu nhìn trúng đồ ăn của bà chủ, đồ ăn nhà này vô cùng ngon. Bàn tử nhìn thấy dây chuyền vàng, sợ dây chuyền vàng bị Mạc Phàm biến thành cục vàng. Mạc Phàm trừng bàn tử một cái, ném dây chuyền vàng cho bàn tử. Kiếp trước từ khi hắn xông vào phòng, tắm, đưa Thư Băng Tuyết đến bệnh viện. Có một khoảng thời gian Thư Băng Tuyết tắm không khóa cửa. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, lúc này còn trẻ kích thích hắn mấy lần không nhịn được thiếu chút nữa nhào vào. Đúng rồi, Tiểu Phàm, cậu có biết chuyện có người khiêu chiến cao thủ thành phố Đông Hải không? Bàn tử đeo dây chuyền vàng lần nữa, hỏi. Mạc Phàm mới bưng chén trà lên để bên môi, bỗng nhiên dừng lại. Cao thủ nước ngoài này có danh tiếng lớn nhỉ, vậy mà bàn tử cũng biết. Cậu cũng biết. Đương nhiên tôi biết, tôi đều chuẩn bị đặt cược rồi. Bàn tử tự hào nói. Cậu chuẩn bị cược thế nào? Đương nhiên là Mạc đại sư kia. Bàn tử cười đắc ý nói. Mạc Phàm nhíu mày. Không phải cậu cược người đó thua đấy chứ? Đương nhiên cược thua rồi. Bàn tử nói chắc chắn. Mạc Phàm không nói gì, có cảm giác quen không đúng bạn. Nhưng tôi đặt một nửa người đó thắng. Khóe miệng bàn tử nhếch lên, trong mắt hiện lên gian xảo. Gần đây cuộc sống gia đình của anh ta không tệ, cha anh ta hào phóng cho anh ta 10 vạn tiêu vặt. Anh ta vốn định đi mua xổ số, ai biết nghe thấy đặt cược này, lập tức động tâm. Mí mắt Mạc Phàm khẽ nâng, bàn tử đúng là gian trá. Đánh cược hắn thua mà nói, tỷ lệ đặt cược là 1,2, đánh cược hắn thắng mà nói. Tỷ lệ đặt cược là 1,18. Nếu hắn bại bởi cao thủ nước ngoài, bàn tử không thua không thắng, nếu hắn thắng, bàn tử có thể kiếm gấp 17 lần, đây là kiếm tiền ổn định. Cậu đặt hết Mạc đại sư thắng đi, Mạc Phàm nói. Vì sao, chẳng lẽ cậu quen Mạc đại sư kia? Bàn tử tò mò hỏi. Trực giác, Mạc Phàm tức giận nói. Nói với bàn tử càng nhiều, muốn giải thích cũng không nói được nhiều, không bằng không nói. Tiểu Phàm, có phải cậu có tin tức gì đó không? Bàn tử cười gian hỏi, bản sắc thương nhân lộ ra hết. Anh ta nghe Mạc Phàm hai lần đều buôn bán lời nhiều tiền, Mạc Phàm. Mới mở miệng, anh ta liền ngửi thấy mùi tiền. Tôi đã nói với cậu rồi, có tin hay không tùy cậu. Tôi tin, quay về tôi bảo cha tôi đập vào đó ít tiền, ha ha. Mạc Phàm không nói, anh ta cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua trong tay hắn có 10 vạn cứ đập vào đó theo ý Mạc Phàm, tiền cha anh ta cũng đập vào theo sách lược của anh ta, kiếm thêm chút là được. Lúc này Thư Băng Tuyết bưng đồ ăn. Đến, nghe thấy hai người nói chuyện, xen miệng vào. Hai người đang nói chuyện gì, có chuyện tốt kiếm được tiền sao? Có thì có, bà chủ thử một chút không? Bàn tử híp mắt, nói chuyện đặt cược với Thư Băng Tuyết. Thư Băng Tuyết nghe nói là đặt cược, sắc mặt hơi đổi, lắc đầu. Nếu cô ghét nhất gì, thứ nhất là Tôn Ngọc Trụ, thứ hai là đánh bạc. Đánh bạc cha cô bán cô cho Tôn bởi vì Ngọc Trụ, em trai cô mất đi cơ hội học tập, trong nhà nợ một đống tiền đánh bạc. Bởi vì Tôn Ngọc Trụ luôn tới quấy rầy cô gần như căm thù đánh bạc tận xương. Tuy quả thật đây là cơ hội kiếm tiền, nhưng phản ứng đầu tiên của cô vẫn là từ chối. Tôi không muốn. Thật sự lời chắc không lỗ, vì sao không muốn? Bàn tử sửng sốt, khó hiểu nói. Tôi không có nhiều tiền lắm, vẫn nên thôi đi. Thư Băng Tuyết cười, lắc đầu. Bàn tử không biết Thư Băng Tuyết nghĩ Mạc Phàm biết. Gì, nhưng đây là một cuộc đánh cược, nhưng cô mở quán cơm không phải cũng là đánh cược sao? Nếu có một cơ hội, vì sao không thử, có lẽ có thể giúp cô một. Bước này, hắn và Thư Băng Tuyết từng có da thịt thân thiết, nếu như đã giúp cô diệt trừ. Tôn Ngọc Trụ, chẳng bằng đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, lại giúp cô một tay. Mạc Phàm mới nói xong, Thư Băng Tuyết hơi sững sờ, sau đó cười tự giễu. Cô chán ghét đánh cược, nhưng bây giờ sao không phải đánh cược, chỉ là phương thức khác mà thôi. Nếu có một cơ hội, quả thật đáng thử một lần. Thành công, cô không còn là con chim nhỏ bị trói buộc. Chỉ trong chớp mắt, cô đã có quyết định. Được, tôi sẽ thử. Thư Băng Tuyết cười cảm ơn Mạc Phàm. Bàn tử thấy Mạc Phàm thuyết phục được bà chủ, cười nói. Bà chủ, đợi tôi đánh cược sẽ gọi cô, kiếm được tiền đừng quên mời tôi ăn. Con, yên tâm, nếu kiếm được tiền, hai người đến chỗ tôi sẽ được ăn miễn phí. Thư Băng trong tuyết thoải mái nói.
tay cô còn 5 vạn mẹ cho gửi ngân hàng, nếu dựa theo phương thức bàn tử nói, có thể kiếm được hơn 85 vạn, đủ để giải quyết không ít phiền phức cho cô. Đúng rồi, Tiểu Phàm, vừa rồi cảm ơn cậu giúp tôi không có thứ gì tốt, cậu. Hãy nhận lấy thứ này. Nói xong Thư Băng Tuyết lấy ra một chiếc nhẫn cổ xưa, bên trên. Có khắc ký hiệu, phía trên khảm một viên đá màu lam ảm đạm không có ánh. Sáng. Nhìn thấy cái nhẫn này, mí mắt Mạc Phàm khẽ nâng, mắt sáng rực lên. Hắn không hề xa lạ với chiếc nhẫn này, kiếp trước bà chủ thường xuyên đeo trên tay. Lúc ấy hắn cũng không để ý, chỉ cảm thấy nó rất cổ xưa. Nhưng hiện giờ hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, pháp khí. Thứ khắc trên nhẫn này là chữ khắc trên đồ vật trấn phủ, tượng trưng cho thân phận, mặt trên hẳn là hai chữ M Sơn. Muốn đi vào M Sơn, nhất định phải cầm chiếc nhẫn này. Nhưng M Sơn là nơi nào, là động thiên phúc địa, hay là nơi vạn cổ hung địa, hắn đều không thể biết. Bây giờ hắn sẽ không mạo hiểm đi tìm nơi như vậy, những nơi đó không có tác dụng lớn với hắn. Có tác dụng với hắn là viên đá trên chiếc nhẫn, tên là Tu Di Thạch. Tu Di Thạch là một loại linh thạch chủ yếu luyện chế nhẫn chữ vật, bên trong tạo thành một không gian, có thể giấu đồ vật bên trong. Vậy mà trên địa cầu còn loại đá này, còn để hắn đụng phải, hắn thật sự không ngờ tới. Có chiếc nhẫn này, sau này hắn không tiện mang theo thứ gì sẽ bỏ vào bên trong nhẫn. Tuy không có ích với tu vi, nhưng lấy được một pháp khí để tu luyện, hôm nay ra ngoài một chuyến không vô ích. Bà chủ, cô lấy nhẫn này đâu ra thế? Mạc Phàm nhận lấy nhẫn, hỏi. Thư Băng Tuyết thấy Mạc Phàm có hứng thú với chiếc nhẫn này, trong lòng vui vẻ đồng thời trong mắt hiện lên chút thất vọng. Cô vốn định nếu ai có thể giúp cô, nếu không lấy đối phương làm chồng, liền đưa nhẫn này cho đối phương. Mạc Phàm nhận lấy nhẫn, không hiểu sao trong lòng cô có chút mất mát. Tuy Mạc Phàm nhỏ một chút, nhưng bất luận là diện mạo hay tính cách đều là cô. Đây là một vị đạo sĩ tặng tôi. Thư Băng Tuyết cố gắng nặn ra tươi cười nói. Cái nhẫn này cô có từ năm 12 tuổi, một vị đạo sĩ đưa cho cô, ngày đó cô ở nhà một mình, nghe thấy có người gõ cửa, liền chạy ra mở. Chỉ thấy một lão đạo sĩ tóc trắng xóa, nằm ở cửa hấp hối. Cô không hề nghĩ ngợi vội vàng đút nước cho lão đạo sĩ, lại lấy đồ ăn trong nhà đút cho lão đạo sĩ này. Không lâu sau, vậy mà lão đạo sĩ này tỉnh lai. Lão đạo sĩ nhìn cô, thở dài rồi nhẹ nhàng rời đi, chỉ để lại chiếc nhẫn, cô cảm thấy chiếc nhẫn này bất phàm, vẫn luôn mang theo người. Nhẫn này là đồ cổ sao, sao tôi thấy không khác gì đồ bán trên vỉa hè ở chợ đồ cổ nhỉ? Bàn tử thấy bộ dạng Mạc Phàm nghiêm túc, duỗi cổ nhìn thoáng qua. Chợ đồ cổ. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, nếu bàn tử đi đến chợ đồ cổ đào được nhẫn này, thật sự là phúc đức lớn của tổ tiên anh ta để lại. Cậu đến chợ đồ cổ tìm cho tôi mấy cái thử xem. Mạc Phàm tức giận nói. Chuyện này thì thôi đi, tôi đeo nhẫn chắc chắn là lúc tôi và Giao Giao kết hôn, lúc này tôi thích đeo dây chuyền vàng hon. Bàn tử chỉ dây chuyền vàng trên cổ anh ta nói. Mặt Thư Băng Tuyết hơi đỏ, chiếc nhẫn này có chỗ thần kỳ gì, cô cũng không biết, chỉ là đeo chiếc nhẫn này cô rất ít khi bị bệnh. Chiếc nhẫn này có chỗ đặc biệt gì sao? Có, đeo chiếc nhẫn này thân thể của cậu sẽ tốt hơn nhiều. Mạc Phàm giải thích, chiếc nhẫn này ẩn chứa linh khí, có ích với cơ thể. Còn chức năng chữ vật, hắn cũng không có nói bọn họ cũng không tin tưởng, dù sao hai người bọn họ không phải tu sĩ sẽ không dùng được. Như khối ngọc này sao? Bàn tử để lộ thất hồn ngọc anh ta đeo trên tay hỏi. Mạc Phàm nhíu mày, trừng mắt với bàn tử một cái. Có ngọc không đeo, muốn đeo dây chuyền vàng, cái tên này. Tôi sẽ nhận lấy chiếc nhẫn này, sau này tôi sẽ cho cô ngọc bội, sau khi cô đeo vào, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn người bình thường. Mạc Phàm nói. Cậu còn có ngọc bội khai quang sao? Thư Băng Tuyết kinh ngạc nói. Sĩ! Cậu ấy không chỉ là đạo sĩ, còn là bác bàn tử xen miệng cười nói. Lợi hại như vậy sao? Ánh mắt Thư Băng Tuyết nhìn Mạc Phàm khác thường vài phần. Còn trẻ tuổi đã lợi hại như vậy, Tôn Ngọc Trụ so với cậu ta còn không bằng đồ bỏ đi. Mạc Phàm cười nhạt, bọn họ ăn rất nhiều đồ ăn ở quán cơm nhà Thư Băng. Tuyết! Bàn tử và Thư Băng Tuyết đi đặt cược kiếm tiền, còn hắn quay về biệt thự. Linh khí trong biệt thự đã khôi phục một chút. Hắn lấy nhẫn ra, tâm niệm khẽ động, lau đi chữ vật trận pháp vốn có.
Trận pháp trên nhẫn kém gấp bội lần trận chữ vật trận pháp ở tu chân giới. Cùng là một tu di thạch, dùng pháp kia chỉ có một không gian nhỏ, nhưng đổi thành trận pháp của hắn, có thể gấp 10 lần ban đầu. Thực lực của hắn đã đến trúc cơ trung kỳ, luyện chế pháp khí càng thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng rơi vào giai cảnh. Hắn ngồi xuống liền đến ngày hôm sau. Buổi chiều ngày hôm sau, khóe miệng hắn nhếch lên, cuối cùng một phù văn đánh vào trong tu di thạch vốn ảm đạm lóe lên lam quang. Dưới lam quang, hình như có thể thấy không gian bên trong. Tâm niệm của hắn khẽ động, một không gian hơn 10 mét vuông xuất hiện trước mắt hắn. Tay hắn đảo qua trên mặt bàn, cốc nước và ấm nước trên bàn lập tức biến mất. Lại lướt qua một lát, cốc nước và ấm nước quay về bàn lần nữa, giống như ma thuật biến mất. Hắn cười hài lòng đeo nhẫn trên tay, thay một bộ quần áo, liền ra khỏi biệt. Thự đến đỉnh hồ tâm dưới chân núi. Cũng đến lúc nhìn xem cao thủ nước ngoài lợi hại biết bao nhiêu. Đỉnh hồ tâm, nơi Mạc Phàm đạp nước mà đi. Tuy luận võ được cử hành bí mật ở đây, vẫn có không ít phú hào, đệ tử thế gia. Thành phố Đông Hải biết được tin mà đến. Dù sao cũng là cao thủ nước ngoài quyết đấu với người mạnh nhất thành phố. Đông Hải, rất nhiều người muốn nhìn xem đánh giá cao thủ trong truyền thuyết. Ở đây nhiều người hơn bình thường nhiều, thế cho nên thuyền không đủ dùng. Rất nhiều người đều chờ trên bờ, xếp hàng lên thuyền. Mạc Phàm không ở trong nhóm này, trước khi tới, hành trình của hắn đã được Đường Long sắp xếp. Đón, hắn còn chưa đến bờ, một tiểu ca ra cung kính làm tư thế mời. Sinh, mời đi bên này, thuyền Mạc Tiên đã chuẩn bị xong. Tiểu ca này không phải người khác, đúng là người đưa Mạc Phàm đi gặp Lục Phi, lại tận mắt thấy Mạc Phàm đạp nước mà đi. Mạc Phàm gật đầu. Đi theo tiểu ca đến một chiếc thuyền. Lúc này trong đám người xếp hàng. Chậm như vậy, khi nào mới có thể lên đảo? Một mỹ nữ duyên dáng yêu kiều, lạnh lùng nói. Bên cạnh mỹ nữ, bốn người thanh niên nhíu mày, nóng vội cũng không có biện. Pháp, người nhiều lắm, trên cơ bản người tới đều là người có uy tín danh dự. Ở thành phố Đông Hải, không thể chen ngang. Một thanh niên dẫn đầu không lưu tâm liếc mắt nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn. Mạc Phàm, nhíu mày. Trong đám người bất luận là quần áo, hay cách ăn mặc đều mạnh hơn Mạc Phàm nhiều, Mạc Phàm trực tiếp có thuyền ngồi, bọn họ còn phải xếp hàng. Sao? Lục tiểu thư, không cần xếp hàng, bên kia có thuyền. Mỹ nữ kia nhìn theo ánh mắt người thanh niên, lông mày hơi giãn ra. Ở đây đợi không biết lúc nào mới lên được đảo, đợi bọn họ lên được vị trí gần đều bị người ta cướp, chỉ có thể đứng ở xa xem cao thủ quyết đấu. Để đại tiểu thư Lục gia ở Tây Hồ như cô đứng sao? Mạc Phàm đang định lên thuyền, bốn người thanh niên vây quanh mỹ nữ đi. Tói! Người anh em, tôi tên là Lưu Tử Hàng, Lục tiểu thư của chúng tôi muốn nhanh. Chóng lên đảo, chiếc thuyền này của cậu để cho chúng tôi chứ? Lưu Tử Hàng cao ngạo ra lệnh. Mạc Phàm nhíu mày, theo tiếng nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám Lưu Tử. Hàng! Các người nói gì? Người anh em! Có phải lỗ tai cậu có vấn đề không? Lưu thiếu chúng tôi nói cậu nhường thuyền lại, Lục đại mỹ nữ của chúng tôi muốn nhanh chóng lên đảo. Bên cạnh Lưu Tử Hàng, một người thanh niên không kiên nhẫn quát. Mạc Phàm nhìn thế nào đều không giống như kẻ có tiền, hơn phân nửa là nhân viên đình hồ tâm. Lưu thiếu bọn họ là ai? Đại thiếu gia Lưu gia ở thành phố Đông Hải, nhà mở nhà hàng, tài sản vài tỷ. Lưu thiếu bọn họ mở miệng, còn không nhanh nhường thuyền lại, giả bộ ngốc cái gì? Có thể. Mạc Phàm nheo mắt, gật đầu. Lưu Tử Hàng không ngờ thuận lợi như thế, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra đắc ý. Lục tiểu thư, mời lên thuyền. Lục tiểu thư tên đầy đủ là Lục Kỳ, là thiên kim Lục gia thành phố Tây Hồ. Không chỉ có bộ dạng như tiên tử, tài sản không chỉ gấp 10 lần Lưu gia bọn họ. Bởi vì nhà bọn họ có quan hệ hợp tác với Lục gia, anh ta mới nhận được cơ hội này, đi xem luận võ với Lục Kỳ. Nói là đi cùng, anh ta cũng chỉ muốn gần Lục Kỳ một chút. Lục Kỳ thấy Mạc Phàm nhường thuyền, khóe miệng nhếch lên, không thèm nhìn Mạc Phàm một cái, chỉ khẽ gật đầu với Lưu Tử Hàng. Nhưng không đợi bọn họ lên thuyền. Mạc Phàm tiếp tục nói. Nhưng phải đợi tôi lên đảo rồi nói sau. Mạc Phàm mới nói xong, tiểu ca phụ trách chèo thuyền nói. Mạc tiên sinh, chiếc thuyền này dành cho cậu lên đảo và rời đảo, đến trên đảo, nếu cậu chưa rời đi. Sẽ không chở người khác.
Tiểu ca này từng thấy Mạc Phàm đạp nước mà đi, cho dù không thấy, anh ta cũng là do Đường Long sắp xếp. Đừng nói Lưu Tử Hàng, cho dù cha Lưu Tử Hàng đến đây, anh ta cũng sẽ không bỏ lại Mạc Phàm, chở những người khác. Tươi cười trên mặt đám người kia lập tức cứng ngắc, sắc mặt trầm xuống. Ngay cả Lục Kỳ cũng nhíu mày, có chút bất mãn liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Lưu công tử, đây là sao vậy? Lưu Tử Hàng nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tên này nhìn thế nào cũng không giống người có tiền, vậy mà còn có thuyền riêng. Anh ta quen không ít thiếu gia, quan nhị đại, đệ tử thế gia ở thành phố Đông Hải, không có một ai họ Mạc. Mạc tiên sinh đúng không? Hay là cậu ra giá đi, tặng chiếc thuyền này cho tôi tuyệt không trả giá, thế nào? Lưu Tử Hàng cười mỉa nói. Lục Kỳ muốn nhanh lên đảo, nếu anh ta không làm chuyện này, ấn tượng của Lục gia với Lưu gia sẽ tệ hơn nhiều. Người như Mạc Phàm, quần áo và trang. Sức chưa tới 1.000, có thể mở miệng nói bao nhiêu tiền. 8 vạn 10 vạn anh ta đều đưa nổi, coi như giúp đỡ người nghèo đi. Mạc Phàm nhướng mày, nghĩ một lát nói. Vậy 1 triệu đi. Nếu bọn họ gấp như vậy, vậy thì ít đi một chút, 1 triệu được rồi. Y Tiên Bất Tử hắn không ngại nhường chiếc thuyền này, đạp nước mà đi. Cái gì? Lưu Tử Hàng sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm. Lục Kỳ nheo mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ. Một người bạn của Lưu Tử Hàng không nhịn được mở miệng mắng. Tên kia, mày muốn tiền đến điên rồi có phải không? Mày có biết cha Lưu Thiếu chúng tao là ai không? Dám bắt chẹt Lưu Thiếu chúng tao. Không phải bọn họ chưa từng đến đỉnh Hồ Tâm, bình thường ngồi thuyền lên đảo đều là miễn phí, chỉ cần thỏa mãn tiêu phí thấp nhất là 19.999. Tên hai lúa này thì hay rồi, mở miệng liền đòi 1 triệu, anh ta chưa từng thấy tên nào xấu xa như thế. Vậy cậu nói cho tôi biết, cha Lưu Thiếu các cậu là ai? Mạc Phàm cười mỉa nói. Thuộc hạ của Lưu Tử Hàng đều nhao nhao lắc đầu cười. Ngay cả cha Lưu Thiếu bọn họ là ai cũng không biết, vậy mà dám dùng công phu. Sư tử ngoạm với Lưu Thiếu bọn họ, không biết sống chết. Lưu Quốc Đống ông chủ người Giang Nam chuyên về ăn uống ở Đông Hải, cậu từng nghe thấy chưa? Lưu Tử Hàng hơi nâng cằm, cười nhạt nói. Lưu Quốc Đống. Mạc Phàm cười, sao hắn không có ấn tượng với người này? Hắn vốn định lấy khô mộc châm của Lưu Quốc Đống, sau đó luyện chế cho Lưu Quốc Đống một món pháp khí. Dù sao khô mộc châm có giá trị xa xỉ, quả thật có tác dụng với hắn. Ai biết Lưu Quốc Đống gọi điện nói không đưa khô mộc châm, cuối cùng. Vẫn ngoan ngoãn mang khô mộc châm tới. Biết. Mạc Phàm gật đầu. Vậy chiếc thuyền này. Lưu Tử Hàng cười đắc ý nói. Nếu đều nói tên cha anh ta rồi, cái tên Mạc tiên sinh dám chó này sẽ sợ thôi. Như vậy đi, bảo cha cậu tới tìm tôi lấy thuyền này. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lưu Tử Hàng lập tức sửng sốt, khuôn mặt trắng bệch như bị người ta tát mấy. Cái! Anh ta đã nói tên cha anh ta ra, mà vẫn bị tên hai lúa từ chối, rốt cuộc tên nhóc. Này là ai? Lục Kỳ thấy Lưu Tử Hàng vô dụng như vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên khinh thường, tự mình đứng ra. Mạc tiên sinh, tôi là Lục Kỳ Lục gia ở Tây Hồ, chiếc thuyền của anh có thể chở sẽ suy 6 người, nếu để chúng tôi đi cùng, tôi xét làm bạn của anh, thế nào? Lục Kỳ cao ngạo nói. Lưu Tử Hàng hơi sững sờ, trong mắt hiện lên ghen tị. Tuy thành phố Tây Hồ cách thành phố Đông Hải xa chút, nhưng thanh danh của Lâu Ngoại Lâu vang xa, cho dù thủ đô không biết, dù sao bài thơ Lâu Ngoại Lâu ở bên ngoài núi Thanh Sơn rất nổi tiếng. Lâu Ngoại Lâu này là sản nghiệp của Lục gia, Lục Kỳ thân là thiên kim Lục gia. Không biết bao nhiêu người muốn làm bạn với cô, nhất là bạn trai. Anh ta đi theo Lục Kỳ 2 ngày. Chưa từng thấy Lục Kỳ coi anh ta là bạn, vậy mà vận khí của tên nhóc này tốt như vậy, sớm biết thế anh ta đã chuẩn bị du thuyền. Mạc Phàm cười, cho dù là ai khách sáo suy xét. Một chút, cầu xin hắn đi cùng một đoạn, hắn đều có thể nhưng Lục Kỳ nhìn như cầu xin hắn, thực ra là dùng thân phận và điều kiện đè hắn. Bạn bè như vậy, Y Tiên Bất Tử hắn cần sao? Lục tiểu thư vẫn nên chậm rãi đợi đi, tôi đã có bạn gái, không cần người thứ. Ba. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vẻ mặt Lục Kỳ sửng sốt, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ánh sáng lạnh. Lục Kỳ cô là ai? Một câu xã giao nhẹ nhàng, liền có mấy trăm người xuất hiện trước mặt cô. Nếu không phải muốn nhanh chóng đi lên đảo, thấy được phong thái của cao thủ, lại không muốn trêu chọc phiền phức,
sao cô lại nói điều kiện làm bạn với một tên hai lúa? Ai biết cô lại bị từ chối, cơn thịnh nộ xuất hiện giữa đôi lông mày cô. Các anh nhìn mà làm đi. Lục Kỳ trừng Mạc Phàm đầy hung dữ, nói với đám Lưu Tử Hàng. Vừa rồi Lưu Tử Hàng còn có chút ghen tị với Mạc Phàm, bây giờ anh ta lại rất muốn cười. Lục Kỳ muốn làm bạn với cậu ta, vậy mà tên này từ chối, thật sự không biết đầu bị lừa đá, hay não bị nước vào. Nhóc con, ngay cả mặt mũi của Lục Tiểu Thư mà mày cũng không cho, có tin. Chúng tao khiến mày không lên được đảo không? Lưu Tử Hàng lạnh lùng nói, nếu tên này đã không biết điều như thế, chỉ có thể đoạt, mấy người bọn họ đều học võ từ nhỏ, còn không đối phó được một Mạc Phàm. Tiểu ca chèo thuyền ở bên cạnh nở nụ cười. Đám công tử này đúng là quen kiêu căng rồi, hoàn toàn là trông mặt mà bắt hình dong, căn bản không động não. Có thể có thuyền chuyên dụng trong hồ vũ trung, là người bình thường sao? Với thân phận của Mạc tiên sinh cần chia tay làm bạn với Lục Tiểu Thư. Cần cho bọn họ mặt mũi. Anh ta không nói ra, yên lặng nhìn đám Lưu Tử Hàng này, giống như nhìn người chết. Được đó, tôi muốn xem các cậu làm gì khiến tôi không lên thuyền được. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, cười nhạt nói. Nếu trong ba đại cao thủ Đông Hải, danh tiếng của hắn thấp nhất, vậy từ giờ trở đi, hắn sẽ khiến danh tiếng cao hơn. Lưu Tử Hàng cười mỉa muốn ra tay, một giọng nói cứng cáp có lực vang lên. Lục Tiểu Thư đúng không, đường ra chúng tôi có hai chiếc thuyền, có muốn ngồi thuyền đường ra chúng tôi lên đảo không? Lưu Tử Hàng nghe thấy tiếng nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Người mở miệng không phải ai khác, đúng là Đường Khôn gia chủ Đường gia, một trong ba đại cao thủ của thành phố Đông Hải. Đường Khôn tự mình mời Lục Kỳ lên thuyền, đủ để thấy thân phận Lục Kỳ tôn quý bao nhiêu. Lông mày Lục Kỳ khẽ nhướn lên, trên mặt đều là kiêu ngạo, lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Hóa ra là chú Đường nổi tiếng ở Đông Hải, chú Đường mời, Tiểu Kỳ cầu mà không được. Lục Kỳ cười khách sáo nói. Đường Khôn cười hài lòng, Lục gia là một trong những thế gia cổ xưa ở thành phố Tây Hồ, thực lực hơn Đường gia ông ta nhiều. Ông ta vừa nghe là đại tiểu thư Lục gia liền đi tới. Đại tiểu thư Lục gia đích thân tới thành phố Đông Hải, nếu có thể có quan hệ với Lục gia, sau này sẽ có lợi với Đường gia bọn họ. Lục tiểu thư, bọn họ đều là bạn của cô đúng không, cũng đi lên đi, thuyền của Đường gia chúng tôi có thể ngồi được, không cần xếp hàng ở đây. Đường Khôn hào phóng nói. Ngoại trừ anh ta ra, đều là bạn của tôi. Lục Kỳ chỉ Mạc Phàm nói. Ham. Đường Khôn nhìn theo ngón tay Lục Kỳ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhóc con, lại là cậu, sổ sách ngày hôm qua đợi tôi thu thập tên điên cuồng nước ngoài xong, lại tìm cậu tính sổ. Ngày hôm qua vì nhận được điện thoại khiêu chiến, ông ta liền vội vàng rời đi, không rảnh thu thập Mạc Phàm. Không tìm Mạc Phàm gây phiền phức, không có nghĩa là Mạc Phàm không có phiền phức. Chú Đường, chú quen người này sao? Lục Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Không tính là quen, có chút mâu thuẫn. Đường Khôn nói với Lục Kỳ rất nhẹ nhàng, trong mắt đều là hòa nhã. Lục Kỳ nhướn mày, khóe miệng cong nụ cười mỉa. Lên! Chú Đường, vừa rồi cháu muốn ngồi thuyền của anh ta, bị anh ta từ chối, vẫn mong chú Đường làm chủ cho Tiểu Kỳ. Cô chính là đại tiểu thư Lục gia, cho dù đến thành phố Đông Hải, há có thể để vô duyên vô cớ bị người ta làm mất mặt. Mạc Phàm có thuyền riêng, chắc chắn thân phận không phải bình thường. Chỉ sợ đám phế vật Lưu Tử Hàng cũng không đối phó được, vậy thì mời Đường Khôn ra tay. Đường Khôn là cao thủ số một của thành phố Đông Hải, lại có mâu thuẫn với Mạc Phàm, đúng lúc thừa dịp theo nước đẩy thuyền, khiến Đường Khôn thu thập Mạc Phàm. Còn có chuyện này sao? Đường Khôn lộ ra chút bất ngờ. Vừa rồi ông ta chỉ nghe có tranh cãi, lại nghe thấy tên Lục Kỳ, những chuyện khác không nghe được, ai biết Lục Kỳ có mâu thuẫn với Mạc Phàm. Mạc Phàm, chuyện ngày hôm qua tôi không so đo với cậu, cậu còn không nhanh xin lỗi Lục Tiểu Thư. Đường Khôn trầm giọng nói. Bảo hắn xin lỗi Lục Kỳ sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Nếu tôi từ chối thì sao? Vậy tôi chỉ có thể dạy dỗ cậu thay sư phụ cậu mà thôi. Đường Khôn lạnh giọng uy hiếp, ông ta vốn ghi hận Mạc Phàm, bây giờ. Mạc Phàm lại đắc tội Lục Kỳ, Mạc Phàm không xin lỗi cũng được, đúng lúc ông ta có thể thu thập Mạc Phàm, nhất cử lưỡng tiện. Đã báo thù, còn có quan hệ tốt với Lục Kỳ.
Lục Kỳ và Lưu Tử Hàng ở bên cạnh thấy Đường Khôn tranh cãi với Mạc Phàm, nhao nhao vui vẻ. Vừa rồi để tên này càn rỡ, bây giờ gặp phải Đường Khôn, xem cậu ta làm sao. Đây, chỉ dựa vào ông chắc không dạy dỗ được tôi đâu, ngay cả tỷ võ cũng không tham gia được. Mạc Phàm cười nói. Những lời này vừa nói ra, không ít người xung quanh sửng sốt. Tên nhóc này nói Đường Khôn không dạy dỗ được cậu ta. Tên nhóc này lấy đâu ra tự tin vậy? Dù gì Đường Khôn cũng là cao thủ số một thành phố Đông Hải, tên tuổi này không phải phóng đại, hàng năm số người khiêu chiến ông ta không 100 thì cũng 90, đều không thành công, sao lại không bằng một tên nhóc 16 tuổi? Lục Kỳ thở dài, người thanh niên này quá kiêu ngạo, đánh thắng đám Lưu Tử Hàng thì cô còn tin tưởng, đánh bại Đường Khôn, si tâm vọng tưởng. Tuy Đường gia không lớn, nhưng dù sao cũng là võ đạo thế gia. Há có thể nói đánh bại là đánh bại. Cho dù là cao thủ nước ngoài đánh Long Khiếu một kích chí mạng trong truyền thuyết, cũng không nhất định đánh thắng được Đường Khôn. Hô hô, nhóc con, thật sự không biết cậu lấy đâu ra tự tin, thấy cậu là hậu bối. Tôi để cậu ra tay trước, tôi muốn xem sư phụ cậu có bản lĩnh gì. Đường Khôn cười khinh bỉ nói, Mạc Phàm đều đã nói đến nước này, ông. Ta còn không ra tay, chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười. Mạc Phàm còn chưa ra tay, sắc mặt tiểu ca phụ trách chèo thuyền thay đổi, vội vàng khuyên. Đường đại sư, Mạc tiên sinh là khách quý của Đường Long Đường tiên sinh. Sắp bắt đầu luận võ rồi, mong Đường đại sư nể mặt Đường tiên sinh. Đám Lưu Tử Hàng tìm Mạc Phàm gây phiền phức, thuần túy là muốn chết. Đường Khôn muốn thu thập Mạc Phàm, thì phiền phức rồi. Anh ta phụ trách đưa Mạc Phàm đến đỉnh Hồ Tâm, tất nhiên không thể để Mạc Phàm gặp chuyện không may. Khách quý của Đường Long, Lục Kỳ hơi nhíu mày, liếc mắt đánh giá Mạc Phàm lần nữa. Lúc cô tới Đông Hải, trong nhà cũng đã cho cô biết một chút thông tin. Đường Long là đại lão hắc bạch đều ăn hết ở thành phố Đông Hải, sau lưng là Tần gia. Mạc Phàm là khách quý của Đường Long, anh ta có tư cách gì? Lưu Tử Hàng hơi sững sờ, nhanh chóng khôi phục như thường. Khách quý của Đường Long thì sao, cũng không phải là Đường Long. Cho dù Đường Long đến đây gặp Đường Khôn, cũng cần phải cung kính. Đường Long, cậu bảo cậu ta đến đây nói chuyện với tôi đi. Hai tay Đường Khôn để sau lưng, khí phách nghiêm nghị nói, không để Đường Long vào mắt. Sắc mặt tiểu ca chèo thuyền trầm xuống, không dám nói gì nữa, Đường Khôn không phải là người một tên vô danh tiểu tốt như anh ta có thể đắc tội. Đường Khôn thấy tiểu ca chèo thuyền không nói nữa, cười khinh thường, lấy Đường Long đè ông ta, không nhìn xem Đường Long có đủ phân lượng không. Con, nể mặt sư phụ cậu và Đường nhóc Long, lại cho cậu một cơ hội, cậu xin lỗi. Hay để tôi ra tay. Dù sao thu thập Mạc Phàm không dùng bao nhiêu sức lực, sẽ không chậm trễ. Chuyện luận võ. Ông nói rất nhiều lời vô nghĩa, muốn ra tay thì đến đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói, nếu Đường Khôn không muốn tham gia luận võ, muốn hao tổn ở ngay bờ hồ, hắn không ngại tiễn Đường Khôn một đoạn. Bên này vừa tranh chấp. Người xung quanh đều quên xếp hàng đi đến. Không ít người thấy sắc mặt Đường Khôn thay đổi, nhao nhao lắc đầu với Mạc Phàm. Một tên nhóc vô danh tiểu tốt, bớt nói vài câu sẽ chết sao, người ta là Đường Khôn danh chấn Đông Hải đó. Được lắm, nhóc con, tôi đánh gãy hai tay cậu trước, không phục thì bảo sư phụ cậu tới tìm tôi. Đường Khôn cười, năm ngón đánh tới, sắc bén lóe sáng kim sắc, giống như thần. Ưng từ trên trời giáng xuống, đang vồ lấy con mồi. Bỗng nhiên kình phong mãnh liệt nổi lên, thổi về phía mặt hồ. Gần đây thanh danh của Mạc Phàm lan truyền rộng rãi, thậm chí vang đến Đường gia bọn họ. Có không ít người đã hoài nghi, chắc chắn sư phụ Mạc Phàm lợi hại hơn ông. Ông ta cũng muốn đấu với người lợi hại hơn ông ta này. Nếu sư phụ Mạc Phàm trốn không ra, vậy thì đánh Mạc Phàm bị thương, ông. Ta không tin sư phụ Mạc Phàm còn không ra, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười lạnh lùng. Hiện giờ sư phụ hắn đã là cao thủ đại thừa kỳ, một ý niệm trong đầu có thể. Vượt sông, một pháp thuật bạo thiên phần có thể hủy diệt địa cầu. Một vị tiên nhân như thế, đến tìm một con kiến sao? Để sư phụ tôi tới tìm ông quá coi trọng mình rồi, ông thắng tôi trước rồi. Nói sau, Mạc Phàm cười mỉa nói, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công. Cao thủ số một Đông Hải sao, nhìn xem lượng nước lớn thế nào. Hừ, Đường Khôn thấy Mạc Phàm càn rỡ như vậy, hừ lạnh một tiếng,
lực đạo lại tăng thêm vài phần. Hai người còn chưa giao đấu, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Đường Khôn, ông bắt nạt một tên nhóc như vậy không tốt lắm đâu, muốn hai chúng ta đọ sức với nhau trước không? Khuôn mặt Đường Khôn tối sầm lại, kinh khí trên tay tản đi, lùi về phía sau, ánh mắt nhìn đám người đi tới. Không phải Lạc Gia có thù oán với Mạc Phàm sao, sao lại giúp tên cậu ta, chẳng lẽ Đường Đường là Lạc Gia ở Bắc Xuyên lại cúi đầu trước sư phụ tên nhóc này? Người tới không phải ai khác, đúng là Lạc Anh, Lạc Minh và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này mặc trang phục luyện võ, tướng mạo bình thường, vứt vào trong biển người căn bản không có người nhận ra, nhưng hai mắt sáng như vì sao. Người vừa nói chuyện là Lạc Minh. Lạc Gia chúng tôi làm việc không cần Đường Khôn ông quan tâm, ông vẫn nên chuẩn bị thật tốt nên đối phó với tên cuồng đồ nước ngoài ấy thế nào, nếu không ông không chỉ làm mất mặt người Đường Gia, còn làm mất mặt người thành phố Đông Hải. Lạc Anh nhíu mày, tiếp lời. Đường Khôn nhíu mày, chừng Lạc Anh một cái. Hừ, nếu Lạc phu nhân cố gắng che chở tên nhóc này, vậy tôi nể mặt Lạc phu nhân, nhưng tốt nhất các người bảo vệ cậu ta thật tốt, nếu không. Ha ha. Đường Khôn không nói hết lời, cười mỉa, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Lục tiểu thư, chúng ta lên thuyền đi, nếu như tôi đồng ý với cô, thì sẽ phân xử. Giúp, không có nuốt lời. Đường Khôn xoay người nói với Lục Kỳ. Lục Kỳ nhíu mày, lập tức giãn ra. Cô là đại tiểu thư Lục gia, tất nhiên không phải là người không biết thời thế. Lạc Anh là con gái của Lạc Phi tướng quân khai quốc, con dâu Tần Quỳnh tướng quân khai quốc. Bà ta ra mặt bảo vệ Mạc Phàm, chuyện hôm nay chỉ có thể tạm thời như vậy. Cho dù là Lục gia bọn họ cũng phải nể mặt Lạc Anh, chứ đừng nói Đường Khôn. Mọi chuyện đều nghe chú Đường sắp xếp. Lục Kỳ cười khôn khéo nói. Chúng ta lên thuyền đi. Đường Khôn lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, gọi mọi người đi lên thuyền. Chú Đường, Mạc Phàm này là ai vậy ạ? Thuyền vừa rời đi, Lục Kỳ tò mò hỏi. Mạc Phàm này ăn mặc bình thường. Tướng mạo cũng không tính là rất đẹp trai, lại là khách quý của Đường Long, còn được Lạc Anh bảo vệ. Cũng không có gì, chỉ là vận khí tốt bái được sư phụ giỏi, cho cậu ta một phương thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, cứu được con trai Lạc Anh mà thôi. Đường Khôn khinh thường nói. Chẳng trách. Lục Kỳ lập tức thoải mái. Tuy Super Sir không lan truyền tới thành phố Tây Hồ, nhưng cô cũng biết. Nếu vì nguyên nhân này thì dễ lý giải, quả thật chỉ là vận khí tốt. Loại chuyện này đặt lên người ai đều như vậy. Vừa rồi cô còn có chút hứng thú với Mạc Phàm, bây giờ thì tràn đầy thất vọng. Người như Mạc Phàm, dựa vào vận khí lan truyền thanh danh nhiều lắm, cơ bản đều giống như nhau, mới đầu không ai bì nổi, đợi không còn vận khí sẽ tệ hơn, uổng phí vận khí tốt như thế. Nếu cho cô vận khí tốt này, chắc chắn sẽ khác rồi. Trên bờ, Mạc Phàm liếc nhìn Lạc Anh một cái, cuối cùng ánh mắt nhìn người. Đàn ông trung niên, Tiên Thiên Tông Sư, người đàn ông trung niên này ngoại trừ lực tinh thần vượt qua người thường rất nhiều, toàn thân như được linh khí vây quanh, nội khí đã cường đại đến mức có thể tỏa ra ngoài, theo ông ta hít thở, đám linh khí này cũng co rụt lại theo. Cho dù bây giờ có đạn, cũng không làm người này bị thương. Thân hợp với hành, khí hợp với thần, tâm thần hợp nhất, Tiên Thiên Tông Sư. Nhóc con, ánh mắt cậu không tệ, vậy mà có thể nhìn ra tu vi của tôi. Người đàn ông trung niên rất bất ngờ, nói. Vừa rồi Đường Khôn cũng không nhìn ra, không ngờ lại bị đứa nhỏ này nhìn ra được. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, cảm ứng vượt qua người thường, không nhìn ra mới không bình thường. Nếu không còn chuyện gì tôi đi trước. Lạc Anh nhíu mày, đôi tay trắng như phấn nắm chặt. Mạc Phàm, tôi vừa giúp cậu rồi, cậu không định nói cho tôi biết sốt của cậu muốn gì sao? Chuyện này hành hạ bà ta sắp điên rồi, cả đời này bà ta không nợ ai cái gì, bây giờ lại nợ Mạc Phàm một thứ, bà ta còn không biết là thứ gì. Bà cảm thấy tôi nên cảm ơn bà sao? Mạc Phàm nhướng mày, lạnh nhạt hỏi. Nếu không phải Lạc Anh ngăn cản, bây giờ Đường Khôn đã không ở trên thuyền, mà ở trong hồ. Cảm ơn thì không cần, cậu cũng gặp cao thủ tiên thiên của Lạc gia chúng tôi rồi đó, tôi cho cậu thời gian một đêm suy nghĩ. Nếu cậu vẫn không định nói cho tôi biết cậu muốn gì, thì đợi cao thủ tiên thiên nhà tôi tới cửa đi. Lạc Anh cắn răng nói. Bà ta không muốn tốn nhiều thời gian với Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm không chịu nói, thì ép cậu ta phải nói. Bà ta không tin cao thủ tiên thiên. Không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Ha!
Mạc Phàm liếc Lạc Anh một cái, cười nhẹ. Tôi cũng nhắc nhở bà một câu, chỉ cần không phải nợ mạng, nợ ân tình của tôi cũng không phải là một chuyện xấu, rất nhanh bà sẽ hiểu rõ. Lạc Anh ngẩn người, lông mày nhíu chặt lại. Sắc mặt người đàn ông trung niên bên cạnh hơi trầm xuống. Tiểu thư, tên nhóc này vô lễ với bà như vậy, hay là tôi dạy dỗ cậu ta trước? Tên nhóc này dám vô lễ với đại tiểu thư Lạc gia, thật sự không biết sống chết. Tuy Mạc Phàm có thể nhìn thấu tu vi ông ta, nhưng thực lực có thể đánh đồng. Được sao? Chỉ cần một câu của Lạc Anh, dựa vào bản lĩnh tiên thiên tông sư có thể bật. Hơi như kiếm, nắm khí thành binh, dạy dỗ Mạc Phàm lặng yên không tiếng động chắc chắn không thành vấn đề. Lạc Anh do dự, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ. Không cần, chúng ta đi, chuyện chính quan trọng hơn. Nói xong bà ta lại nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu suy nghĩ kỹ đi, cậu chỉ có một đêm, nếu không đến lúc đó tôi. Không muốn thu thập cậu, nhưng chưa chắc cao thủ tiên thiên của Lạc gia sẽ. Nghe, người đàn ông trung niên kia ngầm hiểu, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Ba người nhanh chóng lên thuyền, đi đến đỉnh Hồ Tâm. Mạc Phàm không thèm quan tâm, cũng đi lên thuyền nhỏ. Mạc tiên sinh, có cần nói với Đường tiên? Sinh, để anh ấy chuẩn bị không? Tiểu ca chèo thuyền lo lắng nói. Lúc này chỉ mới một lát, không chỉ Lục gia ở thành phố Tây Hồ, Đường gia Đông Hải, Lạc gia Bắc Xuyên biểu hiện địch ý với Mạc Phàm, tất cả đều không phải là nhân vật dễ chơi. Không cần. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nếu Đường Long có thể quản được, vậy thì không phải là Đường Long tiểu ca chèo thuyền cũng chỉ nói như vậy, nên nhắc nhở đã nhắc nhở rồi, Mạc Phàm không nghe anh ta cũng không có biện pháp. Chỉ trong phút chốc, thuyền đã đến đỉnh Hồ Tâm. Bởi vì vừa rồi chậm trễ không ít thời gian, ở đây đã tụ tập không ít người, thành phố Đông Hải, thậm chí các nhân vật nổi tiếng ở thành phố gần đây cũng. Đến, Tần gia, Đường gia, Vương gia, Lưu gia ở Đông Hải, Lý gia, Trương gia, Tiền gia Nam Sơn, Long gia Bắc Xuyên. Trong đình Hồ Tâm dựng một lôi đài tạm thời, Đường Khôn đã ở bên trên. Xung quanh lôi đài ngồi đầy thế lực khắp nơi. Trên đất trống xung quanh đình, đứng đầy phú nhị đại và đệ tử thế gia, một. Đám người kiễng chân lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài, đợi cao thủ tuyệt. Đình quyết đấu, mãi mà không thấy cao thủ nước ngoài trong truyền thuyết xuất hiện. Lý Hưng, không phải cao thủ nước ngoài cậu mời đến không dám tới đấy. Chú, Lưu lão Lưu gia nhướng rượu thế gia đang phẩm trà, cười mỉa hỏi Lý Hưng trong đình. Cao thủ nước ngoài là Lý Hưng mời đến, không phải là bí mật gì với bọn họ. Nhưng Đường Khôn đã đợi trên lôi đài lâu như vậy, mà không thấy cao thủ nước ngoài xuất hiện, không phải lâm trận luống cuống đấy chứ. Lưu lão mới mở miệng, người thành phố Đông Hải ở xung quanh đều cười đắc ý. Nhất là người Đường gia, càng đắc ý hơn. Tôi thấy có khả năng này. Khóe miệng Đường Khôn nhếch lên, kiêu ngạo nói. Ông ta so tài với hơn 1000 cao thủ, không ít người lâm trận luống cuống. Hơn phân nửa tên cuồng đồ nước ngoài này cũng vậy. Trong đình Lý Hưng và Chu Trường Hoàng đang tươi cười lập tức cứng đờ, sau đó khôi phục như thường. Lưu lão đầu, đừng có gấp, cao thủ đều lên sân khấu cuối cùng, đợi lúc nữa chắc chắn sẽ khiến các ông khiếp sợ. Lý Hưng, ý của ông là tôi không bằng cuồng đồ nước ngoài kia. Trên lôi đài, mắt Đường Khôn nheo lại, ánh mắt phát lạnh nói. Đường Khôn, ông có thể lý giải như thế. Lý Hưng dựa vào ghế bành trong đình không sợ hãi cười nói. Đường Khôn là người số một Đông Hải, thực ra có khả năng công phu không bằng Tần Cừu, chỉ là Tần Cừu không thích so tài với người ta mà thôi. Nhưng cũng vì danh tiếng của Đường Khôn cao hơn, đúng lúc có thể giúp bọn họ kiếm được số tiền đặt cược lớn. Lý Hưng, tôi nghe nói mấy ngày trước ông dở trò ở thành phố Đông Hải, thiếu chút nữa lừa đám Lưu lão, đợi luận võ kết thúc, chúng ta sẽ tính toán món nợ này. Đường Khôn trầm giọng nói. Tuy ông ta không tham gia hội đấu giá, nhưng biết sơ qua, trước đó có người. Nhờ ông ta dạy dỗ Lý Hưng, ông ta đã nhận tiền đặt cọc rồi. Đợi ông còn sống hãy nói. Lý Hưng không hề lo lắng, cười nói. Lý Hưng, ông rất coi trọng cao thủ ông mời tới nhỉ, đừng nói lúc nữa bị Đường sư phụ chúng tôi một quyền chí cho dù đánh thắng được Đường sư phụ mạng, chúng tôi, xem hôm nay ông rời đi thế nào. Tần Trách cười mỉa nói. Hội đấu giá lần trước ở Rio thành phố Đông Hải, ông ta mang ít người, không? Thể làm gì Lý Hưng? Luận võ lần này ở ngay trung tâm thành phố Đông Hải,
Ông ta đã bảo Đường Long sắp xếp nhân thủ, bất luận thắng thua đều bắt Lý Hưng. Sắc mặt Lý Hưng, Chu Trường Hoàng, còn cả Vương Thiên Tước trong đình bên cạnh đều trầm xuống, hung dữ trừng Tần Trách một cái, trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng. Nơi này là địa bàn của Tần Trách, nếu không phải Tôn Vũ từ nước ngoài tới yêu cầu, chắc chắn bọn họ sẽ không lựa chọn luận võ ở đây. Các ông đợi đấy, chắc chắn Tôn Đại Sư sẽ đến. Lưu Lão, Đường Khôn cho Tần Tránh ánh mắt cảm ơn, đắc ý trên mặt đám người càng đậm hơn. Tôi thấy cậu ta sẽ không đến đâu. Lưu Lão cười nói. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm truyền đến. Các ông tìm tôi. Mọi người sửng sốt, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Không biết ai kêu lên một tiếng. Mọi người nhìn trong hồ. Mọi người nhìn theo người kia nói, chỉ thấy trong ao sen, bọt nước kêu ừng ực lật chuyển về phía trước, càng ngày càng nhiều, giống như nước bị đun sôi. Một bóng đen nhanh chóng xuất hiện, càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng rõ. Bất chợt rầm một tiếng, cột nước trong ao sen dài một thước như suối phun, phun về phía trước, trực tiếp bay lên cao hơn 10 thước. Trong nước, một bóng đen lộn trong không trung một lát, như sao băng rơi xuống lôi đài trên ao sen. Rầm, một tiếng thật lớn, bóng đen rơi xuống lôi đài. Mấy gốc thép chống đỡ lôi đài ngàn cân chìm xuống, kình phong mãnh liệt nổi lên, tạo ra bọt nước bay bốn phía. Gạch chéo ngược. Bốp. Bọt nước đánh vào mặt Lưu Lão cách lôi đài gần nhất. Đình Hồ Tâm vốn vô cùng náo nhiệt, trong chớp mắt cũng yên tĩnh lại, không ai nói chuyện. Người này ở dưới nước, chẳng lẽ là đang luyện công? Có một số cao thủ vì tìm kiếm đột phá, thỉnh thoảng luyện công trong điều kiện khắc nghiệt, dưới nước là một. Bọn họ đã đến hơn 3 tiếng, vẫn chưa thấy ông ta thò đầu ra. Chẳng lẽ người này ở dưới nước hơn 3 tiếng? Đây là người sao? Vừa rồi đám Tần Trách, Lưu Lão, Đường Khôn còn vô cùng đắc ý, cuối cùng cũng không cười nổi. Tần Trách không nói đây là thành phố Đông Hải nữa, có cao thủ như vậy, cho. Dù là thành phố Đông Hải thì sao? Sắc mặt Đường Long trắng bệch, vô cùng lo lắng. Người nước ngoài phái tới báo thù cho Tôn Hổ quá lợi hại, lần này xong rồi. Anh ta nhìn bốn phía, hy vọng nhìn thấy bóng dáng Mạc Phàm. Cạnh Lạc Anh cũng thay đổi sắc mặt. Nội kình đỉnh phong lợi hại thật, trong chớp mắt, sắc mặt những người đứng bên thành phố Đông Hải vô cùng khó coi. Trong lòng những người đặt cược Đường Khôn và Tần Cửu trầm xuống, thầm nghĩ xong rồi. www.xmmaketglobal.com Lưu Lão của Lưu gia bị nước bắn tung tóe. Đầy mặt, lúc này miệng há to, vẻ mặt khó mà tin. Tên cuồng đồ này là người sao? Lần này phiền phức lớn rồi. Nếu bọn họ bị đánh bại, có khả năng sau. Này thành phố Đông Hải không là thiên hạ của bọn họ, mà là thiên hạ của Lý Hung. Trong đám người, Mạc Phàm hơi nheo mắt, trong mắt lộ ra hàn quang. Đám Lý Hưng rất vui vẻ, có bản lĩnh này, cho dù Tần Trách phái hơn ngàn người ngăn cản bọn họ thì sao chứ? Tôn Đại Sư, cuối cùng ông cũng đến. Lý Hưng và Chu Trường Hoàng vội vàng đứng dậy tiếp đó. Vương Thiên Tước cũng không che giấu nữa, đứng dậy hành lễ với Tôn Vũ. Tôn Vũ không thèm nhìn ba người này, hai mắt như ngọn lửa nhìn chằm chằm Đường Khôn, trên khuôn mặt lãnh khốc không có chút biểu cảm, lạnh như dao. Ông là người số một Đông Hải, Tôn Vũ lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt Đường Khôn ngẩn ra, ông ta cách Tôn Vũ gần như thế, bị người này nhìn chăm chú, ông ta có cảm giác như bị ma thú khóa chặt, không hiểu sao tâm. Thần bất an. Ông ta vội vàng vận chuyển nội kình, thở mấy hơi dài, lúc này mới giảm bớt. Chính là tại hạ, xin hỏi các hạ là ai, sư thừa là người nào? Đường Khôn nho nhã lễ độ, ôm quyền nói. Tên của tôi ông không xứng biết, tên của sư phụ tôi ông càng không có tư. Cách biết, nhìn ông luyện võ không dễ, tự đánh gãy hai tay, cút xuống đi. Tôn Vũ khinh thường nói. Đường Khôn ngây người, lông mày nhíu chặt. Từ bản lĩnh Tôn Vũ luyện công dưới nước, cùng với lực đạo Tôn Vũ hạ xuống. Hơn phân nửa ông ta không phải đối thủ của Tôn Vũ. Nhưng dù sao ông ta cũng là số một Đông Hải, vứt công không thua người. Ông là ai, vậy mà dám nói chuyện với gia chủ nhà tôi như vậy? Một đệ tử Đường gia không nhìn được, chỉ Tôn Vũ nói. Tôn Vũ nhíu mày, ánh mắt phát lạnh, tay vỗ mạnh xuống, nước trong hồ lập tức bắn cao hơn một thước. Bàn tay ông ta vỗ vào bọt nước mỏng manh lập tức biến thành một thủy kiếm, nhanh chóng kéo dài trong không trung,
trở nên sắc bén, chém về phía đệ. Tử Đường Gia mới mở miệng nhanh như tia chớp. Không đợi Đường Khôn phản ứng kịp. Vèo, thủy kiếm đâm xuyên qua yết hầu đệ tử Đường Gia kia. A, hai mắt đệ tử Đường Gia mở to, hai tay ôm yết hầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin, ngã về phía sau. A Báo, tỉnh lại đi. Trong đình Đường Gia là tiếng la khóc. Bầu không khí trong đình Hồ Tâm lại nghiêm trọng hơn vài phần. Đám Tần Trách, Đường Long, Lưu Lão nuốt nước miếng, may mà sau khi tôn. Vũ tới bọn họ không nói gì, nếu không người gặp chuyện không may chính là. Bọn họ, ánh mắt không ít người nhìn Tôn Vũ nhìn tử thần. Giống như vỗ lên mặt nước thành kiếm, ngưng tụ binh giết người, quá lợi hại rồi. Khóe miệng đám Lý Hưng nhếch lên, nhìn nhau cười, xem ra hôm nay không. Cần lo lắng, ánh giận, mắt Đường Khôn dữ dằn. Lộ ra lửa thực lực của ông ta không bằng Tôn Vũ, nhưng trơ mắt nhìn hậu bối bị người ta giết chết, sao ông ta không tức giận, hơn nữa người bị giết là cháu ông ta. Có phải các hạ hơi quá đáng hay không, người luận võ với ông là tôi, vì... Sao ra tay hại người thân của tôi? Đáng, ha ha, nếu ông không tự đánh gãy hai tay, ông sẽ có kết cục. Quá cậu ta! Nhu Tôn Vũ cười mỉa nói. Đường Khôn nắm chặt tay, áo bảo lập. Tức lay động. Nếu các hạ tự tin như vậy, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Chân ông ta khẽ động, lôi đài lập tức chấn động, phát ra âm thanh ong ong. Nhảy lên cao, gần như chỉ trong chớp mắt, đã đến người Tôn Vũ. Trước năm ngón tay nắm chặt, kinh khí điên cuồng dũng mãnh lao vào quả đấm, một chiêu lợi hại nhất trong quyền Đường Gia, phục hổ, đánh về phía ngực Tôn Vũ. Một cơn cuồng phong xuất hiện với quả đấm của Đường Khôn, ẩn ẩn mang theo tiếng sấm. Thanh thế vô cùng kinh người, người đứng gần sẽ cảm thấy dưới chân không ổn định. Một quyền vừa đánh ra, mắt không ít người sáng lên, bất luận là thanh thế hay tốc độ đều không tệ, Tôn Vũ căn bản không phản ứng kịp. Đường sư phụ uy vũ. Dầm, quả đấm đánh vào người Tôn Vũ, gần như tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Sao lại thế này? Vừa rồi tên châu bò Tôn Vũ hò hét, vỗ lên mặt nước thành kiếm, ngưng tụ binh khí giết người. Lại bị một quyền của Đường Khôn đánh trúng. Xoẹt, trang phục luyện võ màu đen trên người Tôn Vũ lập tức rách ra thành mảnh nhỏ, bay tán loạn bốn phía, lộ ra đầy vết sẹo khủng bố trên cơ thể màu đồng của Tôn Vũ. Chuyện này, tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ sao? Sắc mặt đám Tần Trách lập tức dịu đi không ít, đều nở nụ cười. Tên cuồng đồ nước ngoài này cũng chả là gì, ngay cả quả đấm của Đường sư phụ cũng không trốn thoát. Công phu thiên hạ. Phô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Tôn Vũ không nhanh bằng Đường Khôn, cho dù ông ta lợi hại đến mấy cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Đám Lý Hưng cũng sửng sốt, đây là tình huống gì thế? Chỉ có hai người ở đây nhìn ra. Một là Tiên Thiên Tông Sư bên cạnh Lạc Anh, ông ta khẽ nâng mí mắt, ngạc nhiên nói. Người này không chỉ là nội kình đỉnh phong, còn là Hoành Luyện Đại Sư. Vẻ mặt Lạc Anh ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi. Hoành Luyện Đại Sư, không phải là tu luyện cơ thể đến cực hạn đấy chứ? Tu võ chi đạo đó là quá trình tu nội luyện ngoại, nội tu nội kinh, ngoại luyện thân thể. Cơ bản đa số võ giả đều tu nội công là chính, phụ dùng võ kỹ và mật pháp, nội công thành công đồng thời cơ thể cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Nhưng có một số người ngoại trừ tu nội công, còn siêng năng với ngoại công. Những người này tu luyện ngoại công đến mức tận cùng, đó là Hoành Luyện Đại Sư. Loại võ giả này, không chỉ được xưng có cơ thể kim cương bất hoại, còn có sức lực vô cùng mạnh. Nghe nói thời kỳ kháng chiến, một đám quỷ xông vào một sơn thôn nhỏ đốt giết cướp đoạt. Lúc ấy một người đàn ông trong thôn tên là Mông Hãn vì ra ngoài săn thú mà tránh được một kiếp. Đợi anh ta mang một con gấu cao bằng người về, phát hiện vợ bị lăng nhục đến chết, con trai bị chém đầu. Anh ta cầm lấy một cây đao chạy tới doanh trại quỷ đấu đá lung tung. Một doanh trại 500 người, toàn bộ bị chém thành hai. Đạn bắn vào người anh ta, đều không bắn vào được. Đổi thành Tiên Thiên Tông sư bình thường, chắc là sớm nội kình khô kiệt mà chết, sau đó anh ta rời khỏi doanh trại. Cuối cùng thành một mãnh tướng trên. Danh nghĩa của Lạc Gia, những cao thủ tiên thiên tà đạo bị Lạc Gia đánh chết ở thành phố Bắc Xuyên, 10 người thì 5 người do Mông Hãn đánh chết. Ở đây xuất hiện một Hoành Luyện Đại Sư, chuyện hôm nay không đơn giản như vậy. Cách đó không xa, hai mắt Mạc Phàm cũng sáng lên. Luyện thể, có chút thú vị. Trên lôi đài,
Đường Khôn vốn lộ vẻ bất ngờ, sau đó khóe miệng nhếch lên. Tuy đã chết một đứa cháu trai, nhưng có khả năng ông ta sắp giành trấn Giang Nam. Các hạ cũng thường thôi, tôi chỉ dùng một nửa tốc độ, ông đã không chắn được, xem ra người muốn chết là ông. Đường Khôn đắc ý nói. Mặt Tôn Vũ không chút thay đổi, nhìn quả đấm của Đường Khôn, trong mắt đều là thất vọng. Số một Đông Hải chỉ như vậy, Đông Hải cũng không có cao thủ gì. Nghĩ vậy, Tôn Vũ không dây dưa với Đường Khôn nữa. Chỉ dựa vào chút sức lực ấy của ông, còn muốn giết tôi. Tôi đã trúng một quyền của ông cũng thử một quyền của tôi xem. Nói xong cơ thể bất động của ông ta bắt đầu chuyển động như tia chớp. Tốc độ một quyền không nhanh, nhưng giống như thêm dầu vào lửa. Sắc mặt Đường Khôn thay đổi, một quyền của ông ta đánh vào người Tôn Vũ căn bản không tạo ra thương tổn gì. Không có khả năng. Bình thường một quyền của ông ta đánh xuống, cho dù một người như tảng đá cũng bị nghiền nát. Vậy mà Tôn Vũ không sao, cơ thể ông ta còn là cơ thể người sao? Chẳng lẽ là hoành luyện? Ông ta không nghĩ nhiều nữa, một quyền rời núi lấp biển của Tôn Vũ đã đánh tới. Ông ta nén kinh khí xuống chân vội vàng lùi lại, không có tâm tư đấu tiếp. Cao thủ hoành luyện, cho dù là nội kình sơ kỳ, cũng không phải là đối thủ của ông ta. Muốn chạy, ông chạy được sao? Tôn Vũ cười lạnh lùng, nhảy lên trước. Chỉ trong chớp mắt liền đuổi kịp Đường Khôn. Tốc độ đâu chỉ nhanh hơn Đường Khôn một chút. Vừa rồi chỉ muốn thử xem thực lực của Đường Khôn, không hơn. Nhìn quả đấm như khối sắt, sắc mặt Đường Khôn thay đổi. Tôi chịu thua, tôi chịu thua. Mới đầu ông ta còn cảm thấy thực lực của Long Khiếu không đủ, mới bị Tôn Vũ này một kích chí mạng. Nhưng bây giờ ông ta sai rồi, đổi lại là ông ta cũng như vậy. Chịu thua cũng được, nhận một quyền của tôi rồi nói sau. Tôn Vũ cười lạnh lùng, một quyền đánh về phía đầu Đường Khôn. Đồng tử Đường Khôn co rụt lại, sắc mặt trắng bệch. Hai tay đan chéo để trước người, nội kình điên cuồng rót vào trong hai tay. Ram, rầm rầm, như miếng sắt rơi xuống đất, Đường Khôn bay ra ngoài, hai tay bị đấm gãy, dưới nắm đấm của Tôn Vũ không thể gãy hơn nữa. Dù vậy Tôn Vũ không dừng tay, không đợi Đường Khôn bay xa, ông ta bay lên, một cước đánh vào ngực Đường Khôn. Đường Khôn chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế, nổi giận gào lên một tiếng, dùng một cước toàn lực đánh Tôn Vũ. Răng rắc, tiếng xương gãy trên đùi Đường Khôn vang lên, Đường Khôn bất chấp những chuyện này. Mượn lực trên chân Tôn Vũ bay nhanh về phía sau, như cọng rơm bay trên không trung. Bùm, Đường Khôn rơi vào trong hồ vũ trung, gợn sóng nổi lên. Trên đỉnh hồ tâm, xung quanh lặng ngắt như tờ. Đường Đường là người giỏi võ số một Đông Hải, một quyền đánh lên người đối phương, như một đứa bé 3 tuổi đánh người lớn. Chuyện này cũng thôi đi, một quyền một cước bị người ta đánh gãy tay chân, đá vào trong hồ vũ trung. Hơn nữa cả quá trình còn chưa đến nửa phút. Chuyện này, rốt cuộc là Đường Khôn quá yếu, hay là người từ nước ngoài tới quá mạnh? Người Đường gia thấy Đường Khôn rơi xuống nước, nhanh chóng thèo thuyền đi cứu, chỉ trong phút chốc, cả người Đường Khôn đầy nước, vô cùng chật vật được kéo lên. Không ít thanh niên vây xem nhìn Đường Khôn, lại nhìn Tôn Vũ, vô cùng hâm mộ. Tôn Đại Sư thật lợi hại. Tôn Đại Sư, ông nhận đồ đệ không Tôn Đại Sư, muốn làm đồ đệ của ông cần điều kiện gì? Người đứng đầu Đông Hải đã bị đánh bại, còn thi đấu làm gì nữa? Tần Cừu không tới, Mạc Đại Sư kia không biết là ai. Trông cậy vào hai người vô dụng kia, không bằng đứng về phía Tôn Đại Sư. Nếu có thể trở thành đồ đệ của Tôn Đại Sư, học được 1/10 bản lĩnh của Tôn Đại Sư, sau này có thể tung hoành ở Đông Hải. Ngay cả Lưu Tử Hàng và Lục Kỳ vừa xung đột với Mạc Phàm, trong chớp mắt. Đã quên bọn họ ngồi thuyền Đường ra tói. Tôn Đại Sư tôi là người của Lục Gia ở Tây Hồ. Tôn Đại Sư tôi là người của Lưu Gia ở Đông Hải. Trong đình, sắc mặt đám Tần Trách Lưu lão vô cùng âm u, gần như có thể vặn ra nước. Bọn họ tốn không ít tiền trên người Đường Khôn, thua còn chưa tính. Bị thua, sau này bọn họ chỉ có thể cúi đầu ứng xử trong thành phố Đông Hải. Mặc Lý Hưng tung hoành ở đây. Có khả năng cả thành phố Đông Hải không còn là địa bàn của bọn họ, mà là thiên hạ của mấy người từ ngoài đến. Lý Hưng nhìn Đường Khôn như chó rơi xuống nước, lại nghe thanh niên Đông Hải tranh giành nhau, đắc ý trên mặt càng nồng đậm. Vốn tưởng rằng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, ai biết Tôn Vũ cường hãn như vậy,
trực tiếp đánh lòng người thành Đông Hải hoảng sợ. Phố hô hô, sảng khoái. Chu Trường Hoằng vốn có chút lo lắng. Lúc này lông mày cũng giãn ra, thưởng thức trà thơm. Vương Thiên Tước còn nâng chén với Chu Trường Hoằng, chuẩn bị chúc. Mừng! Trận đầu Tôn Đại Sư chúng tôi thắng, trận thứ hai, còn ai muốn đi lên thử? Không! Lý Hưng đập bàn đứng dậy, đắc ý nói. Ba chữ còn có ai truyền đi rất xa. Theo Lý Hưng nói, ánh mắt Tôn Vũ lạnh như dao đảo qua xung quanh. Đến chỗ nào, ánh mắt mọi người đều nhanh chóng lảng tránh, không dám nhìn thẳng. Đường Khôn đều bị thua thảm hại như vậy, người nào dám đi lên là tự tìm đường chết. Lúc trước còn có người muốn dạy dỗ tên cuồng đồ nước ngoài, lúc này đã sớm vứt ra sau đầu. Lý Hưng thấy không ai dám ra ứng chiến, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt tràn đầy đắc ý nhìn Tần Trách. Tần lão nhị, chẳng phải Tam đệ ông là đối tượng Tôn đại sư khiêu chiến sao, sao còn chưa tới, chẳng lẽ người Tần gia các ông sợ Tôn đại sư chúng tôi, chuẩn bị làm rùa đen rút đầu. Nếu Tôn Vũ ở đây, vậy có cửu báo cửu, có oán báo oán, qua thôn này chưa chắc đã có quán như vậy. Sắc mặt Tần Trách, Đường Long trầm xuống, Lạc Anh cũng nhíu mày, mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn Lý Hưng. Bà ta gả vào Tần gia, coi như là người Tần gia, tất nhiên không thể để Tần gia bị nhục nhã. Tuy cao thủ Tần gia không nhiều, nhưng tọa trấn ở thành phố Đông Hải đến nay, ai dám nói như vậy với Tần gia bọn họ. Lý Hưng, ông đừng càn rỡ, Tam đệ tôi có việc không ở Giang Nam, nếu Tam đệ tôi ở đây, chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của ông đã là người chết, đâu ở đây dương oai. Tần Trách tức đến mức cắn răng nói. Miệng ông ta thì nói vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ. Thực lực của Tần Cửu Tam đệ ông ta không kém Đường Khôn nhiều, cao cũng không đến đâu, đấu với Tôn Vũ này chỉ có đường chết. À, phải không, Tần gia thật uy phong. Lý Hưng không giận trái lại rất vui vẻ, nói với Tôn Vũ ở phía xa. Tôn đại sư, Tần Cửu ông khiêu chiến không đến, ông xem chuyện này làm sao đây? Tôn Vũ nhíu mày, rời mắt nhìn đình Tần gia, liếc mắt nhìn đám Tần Trách đầy khinh bỉ. Nếu ông ta không có ở đây, họ Tần các người ra một người đi, nếu không để bà ta ngủ với tôi một tối là được. Tôn Vũ chỉ Lạc Anh nói, trong mắt hiện lên nóng bỏng. Hôm nay Lạc Anh mặc áo liền với quần dài, eo thon nhỏ đầy một nắm tay có đeo một đai lưng bằng vải màu đen, đai lưng đơn giản khiến thân thể bao bín của bà ta phân biệt rõ ràng, bên trên không lớn không nhỏ nhô lên hoàn mỹ, phía dưới mượt mà khít khao, dáng người đấy đã sớm làm không ít thanh niên nhiệt huyết máu nóng sục sôi. Ngoại trừ dáng người và khuôn mặt, trên mặt Lạc Anh có khí chất cao quý, lại càng khiến người ta sản sinh ra dục vọng chinh phục. Đương nhiên tán gái càng khó lấy được đến tay, càng có cảm giác thành tựu, càng sảng khoái. Tôn Vũ đã nhìn ra điểm ấy, mới đánh chủ ý lên Lạc Anh. Ông ta cũng ngủ với không ít phu nhân ở nước ngoài, nhưng những người phụ nữ này dâm đãng thành tính từ nhỏ, không khác gì gà rừng ven đường. Chỉ cần công phu trên giường lợi hại chút, rất nhiều người sẽ dán lên người, thời gian lâu dài sẽ không có một chút hương vị. Lạc Anh này thì khác, ông ta dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình phán đoán, người phụ nữ này không chỉ có thân phận tôn quý, còn vô cùng khó trị. Tôn Vũ mới nói xong, trong lòng đám Lý Hưng nở hoa. Tôn Vũ đúng là biết chọn chúng con gái và con dâu của tướng quân Khai. Quốc, lần này có trò hay để xem rồi, Tần Cừu không ở đây, xem tướng quân. Khai quốc còn lại bao nhiêu uy vọng, sắc mặt Tần Trách trầm xuống, mắt gần như sắp phun ra lửa. Tình cảm của ông ta và Lạc Anh không tốt, nhưng dù sao cũng là chồng Lạc Anh, vậy mà Tôn Vũ này dám nói vợ ông ta ngủ với mình một tối. Tôn đại sự, sắc đảm của ông quá lớn rồi đó, ông có biết ông đang nói gì không? Tần Trách tức giận nói. Ham! Tôn Vũ nheo mắt nhìn Tần Trách, khinh miệt nói. Ý của ông là ông muốn lên đấu với tôi. Tần Trách bị Tôn Vũ nhìn chăm chú, thân thể không khỏi run lên, sắc mặt trắng bệch. Cảm thấy giống như có một cây đao để sau lưng. Ông ta vì luôn ngập trong tửu sắc, thân thể còn yếu hơn người bình thường, đâu chịu được uy áp của Tôn Vũ, miệng mở ra nhưng không nói nên lời. Tôn Vũ, con mẹ nó ông muốn chết có phải không, dám đánh chủ ý lên nhị phu. Nhân Tần gia, Tôn Hổ em họ ông do ông đây giết, Tần lão tam nhà chúng tôi có việc không có ở đây, Tần Long tôi đưa ông đi gặp em họ mình. Đường Long đứng dậy, giận dữ hét. Anh ta biết mình không phải là đối thủ của Tôn Vũ,
nhưng nếu anh ta không đứng ra, sẽ khiến người ta chê cười Tần gia bọn họ không ra gì. Dù sao anh ta gián tiếp hại Tôn Hổ chết, dù sao cũng chết một lần, không bằng chết có khí phách một chút. Là cậu. Ánh mắt Tôn Vũ phát lạnh, lại sắc bén thêm vài phần. Lần này ông ta đến thành phố Đông Hải, thứ nhất là lót đường cho sư phụ ông ta 1,5 năm sau quay về, thứ hai là báo thù cho em họ ông ta. Là cậu mà nói, không cần đi lên, cậu trực tiếp chết ở đây đi. Ông ta liền giẫm chân, bọt nước lại bắn lên, ông ta vỗ mạnh một cái, thủy kiếm nhanh chóng xuất hiện trong không trung, trở nên vô cùng sắc bén. Tốc độ vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã đến trước người Đường Long, thủy kiếm sắp đâm thủng Đường Long rồi. Rầm rầm rầm, thủy kiếm chỉ cách Đường Long 3 ngón tay, giống như chạm vào bức tường, hóa thành bọt nước rơi xuống đất. Đồng thời người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lạc Anh bước ra, trước người Đường Long. Chắn một màn này lập tức khiến không ít người kinh ngạc đến ngây người. Đệ tử Đường gia mới mở miệng nói chuyện liền bị một kiếm xuyên qua yết hầu, ngay cả Đường Khôn cũng không cứu kịp, lần này uy lực của thủy kiếm mạnh hơn nữa, lại bị cản mất. Ngay cả Tần Trách cũng không ngờ, ánh mắt khác thường đánh giá người đàn ông trung niên vẫn đứng cạnh vợ mình. Sớm biết như vậy, ông ta đã không sợ đến thế. Sao lại thế này, bị chặn mất rồi. Người này là ai thế? Ha! Tôn Vũ khẽ nâng mí mắt, trên mặt lộ vẻ bất ngờ, nhìn người đàn ông trung niên từ trên xuống dưới. Nội khí tràn đầy, tụ khí ngoại phóng. Tiên Thiên Tông Sư. Những lời này mới vang lên, không ít người khiếp sợ. Tiên Thiên Tông Sư cao hơn nội kình một cấp bậc lớn, có thể bật hơi thành. Binh, giết người vô hình. Hoàn toàn không cần như Tôn Vũ, nhờ nước thành binh. Tần gia có cao thủ như vậy, lần này được cứu rồi. Hai mắt đám Lưu lão sáng lên. Sắc mặt đám Lý Hưng thì trầm xuống, bọn họ đâu ngờ tới, vậy mà Tần gia mang một Tiên Thiên Tông Sư đến. Lần này xong đời rồi. Tiên Thiên Tông Sư có thể ngăn thủy kiếm của Tôn Vũ, đó là chứng minh thực lực. Tiểu thư, xử lý người này như thế nào? Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Tôn Vũ một cái, cung kính nói với Lạc Anh. Lạc Anh chừng Tần Trách trước, trong tình cảnh như này, biểu hiện của Tần Trách còn không đàn ông bằng Đường Long vừa vào Tần gia. Sau đó bà ta mới lạnh lùng nhìn Tôn Vũ, đôi mắt đẹp sắp phun ra lửa. Từ nhỏ bà ta đã được gọi là Tiểu Lạt Tiêu, những người đùa giỡn bà ta đều bị bà ta chỉnh nhìn thấy bà ta là bỏ chạy, vậy mà tên lỗ mãng nước ngoài dám bảo bà ta bồi ngủ một đêm. Đánh gãy xương toàn thân ông ta trước, sau đó cắt lưỡi ông ta rồi cho làm. Thái giám. Tuân mệnh. Người đàn ông trung niên cười nhẹ, gật đầu, ánh mắt nhìn Tôn Vũ trở nên phát lạnh, vẻ mặt kiêu ngạo. Ông nghe thấy lời tiểu thư chúng tôi nói rồi đó, tự ông tới. Hay là tôi tự mình ra tay? Hoành Luyện đại sư thì sao chứ, ở trong mắt Tiên Thiên Tông sư ông ta. Dưới Tiên Thiên, đều là cỏ đuôi chó. Người đàn ông trung niên này mới mở miệng, ánh mắt mọi người nhìn Tần gia giống như nhìn Tôn Vũ vừa rồi, thậm chí còn có thêm vài phần kính sợ. Quả nhiên Tần gia không hổ là Thái Sơn của thành phố Đông Hải, thậm chí còn có Tiên Thiên Tông sư tỏa chấn. Hoa Hạ có một vài Tiên Thiên Tông sư thì không nói. Có thể được thế gia sử dụng cũng không nhiều. Dù sao Tiên Thiên Tông sư giống như người đàn ông trung niên này, có năng lực khai tổng lập phái. Những người như vậy không phải ẩn cư sơn dã, thì khai tông lập phái, uy chấn một phương. Người nào cam nguyện khuất phục dưới người khác, trở thành nô lệ. Tần gia thật lợi hại. Chắc tên cuồng đồ nước ngoài này xong đời rồi, không đánh được. Dù sao nội kình cũng kém Tiên Thiên một đại cảnh giới. Một tiểu cảnh giới đã cách khá xa, càng không cần phải nói đại cảnh giới. Cho dù Tôn Vũ chỉ cách cảnh giới Tiên Thiên nửa bước, nhưng một bước xa như trời đất. Khóe miệng Tôn Vũ nhếch lên, mặt không đổi sắc. Quả nhiên người phụ nữ này có vẻ khó kéo lên giường, nhưng mà ông ta thích. Ông ta vốn cảm thấy luận võ hôm nay không thú vị, hoàn toàn là nghiền áp, bây giờ trò hay đến rồi. Tôi cảm thấy bóp nát xương cốt Tiên Thiên Tông Sư, sẽ càng thú vị hơn. Ha! Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, cười khinh thường nói. Tuy sư phụ của ông dạy ngoại công đến cảnh giới Hoành Luyện đại sư, nhưng xem ra sư phụ ông chưa nói với ông chỗ đáng sợ của Tiên Thiên Tông. Su! Ông ta thân là Tiên Thiên Tông sư, nếu Tôn Vũ chắn được Luyện Tông sư ông ta còn sợ 3 phần,
nhưng chỉ là Hoành Luyện đại sư, đối phó ông ta thì kém chút nữa. Quả thật sư phụ tôi không nói cho tôi biết Tiên Thiên Tông sư ở Hoa Hạ có gì đáng sợ, trái lại ông ấy nói cho tôi biết Tiên Thiên Tông sư mạnh đến mấy cũng chỉ là con hổ giấy, chỉ cần hao hết nội kình, sẽ không khác gì chết. Tôn Vũ cười mỉa nói, trên mặt không có chút e sợ. Không phải ông ta chưa từng giết Tiên Thiên Tông sư, sư đồ Tiên Thiên Tông sư ở nước ngoài rất nhiều, căn bản không đủ gây sợ hãi. Vết thương trên mặt ông ta là do Tiên Thiên Tông sư để lại. Tiên Thiên Tông sư liều chết để lại một vết thương trên mặt ông ta, còn ông ta bóp nát trái tim Tiên Thiên Tông sư kia. Đúng là buồn cười, hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết, sư phụ của ông sai rồi. Người đàn ông trung niên cười lắc đầu nói, muốn hao hết nội kình của Tiên Thiên Tông sư, phải sống đến lúc đó rồi hãy nói, gần như tất cả nội kình đều không sống được đến lúc đó. Sư phụ tôi sai sao? Ha ha! Mười đại cao thủ tiên thiên của Hoa Hạ các ông cũng thua trong tay sư phụ tôi, những lời sư phụ tôi nói còn cần chứng minh sao? Sắc mặt người đàn ông trung niên hơi đổi, trong lòng có dự cảm xấu, sư phụ ông là ai? Khóe miệng Tôn Vũ nhếch lên, trên mặt đều là kiêu ngạo. Thanh Bang, Vạn Thiên Tuyệt. Những lời này vừa nói ra, cả đình hồ tâm khiếp sợ. Chuyện Vạn Thiên Tuyệt đánh bại mười đại tiên thiên tông sư ở Hoa Hạ, người biết không nhiều lắm. Dù sao cuối cùng ông ta vẫn bị người ta đánh bại, vẫn chưa tạo ra nhiều gợn sóng ở Hoa Hạ đã đi ra nước ngoài. Nhưng Thanh Bang ai mà chẳng biết. Thời Dân Quốc, ngay cả bang phái lớn ở Hoa Hạ, cho dù lúc đó nắm giữ quyền hành quân sự và chính trị quân phiệt đều kính sợ ba phần. Bây giờ Thanh Bang lại càng như mặt trời ban trưa, Liên Hợp Quốc đều có chút kiêng kỵ. Đệ tử của Vạn Thiên Tuyệt ở Thanh Bang, chẳng trách càn rỡ như thế. Thanh Bang có tiếng là lưu manh. Nếu ai dám động vào đệ tử Thanh Bang, thì đợi Thanh Bang tới cửa báo thù đi, cho dù là đệ tử cấp thấp nhất ở Thanh Bang cũng. Vậy, Tôn Vũ có thực lực nội kình đỉnh phong. Sao có thể là đệ tử bình thường ở Thanh Bang, ít nhất là một chấp sự, thậm chí là đường chủ. Cho dù Tôn Vũ thực sự ngủ với Lạc Anh, Tần Gia và Lạc Gia muốn đối phó ông ta, cũng cần phải nghĩ trước nghĩ sau. Lúc này hy vọng của đám phú hào Đông Hải mới xuất hiện lại bị dập tắt. Ngay cả người đàn ông trung niên bên cạnh Lạc Anh vừa rồi còn vân đạm phong khinh, sắc mặt cũng có chút khó. Coi, càng không cần nói đến biểu cảm của Tần Trách, Đường Long và Lạc Anh. Ông còn thử một chút không? Khóe miệng Tôn Vũ nhếch lên, cười mỉa nói. Cho dù ông là đồ đệ của Vạn Thiên Tuyệt, nhưng nhục nhã tiểu thư nhà chúng tôi, Vạn Thiên Tuyệt đích thân đến cũng không bảo vệ được ông. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Tên đã lên dây, không bắn không được. Sư phụ của tôi đích thân đến, chắc ông không nhìn thấy, bởi vì ngay cả cửa ải của tôi ông cũng không qua được. Tôn Vũ cười tự tin nói. Hãy lĩnh giáo ngũ hành quyền của Vân Thiên không tôi, tôi muốn xem uy lực vạn tượng tuyệt của Vạn Thiên Tuyệt có cường hãn như trong truyền thuyết không. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Trong truyền thuyết, Vạn Thiên Tuyệt vân du thánh địa võ đạo khắp nơi trên thế giới, cuối cùng tìm được công pháp cực phẩm ở một mật địa, uy lực vô cùng cường đại. Lúc này mới đánh bại liên tục 10 đại tiên thiên tông sư của Hoa Hạ. Công pháp khiến thanh danh Vạn Thiên Tuyệt lan truyền rộng rãi tên là Vạn Tượng Tuyệt, được xưng là võ pháp tổng cương của thiên hạ, không bỏ qua chỗ nào không bao lấy, xâm la vạn tượng, lại phá hết võ học thiên. Hạ, như ông mong muốn, Tôn Vũ cười mỉa, hai tay giơ lên không trung, không khí giống tuyết như bị ông ta nắm trong tay, gió tứ phía bay tới chỗ Tôn Vũ. Chỉ trong phút chốc, kinh khí giống như rồng giống như hổ như báo xuất hiện quanh quả đấm của ông ta, muôn hình vạn trạng, cảm giác cường đại áp bách theo đó xuất hiện. Vân Thiên không cũng không dám khinh thường, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, một bước năm trượng rơi lên lôi đài. Nội khí tuôn ra, hình thành một khí kình như áo giáp bảo vệ bao xung quanh ông ta. Cánh tay ông ta lay động, kinh khí như hỏa diễm bốc cháy trên tay ông ta. Mời! Vân Thiên không ngoắc tay với Tôn Vũ nói. Ha ha, Tôn Vũ liếm môi dưới, ánh mắt giống như sói đói tiếp cận con cừu, tràn. Đầy điên cuồng. Thân hình ông ta nhoáng lên một cái, bỗng nhiên cả người như một tia chớp màu đen, đến bên cạnh Vân Thiên không. Bao gồm một quyền mang theo âm thanh phá không đánh về phía Vân Thiên không. Hành hỏa quyền, Vân Thiên không hừ lạnh một tiếng, một quyền như hỏa diễm bùng nổ đánh về phía Tôn Vũ. Đùng đùng. M thanh giống như lửa mạnh đang thiêu đốt xuất hiện trong quả đấm, kình phong tùy ý mà đi hai bên, hồ nước kích động.
những người xem cách lôi đài tương đối gần dưới chân bất ổn, trực tiếp bị gió thổi ngã, trên mặt nóng rát đau đớn, như bị dao cắt. Hai người mới chạm vào nhau, sắc mặt Vân Thiên Không lập tức thay đổi. Đây là Vạn Tượng Tuyệt. Chưa từng thấy Vạn Tượng Tuyệt còn không biết, vừa thấy đã giật mình. Một quyền của Tôn Vũ mới chạm vào ông ta, một lực xé rách xuất hiện, nội khí trên tay ông ta bị kéo sang chỗ Tôn Vũ. Không chỉ có vậy, không phải một quyền của Tôn Vũ là Vạn Tượng Tuyệt sao, sao biến thành hành hỏa quyền của ông ta rồi? Chẳng lẽ Vạn Tượng Tuyệt thật sự là Vạn Tượng Thiên Dẫn, Xâm La Vạn Tượng? Dầm, Vân Thiên Không lùi về sau một bước, vẻ mặt kinh ngạc. Khóe miệng Tôn Vũ hơi nhếch lên, cười khinh thường. Tôi cho rằng Tiên Thiên Tông sư ở Hoa Hạ có chút tiến bộ, không ngờ vẫn yếu như vậy, chẳng trách làm nô lệ cho người ta, hóa ra chỉ có chút bản lĩnh đó. Lời này vừa vang lên, cả đình hồ tâm khiếp sợ. Một người vững như núi Thái Sơn, một người lại lùi một bước. Ai mạnh ai yếu đã rõ. Tôn Vũ là nội kình đỉnh phong, vậy mà mạnh hơn Tiên Thiên Tông sư. Tại sao có thể như vậy? Trong đình Tần gia, sắc mặt Lạc Anh, Lạc Minh đều thay đổi. Tiểu thư, có khả năng chỉ có Mông Hãn Mông lão mới là đối thủ của ông ta. Lạc Minh lo lắng nói. Lạc Anh nhíu mày gật đầu, tuy bà ta không tinh võ đạo, nhưng gặp không ít võ đạo cường giả, tất nhiên nhìn ra được Vân Thiên Không không phải đối thủ của Tôn Vũ. Nhất nhi thịnh, tái nhi sinh, tam nhi kiệt, Vân Thiên Không không có một, càng đừng nói hai, ba, chắc chắn sẽ thua. Sắc mặt đám Tần Trách, Đường Long, Lưu Lão càng âm trầm, ngay cả Tiên Thiên Tông sư cũng không phải đối thủ của Tôn Vũ, thành phố Đông Hải còn ai có thể đánh bại cao thủ nước ngoài này. Thành phố Đông Hải thật sự phải đổi chủ, sau này trở thành thiên hạ của Tôn Vũ sao? Lý Hưng và Chu Trường Hoàng thầm kêu một tiếng hay lắm, nâng chén với Vương Thiên Tước, đồng thời liếc mắt ra hiệu ông ta. Vương Thiên Tước ngầm hiểu, cười nham hiểm lấy điện thoại ra ấn vài cái. Trong một góc hẻo lánh đình hồ tâm, Mạc Phàm đang quan sát Vân Thiên Không và Tôn Vũ luận võ nhíu mày, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là một tin nhắn. Hắn mở tin nhắn ra, nhận được một bức hình. Trên ảnh chụp, chị họ và Lưu Phỉ Phỉ đang cắt tóc ở một cửa hàng làm tóc, hai người vừa nói vừa cười. Thời gian chụp ảnh là 3 phút trước, phía dưới ảnh chụp còn một dòng chữ nhỏ. Tốt nhất cậu nên đến đình hồ tâm, nếu không cậu sẽ biết hậu quả, ha ha. Đám người này sợ hắn không đến, vậy mà phái người theo dõi chị họ. Chỉ cần hắn không đến, bọn họ sẽ ra tay với chị ấy. Hắn nhắn lại tôi đang ở đình hồ tâm, rồi gửi đi, ánh mắt liếc đám Lý gia, Vương gia trong đình. Chỉ trong phút chốc, hắn nhìn thấy Vương Thiên Tước giơ di động lên, vẫy vẫy với Lý Hưng và Chu Trường Hoàng. Vương Thiên Tước, được lắm, mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, hàn quang xuất hiện. Lúc này trên lôi đài Vân Thiên Không và Tôn Vũ đã đấu hơn 10 chiêu, tiếng nổ mạnh và kình phong không ngừng vang lên, người vốn đứng tương đối gần đã sớm lùi ra xa, lúc này lôi đài bằng thép cũng trở nên gồ ghề. Trong Vạn Tượng Tuyệt, bất luận Vân Thiên Không sử dụng chiêu thức gì, Tôn Vũ đều có thể sử dụng chiêu thức như vậy, khiến Xâm La Vạn Tượng của Vạn Tượng Tuyệt phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chuyện này còn không có gì, đáng sợ nhất là Vạn Tượng Tuyệt có thể hút nội khí. Tuy Vân Thiên Không có thể bật hơi thành binh, tụ khí giết người. Nhưng trong Vạn Tượng Tuyệt, ông ta bật hơi thành binh trực tiếp bị đánh nát, hóa thành nội khí của Tôn Vũ. Mất lại mọc ra, quả thật như lời Tôn Vũ nói lúc trước. Hao hết nội khí, sẽ không khác gì chết, bây giờ ông ta đang trên đường chịu chết. Bật hơi thành binh thì sao, ông ta chỉ có thể hợp lực và tốc độ với Tôn Vũ. Ưu thế lớn nhất của Tiên Thiên Tông Sư là nội khí ngoại phóng. Hợp tốc độ và lực lượng với một hoành luyện đại sư, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Dầm, Vân Thiên Không sơ sẩy, lộ ra một điểm yếu, Tôn Vũ tiến lên trước. Quả đấm như khối sắt đấm mạnh vào ngực Vân Thiên Không. Nội khí hiện lên trên ngực, ông ta khó khăn đỡ một kích chí mạng này, cơ thể ông ta bay ra ngoài lôi đài. Vân Thiên Không lăn lộn mấy vòng trong không trung, lúc này mới bình yên rơi xuống đất. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Khuôn mặt ông ta trắng bệch. Tôn Vũ cười lạnh lùng, không ra tay như đối đãi với Đường Khôn. Ông thua, muốn thử nữa không? Dù sao Vân Thiên Không này cũng là thuộc hạ của Lạc Anh, ngày nào đó ông ta ngủ với Lạc Anh trên giường, có Tiên Thiên Tông sư trông cửa, cũng là một chuyện vô cùng sảng khoái. Tạm thời giữ lại cái mạng chó của Tiên Thiên Tông sư này,
nếu thấy khó chịu giết cũng không muộn. Vân Thiên không nhíu mày, muốn đứng dậy. Nơi này chỉ có ông ta đấu thêm được với Tôn Vũ mấy chiêu, đổi lại là người khác đã sớm chết rồi. Thôi, chúng tôi thua, quay về đi. Lạc Anh có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể cúi đầu nói. Nếu không chịu thua, có khả năng người chết kế tiếp là Vân Thiên không Lạc gia bồi dưỡng một tiên thiên tông sư không dễ dàng, không thể bị chết ở. Đây, Lạc Anh chịu thua, Lý Hưng nắm chặt tay, kích động đứng dậy. Tôn đại sư quá lợi hại rồi. Ngay cả tiên thiên tông sư cũng chịu thua Tôn Vũ, hôm nay còn ai dám. Đấu, ngày hôm qua bọn họ vẫn chỉ có thể trốn tránh, hôm nay ông ta có thể tung hoành ở thành phố Đông Hải rồi. Thành phố Đông Hải không còn là thiên hạ của Tần gia, mà là thiên hạ của Tôn Vũ Tôn gia. Ông ta là người của Tôn Vũ, tất nhiên quyền thế cũng không kém. Chúc mừng Tôn đại sư, chúc mừng Lý Tổng. Tiền gia ở Nam Sơn, một người đàn ông gầy yếu mặc tây trang đeo kính chắp tay nói. Sau Tiền gia là Trương gia ở Nam Sơn cũng đứng ra bày tỏ chúc mừng Lý Hưng. Mặt Tôn Vũ không đổi, vẻ đắc ý trên mặt đám Lý Hưng càng đậm hơn. Sắc mặt đám Lưu lão âm u, không cam lòng, nhưng không có biện pháp nào. Chỉ cần Tôn Vũ nguyện ý, có thể giết tất cả bọn họ bất cứ lúc nào, đây là thực lực. Bọn họ vốn ghi hận Vương Thiên Tước ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với Lý Hưng làm chuyện xấu, nhưng bây giờ lại có chút hâm mộ Vương Thiên Tước. Qua hôm nay, Tôn Vũ đứng đầu thành phố Đông Hải, Lý Hưng thứ hai, sau đó là Vương Thiên Tước. Bây giờ bọn họ muốn theo cây cột Tôn Vũ này, bỏ cũng không bỏ được. Lúc này ánh mắt Tôn Vũ lại nhìn Đường Long. Vân Thiên không đúng không, bây giờ tôi giết cậu ta lần nữa, ông muốn ngăn cản tôi không? Trong tin nhắn Tôn Hổ gửi cho ông ta, có tên Đường Long. Với thực lực của Đường Long chắc chắn không giết được Tôn Hổ, nhưng nếu có tên trong tin nhắn, vậy thì phải chết. Lúc này trong mắt không ít người nhìn Đường Long, không chỉ không có đồng tình, thương tiếc, trái lại tràn đầy oán hận. Là Đường Long giết em họ Tôn Vũ. Lúc này mới mang đến một nhân vật hung. Mãnh như thế, bá chủ Đông Hải phải đổi chủ, bọn họ gặp phải tao ương theo, đều vì Đường Long. Sắc mặt Đường Long trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tần Trách cúi đầu, nếu ông ta dám đứng ra lúc này, ông ta sẽ phải chết. Vân Thiên không nhìn về phía Lạc Anh, gặng hỏi ý kiến bà ta. Lạc Anh nhíu mày do dự bất định, bình tĩnh mà suy xét. Đường Long đối xử không tệ với bà ta và Tần gia, để Tôn Vũ giết Đường Long trước mặt bà ta sao? Tất nhiên bà ta không làm được, nhưng nếu Vân Thiên không dám ra tay ngăn cản, phần lớn cũng là chết. Muốn ra tay thì ra tay đi, hà tất phải nhiều lời, mày giết ông đây, sẽ có người giết mày, báo thù cho ông. Sao Đường Long không rõ thế cục hiện giờ, quát lớn. Không ít người lắc đầu, đã là lúc này rồi còn cứng miệng. Cao thủ cấp tiên thiên đều không phải là đối thủ của Tôn Vũ, ai có thể giúp anh ta báo thù? Đơn giản là nói một câu ngoan độc trước khi chết mà thôi. Báo thù sao? Khóe miệng Tôn Vũ nhếch lên, cười âm hiểm nói. Cậu nói Mạc đại sư kia sao, vậy bây giờ tôi giết cậu, tôi xem cậu ta báo thù cho cậu thế nào. Thủy kiếm lại thành hình, bay về phía Đường Long, lần này có 12 cái. Nếu toàn bộ đâm vào người Đường Long, thật sự sẽ thành tổ ong vò vẽ rồi. Không ít người nhìn thủy kiếm này, sắc mặt trầm xuống, đại lão tung hoành thành phố Đông Hải cứ chết như vậy sao? Tay Tần Trách nắm chặt thành quả đấm, vẫn không nói được một lời, giận mà không dám nói gì. Vân Thiên không đang đợi mệnh lệnh của Lạc Anh. Chỉ là chính ông ta cũng không hy vọng Lạc Anh tự tìm phiền phức, tránh rước họa vào thân, Tôn Vũ này không dễ chọc. Lông mày Lạc Anh nhíu lại, hàm răng cắn chặt, cứu cũng không phải. Không cứu cũng không phải, do dự bất định. Đường Long không ngừng nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu lăn từ trên trán xuống. Một giọt hai giọt, vừa rồi được cứu một lần, bây giờ còn cứu được sao? Một ý niệm, 12 thủy kiếm đến trước người Đường Long. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền từ xa đến. Tuy anh ta rất yếu, nhưng ông không giết được anh ta đâu. Lời này vừa nói ra. Vậy mà 12 thủy kiếm biến mất trong hư không, giống như chưa từng xuất hiện, cứ vậy không còn. Mọi người lập tức sửng sốt, đây là tình huống gì? Vừa rồi cao thủ tiên thiên cũng là ngoại phóng nội kình đỡ thủy kiếm, lúc nãy nhiều thủy kiếm như vậy mà trực tiếp biến mất, giống như bốc hơi. Ai lợi hại như thế?
Mạc đại sư sao, nếu đã đến rồi còn không đi ra, tôi đợi cậu lâu rồi. Tôn Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói. Tiếng như chuông lớn, bay ra bốn phía. Ông đã muốn chết, như ông mong muốn. Giọng nói của Mạc Phàm lại vang lên. Không ít người vội vàng nhìn nơi phát ra tiếng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mạc Phàm, trong chớp mắt không ít người sửng sốt. Đám người gần Mạc Phàm vội vàng nhường ra một con đường, tránh tai họa. Lan sang bọn họ. Tôn Vũ giết người như cắt cỏ, vừa rồi bọn họ đều thấy được, ai chắn trước Mạc Phàm, có khả năng đều chết. Cậu ta là Mạc đại sư, không phải chứ, may mà tôi không đặt cược cậu ta, nếu không thật sự sẽ lỗ thảm hại. Không ít người ngầm cảm thấy may mắn. Là cậu ta sao? Lưu Tử Hàng sửng sốt. Tên nhóc này có bệnh không, cho rằng họ Mạc là Mạc đại sư, ông đây họ Lưu, là Lưu đại sư đó. Cậu ta là Mạc đại sư, đùa giỡn gì thế, Mạc đại sư phải là cao nhân đắc đạo. Năm 60 tuổi, sao có thể là tên nhóc này? Ngay sau đó Lưu Tử Hàng ngầm vui vẻ. Như vậy cũng được, vừa rồi tên này không chịu nhường thuyền, tự mình. Muốn chết cũng không trách được ai, đỡ phải để anh ta ra tay. Cậu ta, Lục Kỳ nhíu mày, sau đó cười mỉa. Đệ tử chết thảm vừa rồi của Đường gia, chắc là kết cục của Mạc Phàm. Vào lúc này lại muốn náo động, nâng cao danh khí cũng phải nhìn trường hợp. Đám Lưu lão vốn sửng sốt, sau đó cũng lắc đầu. Quả thật hôm ở hội đấu giá Mạc Phàm rất lợi hại, Chu Trường Hoàng bị cậu ta đè ép không làm gì được, Lý Hưng cũng phải đưa cậu ta 2 triệu. Nhưng bây giờ Tiên Thiên Tông sư cũng không phải là đối thủ của Tôn Vũ, Mạc Phàm có thể thắng được Tôn Vũ trên lôi đài sao? Mạc Phàm căn bản không có bất luận cơ hội thắng được Tôn Vũ. Lý Hưng cười, cuối cùng người ông ta sợ nhất cũng tới, nếu đến đây thì đừng rời đi, ở đây luôn. Bọn họ không cần nơm nớp lo sợ sống dưới bóng ma Mạc Phàm. Mạc đại sư, đã lâu không gặp, không ngờ cậu thật sự dám đến. Lý Hưng mỉm cười nói. Sắc mặt Chu Trường Hoàng hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên lo lắng, không dám nhìn Mạc Phàm. Cậu tới làm gì? Lạc Anh nhìn thấy Mạc Phàm vội vàng nói. Vân Thiên Không cao thủ Tiên Thiên nhà bọn họ đã thua trên tay Tôn Vũ. Thực lực của Mạc Phàm còn không bằng Tần Cừu, đi lên không phải muốn chết. Sao? Mạc tiên sinh, người này rất lợi hại, cậu nhanh đi đi. Đường Long thấy người cứu anh ta là Mạc Phàm, vừa cảm kích vừa kêu lên. Mạc Phàm không để ý đến đám Đường Long và Lạc Anh, đi dọc theo đường đám người để lộ, lập tức đi lên lôi đài. Tôn Vũ nheo mắt đánh giá Mạc Phàm, cũng hơi bất ngờ. Cho dù là ông ta, cũng không ngờ người giết em họ mình lại là một tên nhóc 16 tuổi. Dù sao em họ ông ta cũng là nội kình sơ kỳ, nội kình trung kỳ bình thường đều không phải đối thủ của cậu ta, sao có thể bị một tên nhóc giết chết? Cậu là Mạc đại sư giết Tôn Hổ em trai tôi. Xem như vậy, Mạc Phàm cười mỉa nói. Ngày đó một quyền của hắn phế đi Tôn Hổ, mới khiến Tôn Hổ tự sát. Nếu nói là giết Tôn Hổ, cũng không khác lắm. Cậu chắc chắn không có lầm, Tôn Vũ lạnh lùng nói, sát khí tỏa ra. Vừa rồi ông ta giết đệ tử Đường gia, không ngại giết thêm một người nữa. Mạc Phàm cười khinh thường, lấy chị họ và Lưu Phỉ Phỉ để chèn ép hắn, đợi hắn đến mà không biết hắn. Ông nói nhiều lời vô nghĩa quá. Mạc Phàm nói xong, không ít người khiếp sợ. Tên nhóc này cũng quá ngông cuồng rồi, vậy mà nói chuyện với Tôn Vũ như thế, có phải cậu ta chán sống rồi không? Vừa rồi Mạc Phàm còn có khả năng sống sót, bây giờ cậu ta chết chắc rồi. Gặp phải chuyện như vậy, phần lớn mọi người đều chạy đi xa, nhưng Mạc Phàm lại để mình gánh chịu hết. Thật sự không biết Mạc Phàm ngây thơ hay ngốc. Cậu chắc chắn cậu là Mạc đại sư. Tôn Vũ đánh giá Mạc Phàm, trầm giọng hỏi. Trên người Mạc Phàm, ông ta không thấy bất luận khí tức võ giả nào. Gặp phải chuyện như vậy, nếu không phải đối phương quá yếu, thì quá mạnh. Ông ta cảm thấy khả năng trước lớn hơn. Tôn đại sư, cậu ta là Mạc đại sư. Lý Hưng đứng dậy nhắc nhở. Ngày đó một kiếm của Mạc Phàm chém nứt bàn đấu giá, bây giờ nghĩ lại ông ta vẫn sợ hãi, tất nhiên sẽ không nhận sai. Người. Tôn Vũ khẽ nhíu mày, đánh giá Mạc Phàm một cách hứng thú, hai mắt hơi sáng lên, mắt nhìn mi tâm Mạc Phàm. Thiếu chút nữa nhìn nhầm, thú vị, chẳng trách cậu có thể diệt trừ thủy kiếm của tôi. Không ngờ cậu thật sự là Mạc đại sư, càng không ngờ cậu còn nhỏ. Tuổi như vậy đã đến cảnh giới chân nhân. Lời này vừa vang lên,
cả đình hồ tâm khiếp sợ. Tên nhóc 16 tuổi này không chỉ là Mạc Đại Sư, còn đến cảnh giới chân nhân. Quá khó tin rồi. Nhưng cậu ta thật sự là đối thủ của Tôn Vũ sao? Ông còn nhiều chuyện không ngờ được lắm. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tôn Vũ cười mỉa, giống như không nghe thấy những lời Mạc Phàm nói. Được lắm, cậu đã là Mạc Đại Sư, mặc kệ cậu là Tiên Thiên Tông Sư hay chân. Nhân, cậu đều phải chết. Giọng nói như hổ hầm trong núi, truyền đi rất xa khiến màng tai người ta đau nhức, linh hồn run sợ. Nếu Mạc Phàm là Tiên Thiên Tông Sư, còn có thể đấu với ông ta một trận. Chân nhân sao, trên lôi đài nho nhỏ này chắc chắn là hữu tử vô sinh. Vừa nói xong những lời này, ông ta không nhiều lời với Mạc Phàm nữa, giẫm mạnh chân xuống, lôi đài ong ong, khí thế toàn thân ông ta lập tức tăng lên gấp 10 lần. Hai tay ông ta nắm chặt thành quả đấm, ảo ảnh xâm la vạn tượng xuất hiện. Xung quanh ông ta, càng ngưng tụ nhiều hơn vừa rồi. Tiếng gió vù vù vòng quanh quả đấm của ông ta vang lên, giống như sói gào rú. Vù! Bỗng nhiên cả người ông ta như hắc quang bay về phía Mạc Phàm, một quyền hoàn toàn có thể xuyên thủng sắt thép đánh về phía hắn. Lúc này không ít người nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn. Mạc Phàm chết chắc rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.